chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 141 quân y tập thể trúng độc. Mã bà bà cùng chu tiền hai người đều sôi nổi gật đầu. Dư cửu điềm bẹp miệng, bà ngoại, hảo đáng tiếc út, Điềm bảo nhìn không tới hoa sen. Hảo vui vẻ út, bà ngoại quả nhiên cùng nàng tâm hữu linh tê. Không có vết qua heo cũng gặp qua heo chạy a. À. Tivi báo chí internet nào năm sẽ không đưa tin trên dưới 100 tới cái chết đuối bỏ mình hài tử. Lớn như vậy hồ nước, khẳng định mỗi năm đều sẽ có trượt chân hài tử rơi xuống nước, ngẫm lại liền khiếp đến hoảng. Bên cạnh vài người không hiểu được, nhưng là Khương Phong Hoa chính là đem chính mình tiểu cháu gái đáy mắt khoan khoái xem rõ ràng như thế nào sẽ không rõ nàng đây là vu hồi chiến thuật. Nháy mắt cảm thấy chính mình mang điềm bảo ra tới mang đúng rồi. Ngay sau đó bọn họ lại đi đại thạch thôn, đại thạch thôn nhưng thật ra khá tốt, thôn xóm chỉnh tề, đồng ruộng hoàng thôn. Chính là ly cửa thành xa chút, đi bộ vào thành chỉ sợ cũng đến hai cái canh giờ. Lần này nhìn một đường, dư cửu điềm cũng nói cái gì đều không có nói. Đoàn người chuẩn bị lại đi nhìn xem ô sơn thôn, nếu ô sơn thôn chẳng ra gì, liền trực tiếp lựa chọn ở đại thạch thôn đặt chân tới rồi ô sơn thôn, hoắc nguyên mới vừa tối hôm qua miêu tả lập tức có tượng hình. Đứng ở tối cao triền núi đi xuống vọng, quả thực là cái thật lớn bồn địa. Bồn địa thôn xóm cùng đồng ruộng một phân thành hai, đồng ruộng bên ngoài thôn xóm ở. Sườn núi trên mặt cũng có không ít đồng ruộng, nhìn ra được tới là mấy năm gần đây mới khẩn ra tới, nhưng là xem mặt trên hoa màu cộng rơm thưa thất, hoặc nhìn mọc cũng không phải đặc biệt hảo. Các đại nhân ánh mắt đều ở bồn địa bên trong tới lui tuần tra, căn bản không có chú ý dư cửu điềm ở ruộng dốc ngoài ruộng lay thổ ngật đáp. Dư cửu điềm mấy nghiêm túc đánh giá thổ chất. Cái này triền núi thổ chất nhưng thật ra loại trái cây hảo địa. Nếu là vần quanh gieo bất đồng trái cây, bốn mùa luân phiên mà sinh, cây ăn quả mương lũng lại loại thượng hỷ dương lại nại âm thảo dược, quả thực là một công đôi việc. Bà ngoại, nơi này hảo nơi này hảo. Nghĩ đến đây dư cửu điềm vui sướng nhảy nhót lên. Đang ở lắc đầu các đại nhân đều ngây dại bọn họ thật sự không có nhìn ra thôn này nơi nào hảo. Thấy các đại nhân đều không thích cái này địa phương, dư cửu điềm nóng nảy, chạy nhanh đem bà ngoại cùng sư phó kéo đến một bên, bá 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 nói ra ý nghĩ của chính mình. Trên sườn núi loại cây ăn quả cùng thảo dược, bồn địa loại khoai tây cùng lương thực, quả thực đem nơi này địa thế lợi dụng tới rồi cực hạn. Hoắc Nguyên mới vừa không hề chớp mắt nhìn chầm chầm dư cửu điềm ba người, rõ ràng nhìn đến mã bà bà cùng Khương Phong Hoa đôi mắt càng trừng càng lớn, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc hắn trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, chẳng lẽ phía trước rất nhiều chủ ý, đều là cái này tiểu nha đầu nghĩ ra được. Hai lão một tiểu thương lượng một hồi lâu, cuối cùng cùng nhau đi tới đối hoắc nguyên mới vừa nói, tướng quân, vậy tuyển ô sơn thôn. Chu Sương Thịnh cùng tiền chí mới hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật khó hiểu vì cái gì muốn xem lên kém cỏi nhất ô sơn thôn, nhưng là đối đem Khương Phong Hoa cùng mã bà bà quyết định vẫn là không lý do tín nhiệm. Có lẽ là nơi này có cái gì chỗ đặc biệt bọn họ không thấy ra tới bãi. Hoắc Nguyên mới vừa có chút khó hiểu, nhưng là vẫn như cũ lựa chọn tôn trọng hai vị lão nhân quyết định. Chờ mấy người trở về đi lúc sau, đã mau chạm vạn. Quân doanh người đã đều ăn qua cơm chiều, nhưng là hậu cần binh cho bọn hắn để lại cơm. Hoắc Nguyên mới vừa dứt khoát làm cho bọn họ đem đồ ăn trực tiếp đoan tới rồi chính mình quân trướng trên bàn, tiếp đón mã bà bà mấy người vây quanh cái bàn một bên ăn cơm một bên nhàn thoại ngày mai chuyển nhà lạc hộ sự tình. Dư người nhà cùng chữa bệnh đội người ngồi vây quanh ở quân trướng bên ngoài, dựng lên lỗ tai nghe xong cái đại khái, mỗi người trong lòng đều đối tương lai tân gia tràn ngập chờ mong. Cơm mới ăn hơn phân nữa, quân doanh cửa liền vang lên dùng dập tiếng vó ngựa. Tướng quân! Tướng quân, việc lớn không tốt. Chỉ chốc lát lập tức có binh lính tới thông truyền, bởi vì chạy trốn quá cấp, vài cái lão đảo sau mới vọt vào quân trướng. Quân trướng ngoại người đều khẩn trương đứng lên. Tướng quân, vừa rồi có tháng mã tới báo, nói là quân y nhóm lập tức liền đến, nhưng là quân y nhóm tất cả đều hôn mê hình như là trúng độc bệnh trạng. Hắc Nguyên Cương mảnh đứng lên tình huống như thế nào hảo hảo như thế nào sẽ trúng độc đâu? Mã bà bà nhíu mày ánh mắt đen tối không rõ. binh lính chạy nhanh đúng sự thật nói phó tướng nói một đường lại đây đều hảo hảo nhưng là còn có mấy dặm mà liền đến quân doanh lại đột nhiên tập thể trúng độc. bọn họ đã mau đến quân doanh cửa tướng quân cứu người quan trọng. Mã bà bà hơi hơi bản mặt đứng lên nhắc nhở. Em mờ. Nguyên mới vừa trầm giọng nói, lại muốn làm phiền bà bà. Nói xong liền đi đầu vội vàng trừ bỏ quân doanh, mặt sau người chạy nhanh đuổi kịp trước. Bọn họ còn không có đi đến quân doanh cửa, quân đội hộ tống xe ngựa liền ngừng ở quân doanh cửa. Phó tướng từ hổ gân cổ lên phân phó binh lính chạy nhanh đem quân y nhóm đều nâng xuống xe ngựa. Doanh địa các binh lính động tác cũng thật mau, bay nhanh trên mặt đất phô thật dày cỏ tranh, hơn 20 cái đại phu nháy mắt bị nâng lại đây nằm ở mặt trên. Mỗi người hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Mã bà bà cùng Dư Toàn Lễ chạy nhanh tiến lên xem mạch, Dư Cửu Điềm cũng không có nhàn rỗi, cũng tiến lên hỗ trợ. Hiện tại nàng sẽ y thuật sự tình đã không phải bí mật, có thể hỗ trợ nàng tự nhiên không nghĩ tức giấu. Một vòng mạch khám xuống dưới, Mã bà bà sắc mặt trở nên thập phần khó coi, ngay cả Dư Toàn Lễ trên mặt cũng có chút phức tạp. Dư Cửu Điềm chỉ khám hai cái đại phu liền tức giận về tới Khương Phong Hoa trong lòng ngực. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mã bà bà đi đến Hoắc Nguyên mới vừa bên người, đưa lỗ tai thấp giọng nói vài câu, Hoắc Nguyên mới vừa ánh mắt lập tức trở nên đông lạnh, bọn họ đều nâng hồi quân trướng, hảo sinh nghĩ một đêm lại nói. Đại gia không rõ nguyên do, quân y nhóm không phải trúng độc sao? Chẳng lẽ tướng quân muốn đẩy chi không để ý tới. Bọn lính càng là lo lắng, tướng quân Đại phu nhóm tập thể trúng độc không phải là nhỏ, vẫn là thỉnh mã bà bà chạy nhanh thế bọn họ trị liệu mới là a. Đúng vậy tướng quân, nếu là quân y nhóm có cái gì không hay xảy ra, sau này chúng ta nếu là bị thương đã có thể không người trị liệu a. Không trách bọn lính lo lắng này đàn đại phu, rốt cuộc chỉ cần thượng chiến trường, bị thương đó là không tránh được. Này đó quân y chính là triều đình cưỡng chế từ cả nước các nơi điều động đến tiền tuyến, nếu là bọn họ ra cái gì vấn đề, ngày sau bọn họ bị thương cũng thật phải chờ chết. Hoắc nguyên mới vừa lần đầu tiên không có bận tâm bọn lính lo âu lạnh lùng lại lần nữa lặp lại tốc tốc đem bọn họ nâng đến quân trướng không có ta phân phó ai cũng không chuẩn tới gần quân trướng nửa bước nói xong hắn liền phất tay áo xoay người mã bà bà mấy người cũng chạy nhanh theo tiến lên không có người dám vi phạm Hắc nguyên mới vừa ý tứ bọn lính đành phải đem đại phu nhóm đều nâng tới rồi quân trướng sau đó gắt gao bảo vệ cho quân trướng khụ khụ cửa mau đi cho chúng ta lộng khẩu nước ấm tới uống Thủ quân y doanh trướng binh lính nghe được thanh âm sôi nổi cả kinh, chạy nhanh vén lên quân trướng mạnh. Nháy mắt bị trước mắt một màn sợ ngây người. Vừa rồi còn bất tỉnh nhân sự nằm một lưu đại phu nhóm, giờ phút này đều đứng dậy ngồi dậy. Tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhật suy yếu, nhưng là thoạt nhìn tinh thần đầu mười phần. Phân phó bọn họ đi múc nước, đúng là quân y nhóm dẫn đầu đại phu. Còn thất thần làm gì, chạy nhanh cho chúng ta đi đánh nước ấm A. À. Thấy bọn lính vẽ mặt dại ra, đại phu sắc mặt biến thật sự khó coi. Chương 142 này nhóm người cũng có thể xứng thượng quân y hai chữ. Binh lính theo bản năng liền cất bước. Chuẩn bị đi cấp đại phu đánh nước ấm, lại bị phía sau tướng lãnh dùng chui đao gõ đầu, tiểu tử ngươi là nghe tướng quân vẫn là nghe hắn. Tướng quân nói bất luận kẻ nào không chuẩn tới gần bọn họ nửa bước, ngươi tưởng cãi lời quân lệnh. Binh lính chân mềm nhũng liền quỳ xuống, thuộc hạ không dám. Tướng lãnh lạnh lùng nhìn thoáng qua quân trướng bên trong tình hình, hận sắc không thành thép đối binh lính nói, được rồi, chạy nhanh lên, hảo hảo xem thủ. Hắn cũng không quái cái này binh lính đối quân y biểu hiện ra ngoài nô tính, đây là tiền tuyến quân doanh thái độ bình thường. Bởi vì hạ càng lớn phu quá ít, phần lớn là bị quyền quý bá tánh phủng ở lòng bàn tay hưởng phú quý. Nếu không phải triều đình hạ chết lệnh, không có đại phu sẽ nguyện ý lao tới tiền tuyến chịu khổ bị tội. Cho nên quân y đối quân đội tới nói di đủ trân quý, lúc trước tướng quân cũng đối này đàn quân y rất là nhường nhịn, mặt khác tam quân tướng sĩ liền càng không cần phải nói, cơ hồ đều là đem bọn họ đương gia giống nhau hầu hạ. Nếu là ngôn ngữ bất kính hoặc là đắc tội này đàn quân y, bị thương kia đã có thể bị tội. Bị thương nặng, trực tiếp một câu nói ngươi không cứu, liền chỉ có thể tự sinh tự diệt. Cho dù là vết thương nhẹ, xử lý miệng vết thương thời điểm bọn họ cũng sẽ cố ý làm đau ngươi làm ngươi nếm chút khổ sở. Nói quân y là gia, tam quân tướng sĩ là tôn tử đều không quá, cái này binh lính vừa rồi cũng là bản năng phản ứng đại phu thấy thế, sụ mặt đứng lên, có ý tứ gì, lão phu không xa trăm dặm lại đây, hiện giờ tưởng uống khẩu nước ấm đều không được. Mặt khác đại phu cũng không cam lòng mà đứng lên, sôi nổi chỉ vào tướng lãnh uy hiếp, nếu là chậm đãi ta chờ, ngày sau ngươi bị thương xem ai tới cấp ngươi trị liệu. Tướng lãnh trong lòng đêm này đàn quân y mắng cái máu chó phun đầu, nhưng là trên mặt lại ngạnh bài trừ một tia ý cười, đại phu nhóm hiểu lầm, thật sự là tướng quân có lệnh, không thể không tôn a. À. Hoắc tướng quân, thật không phải với, này đàn đại phu hắn cũng không hảo đắc tội, chỉ có thể đẩy cho ngươi. Đại phu khí cực, chạy tới trên đường ngươi liền bạc đại chúng ta, làm chúng ta ăn cơm thiêu sưu đồ ăn, kết quả dẫn tới chúng ta ngộ độc thức ăn, hiện tại thế nhưng còn giam giữ chúng ta, liền khẩu nước ấm đều không cho uống, có phải hay không muốn hại chết chúng ta? Chạy nhanh phóng chúng ta đi ra ngoài, bằng không tiểu tâm ta thư từ cấp triều đình, làm triều đình trị các ngươi một cái ngược đại y giả tội lớn. Tướng lãnh trên mặt cười không nhịn được, đại phu, chúng ta ở trên đường cùng ăn một nồi đồ ăn nếu là trúng độc chúng ta tướng sĩ chỉ sợ cũng trốn không thoát như thế nào chỉ cần chỉ có các ngươi trúng độc m đại phu ngươi cũng không nên muốn vu oan giá họa còn dám đề các ngươi này đàn da dày thịt béo đồ đê tiện làm sao có thể cùng chúng ta đánh đồng không lấy hảo đồ ăn hầu hạ chúng ta thế nhưng còn dám làm chúng ta cùng các ngươi cùng ăn một nồi quả thực là đại bất kính chính là ngày thường ở quân doanh chúng ta ăn vẫn luôn là tinh mễ tế mặt này một đường đều làm chúng ta ăn cỏ ăn trấu, nếu là triều đình biết các ngươi như vậy đối đãi với chúng ta y giả, chém các ngươi đầu đều là nhẹ. Nhắc tới khởi trên đường ăn uống đãi ngộ, quân y nhóm nháy mắt tạc, mỗi người chỉ vào tướng lãnh cái mũi mắng khai. Tướng lãnh nghẹn khuất giống như sấm rền ở trong lòng ầm vang rung động, ở triều quân y nhóm phát ra ra tới phía trước, hắn xanh mặt chạy nhanh mãi chân rời đi. Thật quá đáng. Ở tiền tuyến thời điểm, nhất khổ thời điểm hoắc tướng quân đều phải đi theo bọn họ ăn cỏ ăn trấu, chính là vẫn cứ lấy tinh mễ tế mặt cung cấp nuôi dưỡng này đàn quân y. Lần này trên đường đuổi đến nóng nảy chút, cho nên bất đắc dĩ mới làm quân y cùng bọn họ cùng ăn một nồi cơm thực. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng dùng trúng độc tới vu hãm các tướng sĩ hầu hạ không chu toàn. Cùng này nhóm người phân rõ phải trái, quả thực là lãng phí môi lưỡi. Trở về. Ngươi cho ta trở về. Đem hoắc tướng quân gọi tới, làm hắn nhìn xem chính mình cấp dưới là như thế nào đối đãi y giả xem bọn họ xứng không xứng làm chúng ta cho các ngươi y thương chữa bệnh. Thấy tướng lãnh không nói hai lời liền đi rồi, quân y nhóm nóng nảy, làm bộ liền tưởng lao ra quân trướng ngăn trở, lại bị cửa binh lính ngăn cản xuống dưới. Cái này càng chọc mau quân y nhóm, càng thêm ác liệt nhục mạ rơi xuống binh lính trong tay, thậm chí còn duỗi tay đối bọn lính lại véo lại đào. Bọn lính không dám động binh khí đối kháng, càng không dám đánh trả, đành phải ngạnh sinh sinh chịu, thực mau trên mặt đã bị đào ra không ít miệng máu. Ai da, đột nhiên một cái đá bay qua tới tạp trúng đại phu cái tráng đau hắn nghe răng trợn mắt sở hữu đại phu đều kinh ngừng động tác nhìn phía đầu sỏ gây tội người xấu mau buông ra binh lính cắt thúc thúc dư cửu điềm nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt tiểu tay nắng tăng lên tay nhỏ còn nắm chặt viên cục đá lại khi dễ binh lính thúc thúc điềm bảo liền không thách khí nàng cảm giác hảo mất mặt thế y giả hai chữ mất mặt này nhóm người cũng có thể xứng thượng quân y hai chữ quả thực chính là lưu manh vô lại cùng đỉnh cấp ác ôn tổ hợp. Đúng vậy, mau buông ra, bằng không chúng ta cũng tạp các ngươi. Nàng phía sau gia hòa gia hưng cũng nổi giận đùng đùng hát đệm. Bọn họ ba phía sau còn có một đoàn hài tử, sôi nổi dơ lên trong tay cục đá hoặc đất cứng, uy hiếp quân y nhóm buông ra bọn lính. Bọn lính nhìn dư cửu điềm bạch nhu nhu khuôn mặt nhỏ thượng nỗ lực xây hung hãn, hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Trừ bỏ quân đội huynh đệ, bọn họ đã thật lâu không có cảm thụ đến từ người ngoài quan tâm cùng giữ gìn. Mã bà bà cùng Khương Thẩm đối bọn họ đã thực hảo, không nghĩ tới này nho nhỏ một con thế nhưng cũng sẽ động thân mà ra che chở bọn họ. Tuy rằng tác dụng cũng không lớn, bọn họ trên mặt trên người vẫn là bị đánh lén khác vài cái, nhưng là trong lòng động dung xa xa phủ qua đau đớn trên người. Ngươi là nơi nào tới tiểu tể tử, còn tuổi nhỏ cũng dám động thủ khi dễ trưởng bối, xem ta không thấy người nhà ngươi giáo huấn một chút ngươi đại phu làm bộ muốn lao ra đi, nhưng là binh lính như thế nào sẽ cho phép hắn đi ra ngoài khi dễ dư cửu điềm, duỗi tay liền đem hắn giam cầm lên, đại phu, ngài một phen tuổi, hạ tất cùng cái hài tử nghiêm túc. Đại phu tránh trên tay dãy dụa không thoát, khí dùng chân tàn nhẫn đá binh lính, binh lính đau kêu rên một tiếng. Dư cửu điềm khí mắt to lưu viên, đại ca ca nhị ca ca, tạp hắn. Ném chuẩn một chút út, đừng thương đến binh lính cắt thúc thúc. Gia hòa gia hưng nghe tiếng, chạy nhanh chạy tới gần vài bước, trong tay đá chuẩn chuẩn triều đại phu đầu ném qua đi. Cách đến gần, đại phu căn bản tránh không khỏi, vững chắc ăn vài cái, lại đau lại tức, chỉ có thể dùng sức triều binh lính cho hả giận. Mặt khác quân y thấy đại phu bị mấy cái hùng hài tử khi dễ nơi nào nhẫn, khuyến khích triều bọn lính tay đấm chân đá. Các ca ca tỉ tỉ, giúp giúp binh lính các thúc thúc. Dư cửu điềm biên kêu, liền đi đầu sông lên trước, ông lấy đại phu chân, thử ra răng nanh hung hăng triều hắn trên đùi cắn một ngụm đại phu đau thẳng duỗi chân đem dư cửu điềm quan đi ra ngoài ai da, điềm bảo mông đau quá dư cửu điềm bị quan ngã cá nhân ngưỡng mã phiên bẹp cái miệng nhỏ khóc ra tới ô ô ô điềm bảo mông đau quá mặt khác hài tự thấy chính mình thích nhất muội muội bị đánh đồng thời tiến lên đá vũ hung mảnh tạp hướng quân y nhóm bọn lính lại kinh lại động dung sợ bọn nhỏ lại có hại bất chấp đắc tội quân y không nói hai lời đem quân y nhóm ấn ở trên mặt đất một sĩ binh chạy nhanh tiến lên đem dư cửu điềm bế lên tới an ủi, không khóc, a, à, không khóc. dư cửu điềm nhìn trên mặt hắn bị cào hoa, khóc càng hung, ô ô ô, thúc thúc, ngươi khẳng định so điềm bảo còn đau, điềm bảo cho ngươi hô hô hô. nói xong, nước mũi nước miếng hô binh lính vẽ mặt. tiểu binh lính không những không ghét bỏ, ngược lại hốc mắt đỏ bừng, trong lòng mềm thành một đoàn, không khóc, không khóc, thúc thúc không đau, một chút cũng không đau chương 143 nàng là tướng quân con gái nuôi. Dư cửu điềm thấy chính mình nước miếng đều hô nhân gia trên mặt, hổ thẹn cực kỳ, muốn may tay áo cho hắn một hồi loạn sát. Tiểu binh lính nhếch miệng trấn an, tiểu bảo, không có việc gì không có việc gì. Quân y nhóm không thể động đậy, trong miệng lại còn ở uy hiếp, các ngươi thật to gan, cũng dám. Ngô! Bạch bạch bạch! Quân y lời nói còn chưa nói xong, có hài tử tay liền tiếp đón lại đây, lại phiến lại cào, nháy mắt liền phá tướng dư cửu điềm thấy thế nháy mắt vui vẻ không ít vỗ tay trầm trồ khen ngợi khánh ca ca thật là lợi hại thật là lợi hại nha thấy khánh tử được điềm bảo khen ngợi những người khác cũng không cam lòng yếu thế sôi nổi triều quân y miệng cào thậm chí có nghịch ngợm chút bắt thổ hôi liền triều quân y miệng cái mũi tắt một phen lăn lộn xuống dưới quân y nhóm cuối cùng ngậm miệng chỉ có thể tận lực né tránh không dám lại chửi bậy bọn họ nhục mạ binh lính quán biết này đàn binh lính muốn dựa vào bọn họ chữa bệnh cho nên như thế nào cũng sẽ không phản kháng bọn họ. Chính là hiện tại đối mặt chính là không rõ lý lẽ bọn nhỏ, nói càng nhiều, ăn mệt càng nhiều. Chỉ có thể trước hành quân lặng lẽ, chờ hoắc tướng quân tới lại hảo hảo giáo huấn này đàn hùng hài tử, cùng không biết cốt xấu binh lính. Trên thực tế cách vách quân trướng chỗ, hoắc nguyên chính trực khương phong hoa mã bà bà một hàng chính rất xa nhìn qua. Bọn họ vốn dĩ ở hoắc nguyên mới vừa quân trướng nghị luận quân y sự, Nghe mã bà bà sắc mặt không tốt nói quân y nhóm không có trúng độc, là làm bộ, đại gia hỏa đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lại nghe Hoắc Nguyên vừa mới nói này đàn quân y ở tiền tuyến hành động, mã bà bà tức giận đến thẳng chụp cái bàn. Ngay sau đó phó tướng từ hổ liền sắc mặt đen xì tiến vào, mới vừa đem quân y nhóm tình huống thông truyền một nửa, bên ngoài liền truyền đến dư cửu điềm thanh âm. Đoàn người chạy nhanh chạy ra, kết quả liền thấy được dư cửu điềm mang theo một đám hài tử thế bọn lính hết giận trường hợp. Dư cửu điềm bị đại phu đá ra đi thời điểm, Khương Phong Hoa đau lòng muốn tiến lên, không nghĩ tới binh lính so nàng nhanh một bước, chính vụng về hống chính mình tiểu cháu gái. Nhìn này ấm áp một màn, Khương Phong Hoa liền không có tiến lên nhúng tay. Thấy bọn nhỏ ở vào thượng phong, Hoắc nguyên mới vừa mấy người liền không có tiến lên. Phi Phi, Hoắc tướng quân. Còn thất thần làm chi, mau chút tới làm cho bọn họ thả chúng ta. Trước cuộc có mắt sắc quân y phát hiện Hoắc nguyên mới vừa, chạy nhanh Phi phun ra trong miệng bùng đất điều hắn hô to gọi nhỏ, bọn nhỏ đều là hiểu chuyện, thấy đại nhân tới cũng không dám lại làm càng, sôi nổi lên chạy tới một bên. Bọn lính cũng chạy nhanh buông lỏng ra quân y nhóm. Hoắc Nguyên mới vừa đi đầu đã đi tới, quân y nhóm không có giam cầm, sôi nổi ai da vang trời từ trên mặt đất bò dậy. Đám hài tử này cũng thật tàn nhẫn, tay kính chút nào không thua gì đại nhân. Hiện tại bọn họ mỗi người đều mặt mũi bầm dập, đau lợi hại. Hoắc tướng quân tới liền biết sợ không có cửa đâu. Đại phu hung hăng trừng hướng đầu sỏ gây tội dư cửu điềm, bước nhanh tiến lên dương tay liền phải đánh nàng. Binh lính chạy nhanh lẫn nhau ôm lấy dư cửu điềm xoay người cánh cung, chuẩn bị thế nàng thừa nhận đại phu lửa giận. Ai da nha? Đau đau đau. Mong muốn đau đớn không có buông xuống, phía sau đại phu ngược lại phát ra một trận kêu thảm thiết. Binh lính nghi hoặc xoay người, mới phát hiện hoắc nguyên chính trực trầm khuôn mặt nhéo đại phu thủ đoạn, đại phu đau mồ hôi lạnh đầm đìa, không tự giác quỳ xuống thân mình. Tướng quân, ngươi làm gì vậy, là cái này tiện nha đầu mang theo này đàn hùng hài tử khi dễ chúng ta, ngươi không xử trí đám hài tử này như thế nào đảo còn đối đại phu như vậy ra tay tàn nhẫn. Đúng vậy hoắc tướng quân, ngươi chạy nhanh thả đại phu, nếu là bị thương tay, hắn về sau đã có thể trị không được người. Mặt khác quân y sợ ngây người, phản ứng lại đây sôi nổi tiếng lên chỉ trích hoắc nguyên cương. Trăng rắc. Một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm, dứt khoát đáp lại quân y nhóm chỉ trích. Đại phu thân mình mềm nhũng, trực tiếp đau trực tiếp ngất qua đi. Quân y nhóm đại kinh thất sắc, chỉ vào Hoắc Nguyên mới vừa còn muốn nói gì nữa, lại bị hắn lãnh lệ ánh mắt dọa đem lời nói nuốt trở vào. Mã bà bà cùng Khương Phong Hoa vốn dĩ nhịn không được muốn tiến lên thế điềm bảo hết giận, này sẽ cũng bị Hoắc Nguyên mới vừa kinh ngừng bước chân. Dư cửu điềm cái miệng nhỏ trực tiếp dọa thành viên. Hiện tại Hoắc thúc thúc. Hảo hung a. Binh lính cùng các tướng lĩnh cũng đều sợ ngây người, tuy rằng có chút lo lắng quân y nhóm về sau quan báo tư thù, nhưng là vẫn như cũ ức chế không được sóng gió mãnh liệt vui sướng nảy lên trong lòng. Tướng quân uy vũ. Các tướng sĩ nhịn không được ở trong lòng hò hét. Hoắc tướng quân vì bọn họ tam quân nhịn hồi lâu. Hiện tại rốt cuộc không đành lòng. Chẳng sợ bọn họ bị thương không người trị liệu đã chết cũng đáng. Tướng, tướng quân minh dám A, rõ ràng là đám hài tử này sai, ngài cũng không thể có thất công bằng A. Một cái tuổi già quân y vẫn là nhịn không được, tiến lên một bước thế đại phu bất bình. Bất quá trong giọng nói rốt cuộc không có bất kính, thanh tuyến thậm chí có chút trung bần bật. Hoắc Nguyên mới vừa quay đầu, lạnh lùng nhìn thẳng hắn, hắn tưởng đối bổn đem con gái nuôi hành hung, phí hắn một bàn tay đều là tiện nghi hắn, ngươi nếu là lại thế hắn cầu tình, ta không ngại đem miệng của ngươi cũng phùng thượng. Lão quân y một cái run run, không thể tin tưởng chỉ vào dư cửu điềm, nàng, nàng là tướng quân con gái nuôi. Khó trách, khó trách cái này tiểu nha đầu như vậy không có sợ hãi. Dư cửu điềm miệng viên lại căng lớn một vòng, nàng, nàng khi nào biến thành hoắc thúc thúc con gái nuôi. Khương Phong Hoa cùng mã bà bà liếc nhau, đáy mắt đều là động dung khiếp sợ. Hoắc tướng quân thế nhưng đem dư cửu điềm nhận làm con gái nuôi. Các nàng cầu hắn che chở điềm bảo, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền thực hiện hứa hẹn. Chữa bệnh đội cùng đồng lòng thôn người tập thể nhẹn họng nhìn trân trối hoắc tướng quân nói điềm bảo là nàng con gái nuôi điềm bảo thành tướng quân gia đại tiểu thư bọn lính cũng đều một trận xôn xao thật tốt quá cái này không cần lo lắng này đàn quân y tìm điềm bảo cùng bọn nhỏ sự khó trách điềm bảo như vậy tiểu liền biết che chở bọn họ cùng tướng quân đãi bọn họ không phân cao thấp không nghĩ tới lại có cha con duyên phận quân y nhóm thấy dư cửu điềm thế nhưng là tướng quân con gái nuôi một hơi thiếu chút nữa không nghẹn qua đi nhưng là bọn họ liền tính lại ương ngạnh kiêu ngạo cũng không dám cùng Hoắc Tướng quân ngạnh cương a. Phải biết rằng trước kia Hoắc Tướng quân đối bọn họ cũng là lễ nhượng có thêm, hôm nay thế nhưng trước mặt mọi người đem đại phu thủ đoạn đều phế đi. Nói vậy Hoắc Tướng quân nhất định thập phần để ý cái này con gái nuôi, lại chán ghét cái này tiểu nha đầu, cũng cần thiết đến nhịn. Nhưng là những người khác bọn họ liền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Tướng quân, nếu cái này tiểu cô nương là ngài nữ nhi, chúng ta cũng không hảo lại truy cứu nàng sai lầm nhưng là đám hài tử này đem chúng ta thương như vậy trọng, cần thiết phải hảo hảo khiển trách một phen cũng coi như cho chúng ta một công đạo. Đối. Cần thiết hảo hảo khiển trách này đó một vô tôn trưởng giả hài tử. Quân y nhóm chỉ vào vừa rồi đánh chính mình đám kia hài tử, nghe răng trận mắt yêu cầu nghiêm trị bọn họ. Nhiều người như vậy nhìn, bị đau không nói, mặt mũi cũng ném, không hảo hảo bù trở về thật sự khó tiếc bọn họ trong lòng chi hận. Một đám hài tử bị quân y nhóm hung thần ác sát nhìn chằm chằm, sôi nổi dọa ánh mắt né tránh, nhìn phía chính mình đại nhân. Hài tử cha mẹ nhóm đều lo lắng, chạy nhanh đi tới chính mình hài tử bên người cho bọn hắn thêm can đảm. Nhưng là bọn họ trong lòng lo lắng cực kỳ. Nếu là này đàn quân y không thuận theo không buông tha làm sao bây giờ? Điềm bảo có tướng quân làm. Chỗ dựa, bọn họ hài tử lại không có. Giờ khắc này bọn họ hận nóng nảy chính mình hèn mọn vô năng. Chương 144 ngươi kêu một cái hương giả lão bà tử sư phó có lo lắng hải hùng thôn dân duỗi tay liền đem chính mình hài tử kéo qua tới, bạch bạch đánh hai hạ mông, các ngươi như thế nào có thể như vậy hỗn trướng, thế nhưng còn đánh lên trưởng bối tới. Có lẽ là xuống tay có chút trọng, hài tử lập tức khóc thành tiếng tới. Đại nhân trong mắt cũng có đau lòng, nhưng là chính mình động thủ tổng sau một hồi bị người khác trừng phạt hảo. Lão quân y cười lạnh châm chọc, đừng tưởng rằng như vậy là có thể nhẹ nhàng bóc quá, đại phu còn không có đem tướng quân gia tiểu thư thế nào đã bị tướng quân phế đi một bàn tay, bọn họ chính là chính thức đã thương chúng ta, đánh gãy bọn họ hai tay chuyện này liền có thể phiên thiên, nếu không không bàn nữa. Đúng vậy, đánh gãy bọn họ hai tay đều tiện nghi bọn họ. Mặt khác quân y cũng gấp không chờ nổi phụ họa. Hài tử nghe vậy đều sợ hãi, các đại nhân sắc mặt cũng đều kinh hoảng không thôi. Đây là muốn phế đi bọn họ hài tử A. Động một chút liền phải chặt đứt hài tử hai tay, các ngươi là cái gì hoàng thân quốc thích sao? Bằng không như thế nào lớn như vậy khẩu khí? Hoắc Nguyên vừa mới chuẩn bị tiến lên một bước, mã bà bà trầm khuôn mặt đứng dậy ngăn trở hắn. Nếu dựa theo hạ càng y luật, đám hài tử này xác thật bị quân y bắt lấy nhược điểm. Hoắc tướng quân che chở Điềm Bảo là bởi vì cầm cha con tần này thân phận làm yểm hộ, nếu là hắn che chở nhiều như vậy hài tử, khó tránh khỏi bị quân y nhóm mang thù, ngày sau sự tình thọc đi ra ngoài, có không đối phó đối đầu tham hắn một quyển, Hoắc tướng quân liền tính là có lại nhiều chiến công, cũng sẽ mắc mưu của bọn họ lão quân y nhìn mã bà bà xuyên dung mạo bình thường đáy mắt tràn đầy khinh bỉ cùng kiêu ngạo hoàng thân quốc thích phạm pháp còn muốn cùng thứ dân cùng tội so sánh với dưới chúng ta so hoàng thân quốc thích còn muốn trân quý chúc chúng ta là đại phu đúng vậy nếu hoàng thân quốc thích giết người phạm pháp luận khởi tội tới đều không bằng y giả khoan dung mã bà bà nhướng mày nha a à. nguyên lai là đại phu lão quân y kiêu ngạo phiên hai phiên hiện tại biết chúng ta khẩu khí vì cái gì lớn như vậy đi đã biết liền câm miệng của ngươi lại đừng quấy nhiễu chúng ta hành sự. Ngươi nói ngươi là đại phu là được. Ta đây cũng là đại phu ngươi tin sao? Mã bà bà không mặn không nhạt nói. Lão quân y trên dưới đánh giá Mã bà bà liếc mắt một cái, cuối cùng mắng mũi cười, ngươi. Một cái quê nhà lão bà tử là đại phu. Ha ha ha, quả thực là thiên đại chê cười. Ngươi nếu là đại phu, ta đây chính là thần nông chuyển thế. Đám người mặt sau cùng Vương Đại Phu một đám người vừa vặn tò mò lại đây xem náo nhiệt, nghe được có quân y đang ở hòa giải chính mình lúc trước cùng loại nói, nháy mắt hai mặt nhìn nhau, thế hắn trong lòng căng thẳng. Nhưng là loại này tình hình bọn họ cũng không hảo tùy tiện xem mồm cái gì, chỉ có thể yên lặng thế lão quân y đổ mồ hôi. Mã bà bà không vội không khí, ngược lại ha hả cười, thần nông chuyển thế nhất định là tinh thông sở hữu y lý, khi nhất định là biết ở huyệt thiên trung thi nhằm vào cái gì chứng. Nửa câu đầu làm lão quân y hư vinh tâm nhảy dựng, nửa câu sau bỗng nhiên té xuống, không xác định hỏi cái gì. Ngươi vừa mới hỏi cái gì? Xin hỏi thần nông, ở Huyệt Thiên Trung thi châm có thể giảm bớt chứng bệnh gì? Mã bà bà thanh âm tất cao vài phần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão quân y, một bộ chuẩn bị khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Lão quân y ngây ngẩn cả người, Huyệt Thiên Trung ở đâu? Hắn chỉ biết chẩn trị một ít đơn giản ngoại thương cùng đau đầu nhức óc, lại sẽ không châm cứu, cho nên Huyệt Vị cũng chỉ biết ít ỏi mấy cái cái này lão bà tử là cái gì địa vị? Thế nhưng hỏi ra như vậy tinh thâm vấn đề. Mặt khác quân y cũng vẻ mặt mộng bức nhìn xem lão quân y, lại nhìn sang mã bà bà. Trừ bỏ đại phu, lão quân y là bọn họ giữa y thuật tốt nhất, nhưng là xem lão quân y sắc mặt, thế nhưng là bị cái này lão bà tử vấn đề khó ở. Nhất định là cái này lão bà tử thuận miệng bị chuyện một cái huyệt vị. Nhân thân thể có 200 nhiều huyệt vị, liền tính là trịnh châu tiến tâm lừng lẫy châm cứu danh y hà đại phu phỏng chừng cũng chưa học hoàn chỉnh ngươi tùy tiện bị chuyện mấy chữ mắt liền tưởng trá chúng ta lão quân y căn bản không có học quá châm cứu căng gia đầu tìm cái lý do mã bà bà sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm lão quân y thấy mã bà bà sắc mặt cho rằng chính mình nói đúng sắc mặt lập tức đắc ý lên cái này lão bà tử quả nhiên ở lừa hắn dư cửu điềm cái miệng nhỏ đều kinh viên Quân y trình độ thế nhưng còn không bằng Trịnh Châu đám kia lão thất phu hảo. Nàng hảo tâm nhắc nhở lão quân y, nhân thân thể có 362 cái huyệt vị. Nói xong, dư Cửu Điềm vô cùng đau lòng nhìn mắt hoác Nguyên mới vừa cùng hắn phía sau các tướng sĩ. Triều đình thế nhưng phái một đám lang băm ra tiền tuyến, đây là hoàn toàn không đem tiền tuyến tướng sĩ mệnh đương mạng người. Này đàn thúc thúc mấy năm nay rốt cuộc chịu đựng cái gì? Một đám quân y bất mãn nhìn phía dư Cửu Điềm, chỉ cho là nàng ở tinh khẩu nói bậy hoắc tướng quân, cái này lão nhân thế nhưng liền huyệt thiên trung loại này thân thể chủ huyệt đều không quen biết, tuyệt đối là chỉ học được gia lông giang hồ lan trung, triều đình như thế nào phái loại này mèo ba chân đến tiền tuyến làm quân y. Quả thực là, quả thực là lừa gạt các ngươi. Mã bà bà nhìn hoắc nguyên mới vừa, trên mặt đều là thế bọn họ không đáng giá. hoắc nguyên mới vừa ngẩng người, không khỏi buộc chặt nắm tay. Hắn cùng tam quân tướng sĩ vì hạ càng rơi đầu chảy máu, hạ càng triều đình lại như vậy có lẽ bọn họ tánh mạng. Tưởng tượng đến này mấy cái giang hồ lan trung, thế nhưng ỷ vào vài phần y thuật ở quân doanh đương lâu như vậy đại gia, hắn liền nhịn không được tưởng đem bọn họ đều cùng nhau chém. Một đám quân y bị mã bà bà chọc thủng thân phận, nháy mắt ánh mắt lập lòe. Lão quân y càng là bị hoắc nguyên mới vừa lôi đình tức giận ánh mắt dọa chân công phát trung, tướng quân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe cái này lão bà tử nói hô nói vượng, nàng chính là thuận miệng bị chuyện một cái có lẽ có huyệt vị, chính là vì làm ngươi đối chúng ta sinh ra hiềm khích a à. mã bà bà quát lạnh có lẽ có nàng ánh mắt ở đám người nhìn quét một vòng tinh chuẩn dừng hình ảnh ở hà đại phu trên người dì nhân đức ngươi ra tới cho hắn nói nói huyệt thiên trung đúng bệnh tác dụng dì nhân đức sắc mặt hơi khẩn chạy nhanh từ trong đám người đi ra đám người chạy nhanh tách ra một cái nói sở hữu trịnh châu đại phu nhóm đều hiện thân ở một đám quân y trước mắt trịnh châu đại phu nhóm đành phải cũng đi theo dì nhân đức đồng thời đi tới phía trước theo bọn họ đến gần, lão quân y đồng tử đều chặt lại, gì, Hà Đại Phu. Vương, Vương Đại Phu. Trịnh Châu Thành là hạ càng trừ bỏ thượng kinh nhất phồn vinh hưng thịnh châu tỉnh, trừ bỏ thượng kinh kia vài vị danh y, liền thuộc Trịnh Châu Thành Đại Phu nhất nổi danh. Trước mắt dì nhân đức chính là một tay ngân châm dùng xuất thần nhập hóa, ở châm cứu phương diện hắn nhất có quyền lên tiếng. Dì nhân đức vẻ mặt đồng tình nhìn lão quân y liếc mắt một cái, chậm rãi nói, huyệt thiên trung nải nhậm mạch huyệt, châm hành nơi này nhưng trị liệu ngực buồn ngực đau tim đập nhanh hoảng hốt cũng có thể tuyên phổi khỏi ho hàng nghịch ngăn nôn nói xong hắn nhìn phía mã bà bà sắc mặt cứng đờ nói bà bà ta nói nhưng đối mã bà bà nhướng mày dựa theo đánh cuộc ngươi có phải hay không đến sửa miệng vì nhân đức sắc mặt đen tối nghẹn hồi lâu đông cứng sửa lại khẩu sư phó ta nói nhưng đối lão quân y vốn dĩ đầu liền ầm ầm vang lên vì nhân đức một tiếng sư phó hoàn toàn đánh tan hắn gì Hà Đại Phu, ngươi vừa mới kêu nàng cái gì? Sư phó. Ngươi kêu một cái hương giả lão bà tử sư phó. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nhận tri bị chấn đến hy toái, nếu không phải hắn may mắn gặp qua dì nhân đức vài lần, hắn nhất định cho rằng trước mắt nam nhân không. Phải Hà Đại Phu, mà là mã bà bà đồng đảng. Chương 145 điềm bảo ngươi có bằng lòng hay không làm hoắc tướng quân nghĩa nữ. Dì nhân đức hắc mặt, căn bản không có lý lão quân y nhưng thật ra mã bà bà mặt mày nháy mắt giảng ra hảo đồ đệ ngươi cũng coi như không làm thất vọng châm cứu danh y tên tuổi nhưng là lại còn có để sót sư phó cho ngươi bổ sung một chút châm cứu huyệt thiên trung còn có một cái tác dụng chính là có thể hành khí giải sầu phối hợp nhũ căn huyệt còn có thể thế sản phụ thông nải nhớ kỹ sao dị nhân đức sắc mặt ngẩn ra miệng nhắc mãi vài câu ánh mắt nháy mắt tranh lượng nhớ kỹ nhớ kỹ đa tạ sư phó chỉ giáo Trịnh Châu Thành đại phu nhóm nhịn không được hai mặt nhìn nhau, biểu tình phức tạp khó ném, chẳng lẽ mã bà bà thật đúng là sẽ thực hiện sư phó chức trách đem bản lĩnh đều giáo thụ cho bọn hắn. Học y người phần lớn có nghiên cứu khắc khổ tinh thần, lúc trước bọn họ tâm cao khí ngạo xem thường nữ nhân, tự nhiên kinh thường nghe mã bà bà nói cái gì. Nhưng là mã bà bà thật thật tại tại giải cứu Trịnh Châu Thành ôn dịch, xác thật là có bản lĩnh bàn thân, bọn họ trong lòng có khí cũng không thay đổi được sự thật này hơn nữa hiện giờ khế ước ở ở trong tay người khác nhéo, dù sao phải bị bách kêu nàng một tiếng sư phó, nếu nàng thật sự chịu giáo thụ bọn họ tuyệt học bản lĩnh, kia cùng với mỗi ngày chính mình bực bội, còn không bằng trước nại trụ tính tình đem ngựa bà bà bản lĩnh đều học được tay, đến lúc đó lại đem này đó thời gian đã chịu khuất nhục hung hăng bù trở về. Nghe đến đó, quân y nhóm sớm đã một bên hỗn độn. Cho nên nói, trước mắt cái này lão bà tử thật là đại phu. Lão quân y tưởng đem đề tài xã hướng xử trí hài tử sự tình thường, lại có chút khí đoản, môi ngập ngừng nửa ngày cũng nói không nên lời một chữ tới. Bỗng đem xem các ngươi trung khí mười phần, căn bản không có trúng độc dấu hiệu, y thuật không tin cũng liền thôi, còn dám lừa trên gạt dưới, quả thực kiêu ngạo. Người tới, đem bọn họ cho ta kéo xuống, một người đánh mười quân côn. Không đợi quân y nhóm hoàng hồn, hoắc nguyên mới vừa liền lạnh lùng hạ lệnh. Lập tức liền có binh lính tiến lên đem quân y nhóm áp giải trụ, quân y nhóm nháy mắt hoảng sợ. Tướng quân, chúng ta không dám lừa trên gạch dưới nha, xác thật bởi vì ngài thuộc hạ cho chúng ta ăn vèo đồ ăn, chúng ta mới trúng độc, vừa mới nghỉ ngơi một lát lúc này mới hoãn lại đây. Đúng vậy tướng quân, chúng ta vốn dĩ liền trúng độc thân thể suy yếu, mười quân côn là sẽ muốn chúng ta mệnh nha, nếu là ngươi đem chúng ta đều đánh hỏng rồi, đến lúc đó ai tới thế tam quân tướng sĩ y thương chữa bệnh. Hiện tại Hoắc Nguyên mới vừa giống như là bị chạm đến nghịch lân long, quân y nhóm trong lòng lại khí, cũng không dám nói nửa ngữ bất kính chỉ có thể bắt lấy đối phương nhược điểm hiểu chi lấy động tình chi lấy lý thuyết phục. Bọn họ biết, hoác gia quân chính là hoác nguyên mới vừa nhược điểm. Từ hổ đứng ra triều hoác nguyên mới vừa ôm quyền, tướng quân, này nhóm người quả thực không đem chúng ta đưa người. Nếu là y thuật hảo cũng liền thôi, chúng ta nén giận ít nhất cũng có thể đổi lấy sống tạm, hiện tại mới biết, bọn họ bất quá là đàn giang hồ lan trung, còn không biết khi nào liền đem chúng ta trị đã chết. Cùng với tiếp tục cấp này nhóm người đương tôn tử, còn không bằng rõ rõ ràng ràng chết trận xa trường, ít nhất còn có thể lưu vài phần tôn nghiêm ở trên đời. Tướng quân trăm triệu không cần bởi vì chúng ta mà mềm lòng. Hắn nói vừa nói xong, sở hữu binh lính đều quỳ xuống, thỉnh tướng quân xử trí. Hoắc Nguyên mới vừa gật đầu, ủy khuất các ngươi, người tới, thượng quân côn. Ngay tại chỗ xử phạt. Chính là muốn hoắc gia quân chính mắt nhìn này đàn quân y chịu xử phạt, như vậy mới có thể hơi chút mặt bình bọn họ lúc trước sở chịu ủy khuất cùng hèn nhát được hoắc nguyên mới vừa lệnh, bọn lính không còn có lúc trước bó tay bó chân, sấm rền gió cuốn đem quân y gắt gao ấn ở trên mặt đất, trưởng quân côn binh lính dùng hết toàn lực triều bọn họ trên người đánh đi. Quân y nhóm nháy mắt kêu thảm thiết liên tục, mọi người trong lòng đều giải một mồm to khí. Trịnh Châu Thành đại phu nhóm biểu tình chậm rãi biến ngưng trọng, hạ càng y chính, chỉ sợ muốn thời tiết thay đổi. Xử phạt xong, bọn lính liền đem quân y nhóm đều nâng vào quân trướng, mã bà bà vẫn là phái chữa bệnh đội cấp này nhóm người đơn giản xử lý miệng vết thương. Không vì cái gì khác, bọn họ tuy rằng chỉ biết chút mèo ba chân y thuật, nhưng là rốt cuộc ở tiền tuyến cũng đãi mấy năm, tăng thêm huấn luyện vẫn là có thể phái thượng sử dụng. Đám người đàn đều tan chút, Hoắc Nguyên mới vừa tiếp nhận binh lính trong tay dư cửu điềm, tiếp đón mã bà bà cùng Khương Phong Hoa vào quân trướng. Khương Thẩm, bà bà, vừa rồi sự cấp tòng quyền, không có cùng các ngươi thương lượng liền tùy tiện nhận điềm bảo vì con gái nuôi, thật sự là xin lỗi vào quân trướng, Hoắc Nguyên mới vừa liền triều hai cái trưởng bối bồi không phải. Khương Phong Hoa khẩn thiết nói, tướng quân tâm chúng ta đều minh bạch, cảm kích đều không kịp như thế nào còn có thể trách ngươi, điềm bảo có thể làm tướng quân con gái nuôi, là nàng phúc khí. Nói xong nàng nhìn phía dư cửu điềm cười nói, điềm bảo, ngươi có bằng lòng hay không làm hoắc tướng quân nghĩa nữ. Hoắc Nguyên mới vừa quay đầu, không hề chớp mắt nhìn dư cửu điềm, trong lòng thế nhưng hơi hơi có chút khẩn trương. Từ đáp ứng mã bà bà bắt đầu, Hắn trong lòng liền không tự giác thoát ra nhận điềm bảo vì nghĩa nữ ý tưởng, vừa rồi bất quá là thuận thế mà làm thôi. Nhưng vừa rồi chính mình bóp gãy đại phu thủ đoạn khi, hắn có thể cảm nhận được điềm bảo đối nàng sợ hãi. Nàng sẽ đáp ứng sao? Dư Cửu điềm nhìn vẻ mặt chờ mong bà ngoại cùng sư phó, quay đầu nhìn về phía Hoắc Nguyên Cương. Toàn mặt mang bạc thiết diện cụ, chỉ có thể nhìn đến một đôi thâm thúy đôi mắt. Giờ phút này này hai mắt mắt một mảnh ôn hòa, giống như còn có một tia khẩn trương. Hoắc thúc thúc Điềm bảo nếu là phạm sai lầm, ngươi sẽ bóp gãy điềm bảo tay sao? Dư cửu điềm thật cẩn thận, nghiêm trang. Nàng tự nhiên là không sợ Hoắc nguyên mới vừa, chính là tiểu hài tử đều sợ A. À. Hoắc nguyên mới vừa ngẩn ra, ngay sau đó thanh tuyến nhu hòa chút, điềm bảo, ngươi đừng sợ, là đại phu hành vi quá ác liệt, ta mới như thế đối hắn, ngày thường ta không dễ dàng như vậy hung. Nếu ngươi thành ta nghĩa nữ, ta nhất định sẽ hảo hảo che chở ngươi đau ngươi. Con mất dậy, lỗi của cha, nếu ngươi thật sự phạm sai lầm, ta cũng sẽ không thế ngươi che lấp, nhưng là ta sẽ cùng ngươi cùng nhau bị phạt. Như vậy ngươi còn nguyện ý làm ta nghĩa nữ. Mã bà bà cùng Khương Phong Hoa liếc nhau, trong lòng kính để lại kiên định, đầy mặt chờ mong nhìn phía dư cửu điềm. Dư cửu điềm nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cười ra răng nanh, hoắc thúc thúc cùng đại cửu phụ giống nhau uy phong, điềm bảo nguyện ý đương hoắc thúc thúc nghĩa nữ nha. Nói xong nàng lại nhìn phía Khương Phong Hoa, bà ngoại, thật tốt quá, từ nay về sau điềm bảo cũng là có phụ thân người nha. Hoắc Nguyên mới vừa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại hơi hơi chinh lăng, nghi hoặc nhìn phía Khương Phong Hoa. Điềm bảo. Thế nhưng không có phụ thân sao? Khương Phong Hoa đáy mắt hơi ướt, bình tĩnh nói đến, điềm bảo cha mẹ song vong, nãy người nhà cũng đều không có, ba tuổi rưỡi phía trước nàng bị rất nhiều khổ, bất quá vạn hạnh chúng ta tìm về nàng, hiện giờ nàng lại có hoắc tướng quân cái này nghĩa phụ, đủ rồi nàng cũng không tưởng đề cập kia người nhà nửa phần, miễn cho điềm bảo nhớ tới thương tâm. Hoắc Nguyên mới vừa cũng không hề thâm hỏi, chỉ ôm sát dư cửu điềm. Sau này hắn sẽ che chở nàng, không chỉ là bởi vì nàng là chính mình nghĩa nữ, càng bởi vì nàng có thể là có thể thay đổi hạ càng y giới căng mầm. Phân phó binh lính mời tới dư gia cả nhà, lại đưa vào tới một ly thô trà, ở mã bà bà cùng dư người nhà nhìn chăm chú hạ, dư cửu điềm giống mô giống dạng triều Hoắc Nguyên mới vừa dập đầu bưng trà, hành lễ bái thân nghĩa phụ nghĩa nữ lễ nghĩa chu toàn sao, quân trướng trong ngoài đều một mảnh sôi trào dư người nhà kích động thế nhưng cũng so ra kém hoắc gia quân kích động chương 146 này đàn quân y đánh giá nếu là không thành khí hậu hoắc tướng quân cùng dư gia thành người một nhà về công về tư đều là thiên đại chuyện tốt về tư dư người nhà trên dưới cùng mã bà bà đều là đại nghĩa thiện tâm người liên quan đồng lòng thôn thôn dân phẩm hạnh cũng đều thực không tồi về công dư gia sẽ loại cao sản lương Mã bà bà y thuật cao minh, này đối tiền tuyến chiến sự đều là đại đại có lợi. Cứ như vậy, hoắc tướng quân dẫn dắt bọn họ đấu tranh anh dũng thời điểm, phía sau liền có kiên cố trợ lực, lui bại quân địch cũng chính là thời gian dài ngắn sự tình. Ngươi nhẹ điểm. T. Đau đau đau. Quân y nhóm lều trại, đại phu nhóm đau tiếng hô một mảnh, nhưng là đang ở cấp thượng dược trị liệu các thiếu niên lại mắc biết tai ngơ, thủ hạ một chút cũng không lưu tình. Hoắc tướng quân vừa mới ngầm nói cho bọn họ, này đàn đại phu quán sẽ quan báo tư thù cái kia binh lính đắc tội bọn họ bị thương xử lý thời điểm bọn họ định là phải cho ai nếm mùi đau khổ lúc này cũng muốn làm cho bọn họ cảm thụ một chút bị thương còn phải bị ngược đãi làm khó dễ là cái gì tư vị sát vết máu dùng điểm lực băng vải khẩn tùng lỏng khẩn qua lại lăn lộn vài lần sau sở hữu quân y đều kêu thảm cầu các thiếu niên thủ hạ lưu tình bên ngoài binh lính nghe lòng tràn đầy thoải mái thường thường tiến vào dò hỏi các thiếu niên muốn hay không giúp đỡ hỗ trợ vốn dĩ một chén trà nhỏ là có thể tốt nhất thuốc trị thương, ngạnh sinh sinh lăn lộn non nửa cái canh giờ. Chờ các thiếu niên đi rồi, quân y nhóm mỗi người đều vẽ mặt đưa đám hai hai tương vọng, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra nguy cơ cảm. Này đàn thiếu niên lớn nhất cũng mới 16 bảy tuổi, chính là thế nhưng mỗi người sẽ y thuật, chẳng lẽ bọn họ ở quân doanh ngây người mấy năm, bên ngoài thiên đều thay đổi. Hạ càng đại phu thế nhưng như măng mọc sau mưa toát ra tới, một cái nho nhỏ quân doanh, thế nhưng có hơn 30 cái đại phu hơn nữa đều vẫn là tiểu oa nhi khó trách hoắt tướng quân lần này thế nhưng trực tiếp cùng bọn họ trở mặt tất nhiên là trong lòng có nắm chắc không cần bọn họ lúc này mới biến hóa như thế to lớn lần này tướng quân đem bọn họ triệu tập đến trịnh châu thành nên sẽ không tưởng đem trước kia bọn họ cấp tam quân mang đến không thoải mái cùng nhau bù trở về đi quả nhiên tới rồi buổi tối bọn họ muốn đi tiểu đêm vô luận như thế nào hảo ngôn thỉnh cầu bọn lính liền cùng môn cọc giống nhau không dao động bọn họ chỉ có thể lẫn nhau nâng đi giải quyết khát nước tưởng uống nước, cũng không ai để ý tới. Trước sau thật lớn trên lệch làm quân y nhóm hoàn toàn rối loạn một tấc vuông, vừa kinh vừa sợ lại hối hận. Lúc trước bọn họ là ý vào hạ càng y giả thiếu, không ai nguyện ý tới quân doanh, hoắc nguyên mới vừa cho dù quan uy lại đại, cũng đến dựa vào bọn họ cứu tử phù thương. Nhưng hiện tại xem ra, hoắc nguyên mới vừa không chỉ có triệu tập không ít đại phu, còn đem trịnh châu đại phu thu vào dưới trướng. Bọn họ y thuật là hoàn toàn so ra kém những người này, tự nhiên cũng liền không có ưu thế. Phải biết rằng núi cao hoàng đế xa, này Phạm Vi Châu tỉnh liền số hoắc nguyên mới vừa lớn nhất, trước kia bọn họ ở quân doanh tác quay tác phúc lâu như vậy, đổi làm là ai đều sẽ trả thù trở về. Nếu muốn cho hoắc nguyên mới vừa tiếp tục lưu dụng bọn họ, chỉ có thể làm chính mình trở nên có giá trị mới được. Lo lắng đề phòng một đêm đi qua, quân trướng bên ngoài cơm hương phát mũi. Quân y nhóm đói bụng thẳng kêu, nhưng là lại không dám há mồm xin cơm ăn. Đợi rất lâu sau đó, Cuối cùng có cái binh lính đề ra cơm canh tiến vào, bất quá chính là một thùng nước cơm, một chậu thô mặt bánh bột ngô. Đổi làm trước kia, quân y nhóm không những sẽ không ăn, còn sẽ quở trách binh lính một phen, nhưng hiện tại thiên biến, cũng không biết ăn này đốn còn có hay không hạ đốn, mỗi người đều buồn không hé răng đánh đồ ăn ăn ngấu nghiến lên. Bên ngoài, đồng lòng thôn người đang ở thu thập vật phẩm chuẩn bị dời nhập thôn, mỗi cái đại nhân hài tử trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Bởi vì chuyển nhà việc nhiều phức tạp, Khương Phong Hoa dứt khoát làm dư cửu điềm liền đãi ở quân doanh, chờ đến tân gia hết thảy đều đánh thu thập chỉnh tề, lại trở về tiếp nàng. Có mã bà bà ở, lại nhiều hoác nguyên mới vừa như vậy cái cha nuôi, dư người nhà không có gì không yên tâm. Hoác nguyên mới vừa an bài 500 binh lính giúp đồng lòng thôn chuyển nhà, thực mau đại đội nhân mã liền mênh mông cuồn cuộn chạy về phía ô sơn thôn. Hoác nguyên mới vừa ôm dư cửu điềm ở đại lộ thượng nhìn theo một hồi lâu, thẳng đến đội ngũ cuối cùng biến thành điểm nhỏ, lúc này mới trở lại quân trướng cùng theo vào tới còn có mã bà bà. Nghĩa phụ, Điềm Bảo muốn đi cùng ngày hôm qua cái kia binh lính ca ca chơi. Dư Cửu Điềm biết hai cái đại nhân muốn nghị sự, ngoan ngoãn đưa ra muốn đi ra ngoài chơi. Hoắc Nguyên mới vừa ánh mắt nhu hòa, đi thôi, đừng chạy ra quân doanh bên ngoài là được. Dư Cửu Điềm ngoan ngoãn gật đầu, nhảy bắn đi ra ngoài. Hoắc Nguyên mới vừa ánh mắt thu hồi tới, đáy mắt một mảnh ngưng trọng, bà bà, này đàn quân y đánh giá nếu là không thành khí hậu hắn cũng sớm có cảm giác, này đàn quân y y thuật cũng không phải thực hảo, chỉ cần là mất máu quá nhiều bọn họ xử lý đều không xử lý trực tiếp liền phán người tử hình, so chữa bệnh đội bọn nhỏ còn không bằng. Không nghĩ tới thế nhưng là một đám giang hồ lan trung, chỉ sợ đều là các nơi quan viên vì qua loa lấy lệ triều đình tìm tới nhét vào quân doanh. Y thuật như thế nông cạn, làm mã bà bà dạy bọn họ khâu lại thuật phỏng chừng là khó như lên trời. Mã bà bà nhẹ nhàng lắc đầu, kia đảo không đến mức nếu là bắt mạch hỏi khám sát thật yêu cầu thực vững chắc bản lĩnh, nhưng là khâu lại thuộc lại là có thể bắt đầu từ con số không. Tưởng ta thuộc hạ bọn nhỏ cũng học không bao lâu, liền cũng đều thành thạo. Bọn họ tuy rằng y thuật không cao, nhưng là mấy năm nay ở tiền tuyến cũng nhìn quen sinh tử trọng thương, này can đảm tất nhiên so với ta các đồ nhi muốn khá hơn nhiều, chỉ cần bọn họ chịu thành thật kiên định học, cũng học đi đôi với hành tạo phúc tam quân tướng sĩ, lão bà tử định là có thể giáo đến rẻ liền sợ bọn họ vẫn là kia phó vên váo tự đắc kiêu ngạo bộ dáng, lão bà tử là vô luận như thế nào cũng không muốn giáo thụ bọn họ bản lĩnh. Bà bà nói chính là, chỉ cần bọn họ còn tham dùng là được, đến nỗi bọn họ kiêu ngạo khí thế, bổn đem tự nhiên có biện pháp diệt đi xuống. Hoắc Nguyên mới vừa đáy mắt một mảnh sáng tỏ chắc chắn, trước kia bổn đem không hiểu y, bên người cũng không có hiểu y thân tính, mặc kệ gặp được cái gì thương tình bệnh tình đều là từ này đàn quân y nói viên nói bẹp, nói là có mắt như mù cũng không quá, huống hồ trước kia bổn đem gặp được đại phu phần lớn là bọn họ kia phó sắc mặt, cho rằng thiên hạ đại phu đều là dáng vẻ này. Nhưng là hiện tại bất đồng, bổn đem kiến thức bà bà y thuật, càng kiến thức bà bà y đức, thế mới biết trên đời còn có như vậy không giống người thường y giả. Bổn đem như thế nào còn có thể chịu đựng bọn họ này đàn mèo ba chân dẫm đạp chúng ta lưng. Mã bà bà động dung nhướng mày, khổ tướng quân cùng tam quân tướng sĩ, lão bà tử ta nhất định tận hết sức lực phối hợp tướng quân hành sự tướng quân kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Hoắc Nguyên mới vừa đứng dậy, cong cong khóe môi, bà bà, thỉnh ngươi dịch bước cùng ta cùng đi nhìn xem sẽ biết. Mã bà bà trong lòng có chút nghi hoặc, chạy nhanh đi theo Hoắc Nguyên mới vừa đi đi ra ngoài. Tiểu đại phu, cầu ngươi nhẹ điểm. Câm miệng. Ngươi đang nói chuyện, ta một không cẩn thận xuống tay khả năng sẽ càng trọng. Kia, kia không dám làm phiền tiểu đại phu, ngươi đem dược cho chúng ta, chính chúng ta thượng dược được không? Khó mà làm được, tướng quân chính là chuyên môn phân phó, làm chúng ta hảo hảo chiếu cố các ngươi, ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta ai tướng quân mắng? Chương 147 này đó thiếu niên nơi nào là thượng? Dược quả thực là mặt khác một loại khổ hình. Ngươi, các ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào như thế tâm tàn nhẫn nột, chúng ta đều đã như vậy hảo ngôn hảo ngữ cầu xin, vì cái gì còn muốn như vậy tra tấn chúng ta không thể. Tâm tàn nhẫn. Tra tấn. Ngươi đang nói cái gì a? À? ta như thế nào nghe không hiểu. Ta chính là nghe bọn lính đều nói, ngươi ngày thường cho bọn hắn thượng dược so với ta tay còn trọng đâu, chúng ta cho rằng các ngươi liền thích như vậy thủ pháp đâu. Như thế nào, rất đau sao. Vậy các ngươi cấp binh lính xử lý miệng vết thương thời điểm, bọn họ cầu xin các ngươi nhẹ một chút, các ngươi cũng nghe đi vào sao. Quân trướng rõ ràng truyền đến chữa bệnh đội thiếu niên cùng quân y nhóm đối thoại. Cửa, tiểu binh lính chính ông dư cửu điềm xem bên trong náo nhiệt. Tiểu nha đầu xem nghe răng trợn mắt, nhưng là tiểu lông mày lại nhảy lên hưng phấn. Mã bà bà trong lòng kinh ngạc lại vui sướng, cũng nhịn không được đi tới quân trướng cửa xem nổi lên náo nhiệt. Chỉ thấy Lan ngay ngắn chút nào không lưu tình lăn lộn một cái lão quân y, cái mông băng vải khẩn đều chảy ra huyết, lão quân y đau nhe răng trợn mắt lại không hề biện pháp. Mặt khác thiếu niên cũng là giống nhau, đối đại thủ hạ quân y giống nhau không lưu tình. Quân y nhóm đều biết các thiếu niên là thế các tướng sĩ hết giận, lòng tràn đầy khổ oán lại không thể nề hà, bởi vì đau đớn làm cho bọn họ nhớ tới chính mình lúc trước đối bọn lính làm, sau này quá mức gấp trăm lần. Hoắc tướng quân, mã bà bà. Cửa các binh lính nhìn đến mã bà bà cùng hoắc tướng quân đều quy củ hành lễ. Bên trong quân y nghe được động tĩnh, sôi nổi quay đầu vọng ra tới, thấy hoắc tướng quân như là thấy được cứu mạng rơm rạ. Tướng quân, chúng ta biết sai rồi, cầu xin ngươi làm này đàn tiểu đại phu dừng tay đi. Tướng quân, trước kia đều là chúng ta không nên, không nên ỷ vào vài phần nông cạn y thuật liền ở quân doanh diễu võ dương oai, chúng ta thật sự biết sai rồi, cầu xin ngươi xem tại đây mấy năm chúng ta không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha chúng ta đi. Này đó thiếu niên nơi nào là thượng dược, quả thực là mặt khác một loại khổ hình. Nếu không phải xem ở các ngươi nhiều ít cũng trị hết một ít huynh đệ, các ngươi cho rằng còn có hy vọng nhìn đến hôm nay Thái Dương sao. Hoắc Nguyên mới vừa thanh âm lãnh giống khối băng. M. Quân y nhóm mỗi người sắc mặt lập lòe, sống lưng một trận lạnh lẽo. Quả nhiên, hoắc tướng quân lần này làm cho bọn họ lại đây quả nhiên là vì thế hoắc gia quân bù. Mới điểm này đau liền chịu không nổi. Vậy các ngươi có thể tưởng tượng quá, hoắc gia quân tướng sĩ tiền tuyến kháng địch, ăn địch nhân quân đau không nói, trở về còn phải bị các ngươi ấn miệng vết thương tra tấn, bọn họ lại là loại nào thống khổ. Hoắc nguyên mới vừa mỗi cái tự đều mang theo lửa giận, hai mắt hận không thể hóa thành băng nhận các vỡ này đàn quân y yết hầu tưởng hắn cấp dưới quân sĩ, vì bảo hộ gia quốc huyết sái xa trường, trở về không chiếm được tốt trị liệu, còn phải bị người một nhà miệng vết thương rải muối. Này đó ma người nhỏ vụn mỗi ngày chồng chất, làm hắn hàng đêm trằn trọc khó miên, hận không chính mình không phải tướng quân, mà là y thuật tinh vi đại phu. Hôm nay cảnh tượng như vậy, hắn đã ảo tưởng rất lâu sau đó. Không cho này nhóm người chịu đau điến người, như thế nào sẽ minh bạch chính mình lúc trước hành vi cỡ nào ác liệt. Quân y nhóm mồ hôi lạnh đầm đìa, lòng tràn đầy đều là sợ hãi cùng hối hận bọn họ trước kia phạm những cái đó sự nếu thật sự luận khởi tới đánh mấy quân công sát thật quá tiện nghi hoặc tướng quân có thể hay không thật sự đối bọn họ đau hạ sát thủ tướng quân chúng ta thật sự biết sai rồi thỉnh ngươi cho chúng ta một lần lập công chuộc tội cơ hội sau này chúng ta nhất định sẽ vì tam quân hiệu quyển mã chi lao tuyệt đối không dám ở có bất luận cái gì sai lầm đúng 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 tướng quân chúng ta tuy rằng y thuật không cao nhưng là tốt xấu cũng ở tiền tuyến đãi lâu như vậy, xử lý khẩn cấp tình huống vẫn là tích góp chút kinh nghiệm phương pháp, sau này chúng ta ở thời gian nhàn hạ cũng nhất định sẽ khắc khổ nghiên cứu y thuật, để cứu vớt càng nhiều tướng sĩ. Quân y nhóm áp xuống trong lòng sợ hãi, sôi nổi mở miệng triều Hoắc Nguyên mới vừa tỏ thái độ, đáy mắt trung tâm hận không thể hóa thành vật thật phụng đưa tới Hoắc Nguyên mới vừa trong tay. Nghe đến đó, mã bà bà trong lòng cũng coi như có số, không nghĩ tới này đàn quân y tâm phòng như vậy yếu ớt hoắc tướng quân bất quá mới nhợt nhạt ăn miếng trả miếng, khiến cho bọn họ hoàn toàn hỏng mất. Làm cho bọn họ nhận rõ hiện thực sau, kế tiếp sự tình liền thuận lợi rất nhiều. Hoắc nguyên mới vừa ánh mắt ý bảo, chữa bệnh đội người lúc này mới thu liễm vài phần, nhanh chóng thành thạo đem miệng vết thương xử lý hảo, sau đó sôi nổi rời khỏi lều trại. Quân y nhóm sớm đã đau mồ hôi lạnh đầm đìa, giờ phút này sôi nổi lỏng một mồm to khí, chạy nhanh triều Hoắc nguyên mới vừa cúi đầu tạ ơn. Hoắc nguyên mới vừa bối tay mà đứng, thanh tuyến lãnh ngạnh, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, đừng tưởng rằng bổn đêm hiện tại là muốn tha các ngươi, lúc trước các ngươi làm sốt ruột sự mỗi một cọc bổn đêm đều nhớ rõ ràng. Nếu không phải các ngươi còn có chút hơi tham dùng chỗ, bổn đêm hận không thể lăn trì các ngươi. Nếu các ngươi tưởng an ổn độ nhật, mặt sau liền cho ta đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới, phàm là lại có sai lầm, bổn đêm lập tức xẻo các ngươi. Hắn nói làm quân y nhóm trong lòng rùng mình, trong phút chốc liền miệng vết thương đau đều trở nên mờ mịt chỉ có thể chạy nhanh triều hoắc nguyên mới vừa hứa hẹn ngày sau nhất định sẽ sách đầu hành sự cấp quân y nhóm khẩn sông gia hoắc nguyên mới vừa cùng mã bà bà lén thương nghị hảo một phen lại đến trịnh châu đại phu nhóm doanh trướng khâu lại thuật cái gì là khâu lại thuật nghe được mã bà bà nói sở hữu đại phu đều vẻ mặt mộng bức hiển nhiên đều không có nghe qua loại này trị liệu phương pháp hoắc nguyên mới vừa vỗ vỗ tay thực mau một sĩ binh liền mang theo một cái đồng lòng thôn thôn dân đi đến thôn dân vừa tiến đến liền triều mã bà bà tôn kính hỏi lễ, hắn đúng là săn thú đội bị thương một viên. Đại phu nhóm càng thêm nghi hoặc, không biết hoắc tướng quân cùng mã bà bà ý muốn như thế nào là. Mã bà bà gật đầu ý bảo hạ, thôn dân tiến lên một bước, làm trò đại phu nhóm mặt, nhấc lên quần áo của mình, lộ ra giữ tận miệng vết thương. Nhìn rậm rạp miệng vết thương, đại phu nhóm chỉ cảm thấy trước mắt căng thẳng, da thịt đều đi theo miệng vết thương ức đau một trận. Đệ nhị mắt, có cẩn thận đại phu phát hiện dị thường theo đạo lý miệng vết thương như vậy dày đặc như vậy nghiêm trọng, nhẹ thì cũng là thối rửa thanh mũ, cho dù mạng sống cũng sẽ lưu lại một mảnh vết thương, nặng thì trực tiếp sẽ bỏ mạng. Nhưng là, này đó miệng vết thương khép lại lại phi thường chỉnh tề. Đại phu nhóm không tự chủ được tiến lên vài bước, rốt cuộc ở miệng vết thương thượng phát hiện không bình thường. Mỗi một đạo đạm phấn miệng vết thương hai bên đều có hơi không thể tìm hai cái đôi mắt nhỏ, tinh tế ở miệng vết thương thượng sắp hàng, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới chẳng lẽ? Quan sát ra manh mối đại phu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía mã bà bà, này đó miệng vết thương chẳng lẽ là dùng kim chỉ phùng lên, cho nên mới khép lại như thế tinh tế. Mã bà bà gật đầu, đúng là. Này đàn đại phu cũng coi như là có chút bản lĩnh ở trên người, nếu là y đức cùng năng lực xứng đôi, vậy càng tốt. Thấy mã bà bà như thế khẳng định, sở hữu đại phu đều không bình tĩnh, khiếp sợ lại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt phản phất muốn đem ngựa bà bà đầu lột ra nhìn xem bên trong còn có cái gì kinh thế hải tục y thuật. Giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, trước mắt lão phụ nhân, y thuật đã tới rồi đăng phong tạo cực nông nổi, xa không phải bọn họ có thể so sánh nghĩ. Đã là kim chỉ khâu lại lên, kia tuyến đâu? Chương 148 y thuật không tin kỳ thật chính là ở biến tướng hại người. Có đại phu nuốt đem nước miếng, thật cẩn thận đặt câu. Hỏi. Ngắn ngủn trong nháy mắt, bọn họ trong đầu đã cưỡi ngựa xem hoa rất nhiều người mặc hình ảnh, đều là lúc trước chính mình tiếp khám trọng thương bệnh hoạn, bởi vì bọn họ thương rất nặng, miệng vết thương quá lớn, khoát da phiên thịt, thượng dược uống dược cũng căn bản khép lại không được, cuối cùng chỉ có thể thối rửa chảy mũ thảm thảm kéo chết. Cho dù miễn cưỡng chịu đựng đi sống sót, kia cũng là sẽ lưu lại to như vậy miệng vết thương ở trên người giữ tận một đời. Thông này người miệng vết thương so với bọn hắn gặp qua nặng nhất thương hoạn đều chỉ có hơn chứ không kém, nhưng hắn không chỉ có sống hảo hảo, miệng vết thương cũng khép lại đặc biệt hảo. Nếu bọn họ biết này khâu lại thuật, những cái đó bệnh hoạn đều sẽ không uổng mạng. Đại phu nhóm tuy rằng cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng là lại không có biện pháp lừa gạt chính mình. Rõ ràng có thể cứu sống người, tới rồi bọn họ trong tay lại chỉ có thể sống sờ sờ chờ chết. Y thuật không tin kỳ thật chính là ở biến tướng hại người. Khâu lại miệng vết thương giống nhau 7 ngày tả hữu liền sẽ khép lại kết vẫy, tuyến tự nhiên là rút ra, bằng không cùng da thịt trường đến cùng nhau, liền sẽ thối rửa nhiễm trùng. Khâu lại thuật sử dụng châm cùng tuyến đều là ta đặc chế, bình thường kim chỉ khẳng định là không được. Mã bà bà không nhanh không chậm giải thích nói, cầm tiểu nha đầu đầu y học tri thức hiện bán. Nghe nói còn có một loại tuyến là có thể cùng thân thể trưởng thành nhất thể, liền không cần rút ra, cái loại này tuyến là dùng cho trong cơ thể khâu lại thuật. Không biết khi nào nàng mới có thể thân thủ dùng cái kia tuyến luyện tập một chút như thế nào khâu lại nội tạng. Ngày đó nàng chính là tận mắt nhìn thấy tiểu nha đầu cấp sản phụ khâu lại vài tầng. Tiểu nha đầu đoạn tay đoạn chân đều có thể hành, chính mình nhất định cũng không thành vấn đề. Đại phu nhóm hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé tai gian thổn thức thanh một mảnh, nhìn mã bà bà ánh mắt từ dĩ vãng oán hận biến thành cực nóng cùng khâm phục. Đầu tiên là ôm dịch, sau là khâu lại thuật, bất luận khác, chỉ là này hai dạng bản lĩnh đã có thể xưng được với hạ càng đệ nhất thần y. Sư, sư phó quả nhiên là thần y hiện thế, miệng vết thương này khâu lại như thế tinh tế, thật làm ta chờ bội phục. Hà Đại Phu nhịn không được nói ra đáy lòng nói, ngày hôm qua mã bà bà mới chỉ điểm chính mình châm cứu phương pháp, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại triển lộ hắn chưa từng nhìn thấy bản lĩnh. Nếu nói ngày hôm qua kêu mã bà bà sư phó là bị bức bất đắc dĩ, hôm nay này thanh sư phó đã có năm phần thiệt tình thực lòng. Mã bà bà câu môi cười, hắn miệng vết thương cũng không phải là ta phùng. Nàng lời nói vừa ra, đại phu nhóm lại là hảo một trận sững sờ, chẳng lẽ quân doanh trừ bỏ mã bà bà còn có khác cao nhân. Thấy bọn họ nghi hoặc, mã bà bà ra cửa giao hô một tiếng, điềm bảo, mau tới sư phó nơi này tới. Đang cùng tiểu binh lính chơi trảo đá chơi vui vẻ vô cùng dư cửu điềm vẽ mặt ngốc mà nâng lên đầu nhỏ, bạch hồ hồ khuôn mặt nhỏ thượng sờ soạn vài đạo hôi dấu vết, sư phó, chuyện gì nha? Điềm bảo chơi chính vui vẻ đâu? Mã bà bà bất đắc dĩ lại vẫy vẫy tay, mau tới đây nhìn xem ngươi khâu lại miệng vết thương. Nghe vậy, dư cửu điềm hô đứng lên, biên lộc cộc chạy tới biên nôn nóng hỏi, sư phó, có phải hay không cái nào thúc thúc miệng vết thương nhiễm trùng nha, không nên nha nàng kỹ thuật hơn nữa giảm nhiệt chén thuốc sớm nên khép lại mới là đại phu nhóm nhìn chơi đầy mặt hôi tiểu nha đầu ngã đụng phải xông vào quân trướng đôi mắt trừng cùng miệng giống nhau viên đội quân thép thúc thúc mau làm điềm bảo nhìn xem miệng vết thương của ngươi như thế nào lạp dư cửu điềm đứng ở thôn dân trước mặt lao lực ngửa đầu khuôn mặt nhỏ thượng đều là lo lắng đội quân thép cười hắc hắc chạy nhanh đem quần áo vén lên một góc điềm bảo ngươi cấp đội quân thép thúc thúc khâu lại miệng vết thương khôi phục thực hảo ta không có việc gì. Dư cửu điềm khuôn mặt nhỏ buông lỏng, nháy mắt thở ra một hơi, hù chết bảo bảo. Còn tưởng rằng chính mình bản lĩnh mới lạ đâu. Ngay sau đó nàng triều mã bà bà dỗ dẫu, dẫu miệng, sư phó hư, đều bất hòa điềm bảo nói rõ ràng, hại điềm bảo lo lắng. Nói xong chân nhỏ một dậm, đưa lưng về phía mã bà bà sinh khí. Nhìn tiểu nha đầu như vậy đinh điểm đại, lại như vậy có trách nhiệm tâm, hoắc nguyên mới vừa đáy mắt nhịn không được hóa khai, duỗi tay đem tiểu nha đầu xoa ôm đến trong lòng ngực trấn an khuyên, là điềm bảo đối chính mình thương hoạn quá phụ trách nhiệm, cho nên bà bà còn chưa nói xong ngươi liền sốt ruột hiểu lầm, không thể trách bà bà. Mã bà bà cũng cười gật đầu, sư phó kêu ngươi tới, là vì khen ngợi ngươi, ngươi khâu lại thuộc sau so ngươi các sư đệ sư muội khá hơn nhiều, miệng vết thương tinh tế, khôi phục cũng tốt nhất. Dư cửu điềm vốn dĩ giả vờ banh khóe miệng nhịn không được liệt khai, sau đó chạy nhanh dùng tay nhỏ bưng kính cười trộn miệng nhỏ, mắt to bảy phần thẹn thùng ba phần ngạo kiều, sư phó, ngươi như vậy khen điềm bảo, điềm bảo sẽ kiêu ngạo đát. Hoắc Nguyên mới vừa tuy rằng trước tiên đã làm tâm lý xây dựng, nhưng là giờ phút này vẫn là chấn động không thôi. Lớn như vậy điểm hài tử thật nhiều liền chiếc đũa đều còn lấy không xong đi. Điềm bảo thế nhưng đều sẽ khâu lại thuật. Vốn dĩ cho rằng điềm bảo đương chính mình nghĩa nữ là nàng phúc khí, hiện tại xem ở hắn đương điềm bảo nghĩa phụ mới là trèo cao. Trịnh Châu Đại Phu nhóm trên mặt ba cái viên khoa trương tới rồi cực hạn, mỗi người trong lòng quát lên 12 cấp gió lốc. Thông này dân miệng vết thương thế nhưng là tiểu nha đầu khâu lại. Sao có thể? Quả thực là kinh thế hải tục. Dư cửu điềm nhìn trước mắt một mảnh trương đại miệng, có điểm tay ngứa tưởng hướng bên trong tắt bóng đèn. Hắc hắc hắc. Khâu lại thuật cũng không phải rất khó, ta thủ hạ y đồ tất cả đều sẽ, chẳng qua điềm bảo nhất ưu tú thôi. Mã bà bà lại lơ đãng ném cái lôi đại phu nhóm cầm chỉ kém trật khớp. Cái gì? Đám kia thiếu niên thế nhưng toàn bộ đều sẽ. ầm vang một tiếng, bọn họ trong lòng có cái gì sụp đổ? Là nhận tri, là thành kiến, là nhiều năm trước tới nay tự xưng là cao siêu phi phàm. Sư phó, xin nhận đồ nhi nhất bái. Hà đại phu chân cẳng mềm nhũng, trực tiếp phủ quỳ gối mà, thanh tuyến 12 phần thành khẩn. Ngay sau đó, mặt khác đại phu cũng thưa thất quỳ xuống thành một mảnh, sư phó, xin nhận đồ nhi nhất bái, thỉnh sư phó giáo thụ chúng ta khâu lại chi thuật. Thấy thế, thôn dân chạy nhanh né tránh chạy đến quân trướng bên ngoài. Dư cửu điềm tắc vui vẻ ôm hoắc nguyên mới vừa cổ xoắn đến xoắn đi, cha, bọn họ đã bái sư phó, điềm bảo có phải hay không chính là bọn họ sư tỷ lạp. Hoắc nguyên mới vừa áp chế đáy lòng hỗn độn cùng kiêu ngạo, thật mạnh gật đầu, ngươi là bà bà quan môn đệ tử, bọn họ nếu tưởng bái mã bà bà vi sư, tự nhiên là muốn kêu ngươi một tiếng sư tỷ. Hoa hoa quá tốt rồi, điềm bảo có thể khi bọn hắn sư tỷ lạp. Dư cửu điềm cao hứng hỏng rồi, tiểu thân mình bắn ra bắn ra. Hoắc Nguyên mới vừa chạy nhanh bảo vệ nàng bối, sợ nàng một cái ngửa ra sau ngã xuống đi. Quỳ sát đất quỳ lạy đại phu nhóm trong lòng một trận lo lắng hỗn độn. Ưu ừ chính là sợ mã bà bà bởi vì lúc trước thập khiển, không chịu giáo thụ bọn họ bản lĩnh. Hỗn độn chính là chính mình một phen tuổi, thế nhưng muốn tôn một cái trĩ đồng vì sư tỷ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Mã bà bà rất có thể còn có càng nhiều bọn họ không có kiến thức quá bản lĩnh, hơn nữa tiểu nha đầu trừ bỏ tuổi còn nhỏ, y thuật lại so với bọn họ hảo, chỉ cần có thể đem bản lĩnh học được tay, kêu nàng một tiếng sư tỷ cũng. Cũng là có thể. Mã bà bà cầm khẽ nhất, thanh tuyến uy nghiêm trịnh trọng, lúc trước ta cho các ngươi ký xuống đánh cuộc, khế ước, các ngươi hiện giờ trong lòng nhưng còn có oán hận. Nếu còn có oán hận chưa tiêu, lão bà tử là sẽ không giáo thụ các ngươi bất luận cái gì bản lĩnh dưỡng hổ vì hoạn cái này từ lão bà tử vẫn là biết này ý. Chương 149 tổ lật nào còn trứng. Lành. Đại phu nhóm nghe vậy trong lòng cả kinh, sôi nổi đem thân mình lại phục thấp chút. Hà đại phu thật cẩn thận nói, sư phó, lúc trước là chúng ta có mắt không trồng, lòng mang thành kiến. Nhưng là sư phó trị hết dịch bệnh, lại đã cứu ta chờ tánh mạng, cho dù có lại nhiều thành kiến oán hận, cũng biến bất hầu như không còn hôm nay sư phó làm chúng ta thấy rõ tự thân nông cạn vô tri ta đã quyết định muốn thay đổi triệt để đi theo sư phó hảo hảo học y làm người còn thỉnh sư phó cho chúng ta một lần cơ hội chẳng sợ dâng lên ta toàn bộ thân gia ta cũng cam tâm tình nguyện bọn họ trước kia lấy hoàng đại phu vi tôn cầm đầu cũng là vì hoàng đại phu là bọn họ giữa y thuật cao minh nhất nhưng là hoàng đại phu lại chưa từng đem chính mình bản lĩnh cùng bọn họ luận bàn nửa phần chỉ sợ cũng là lo lắng giáo hội đồ đệ chết đói sư phó mã bà bà y thuật thực rõ ràng đã quan hoàng đại phu mấy cái phố nếu không có gom tiền cơ hội còn không bằng tỉnh hạ tâm tới tinh luyện một chút chính mình y thuật hảo chỉ cần các ngươi không tâm tồn thành kiến đoan chính y đức thái độ ta lão bà tử tuyệt đối sẽ dốc túi tương thụ mã bà bà nhợt nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói năng có khí phách nói đến thật sự khâu lại thuật ngươi cũng sẽ dạy chúng ta đại phu nhóm bỗng nhiên ngẩng đầu mỗi người vui vô cùng mã bà bà cười cười đó là đương nhiên lão bà tử ta còn có thể hống các ngươi không thành bất quá ta cũng là có điều kiện đại phu nhóm tâm hơi hơi căng thẳng chẳng lẽ mã bà bà muốn cho bọn họ dùng còn sót lại hai thành thân gia đương quà nhập học kỳ thật đã trải qua một hồi sinh tử lại kiến thức mã bà bà bản lĩnh bọn họ cũng không phải luyến tiếp kia hai thành thân gia chẳng qua bọn họ còn có người nhà muốn dưỡng như thế nào cũng đến cấp người trong nhà lưu lại chút bàn thân tiền nhìn đại phu nhóm vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, mã bà bà cũng không bán cái nút, các ngươi ngày hôm qua cũng thấy được, hoắc gia quân ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia, nhưng là cho bọn hắn cứu tử phù thương quân y đức hạnh y thuật hai người toàn kém. Nếu không có hoắc gia quân, không chỉ có trịnh châu thành trốn bất quá lần này ôn dịch, ngay cả hạ càng đều nguy ngập nguy cơ. Hạ càng không có, chúng ta có tái hảo y thuật thì thế nào? Cho nên ta điều kiện chính là, liền lão bà tử ở bên trong, hơn nữa các ngươi mọi người, đều phân ba đợt, thay phiên ra tiền tuyến dẫn dắt quân y thế các tướng sĩ cứu tử phù thương. Như thế nào? Nghe thấy cái này điều kiện, sở hữu đại phu đều ngây ngẩn cả người. Đi tiền tuyến, đổi làm trước kia bọn họ là trăm triệu không muốn, bằng không cũng sẽ không đến phiên này đàn giang hồ lan trung đi tiền tuyến đương sói đuôi to. Kỳ thật hiện tại bọn họ cũng không muốn đi, rốt cuộc tiền tuyến quá khổ, hơn nữa khói thuốc súng đổi lên bốn phía nguy cơ thật mạnh, một không cẩn thận kia chính là sẽ không toàn mạng chính là mã bà bà nói cũng không phải không có lý, hiện tại hạ càng đã không có có thể tham dùng võ tướng, binh lực cũng từ từ doanh nhược, nếu tiền tuyến không có quân y cứu tử phù thương, liền tính hoắc nguyên mới vừa có thiên đại bản lĩnh, cũng chống cự không được nam mang tử thiết kỵ. Phúc xào dưới, an có song trứng. Rốt cuộc đám kia quân y không thể cùng các ngươi y thuật đánh đồng, ta cùng hoắc tướng quân thương lượng qua, các ngươi trừ bỏ bình thường lấy triều đình bổng lộc, quân doanh đối với các ngươi còn có thêm vào bổ thưởng. Ta đem các ngươi tám phần thân gia, sẽ cùng nhau giao cho Hoắc tướng quân, chỉ cần các ngươi mỗi người ở quân doanh đãi đủ 3 năm, này tám phần thân gia sẽ toàn bộ trả lại cho các ngươi. Trừ cái này ra, Hoắc gia quân còn sẽ thêm vào cho các ngươi mỗi người mỗi năm 2000 lượng thù lao, còn sẽ thay các ngươi hướng triều đình thỉnh công, đến lúc đó thân gia vinh dự giống nhau cũng sẽ không thiếu. Mã bà bà làm sao không biết bọn họ trong lòng ý tưởng, nói năng có khí phách nói ra hậu đãi điều kiện. Hoắc Nguyên mới vừa bổ sung đến, các ngươi cũng không cần lo lắng an toàn, chẳng sợ ta hoắc gia quân còn thừa một binh một tốt, đều sẽ che chở ngươi an nguy. Nhưng là các ngươi nếu là cùng đám kia quân y giống nhau ra tấn ta binh, bổn đêm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đại phu nhóm sắc mặt từ do dự biến thành khiếp sợ. Mã bà bà có khế ước nơi tay, kỳ thật cưỡng bức bọn họ đi tiền tuyến cũng là sử dụng. Chính là này hai người không những không có cưỡng bức bọn họ, còn lấy lễ tương đãi cấp ra như thế hậu đãi điều kiện. Không chỉ có tám phần thân gia toàn bộ còn cho bọn hắn, một năm còn có hai ngàn lượng bạc thêm vào tưởng thưởng, triều đình cấp quân y bổng lộc cũng không thấp, còn có thể đi theo mã bà bà học y thuật. Này đối trước mắt bọn họ tới nói là thiên đại chuyện tốt. Hà Đại Phu dẫn đầu nói, sư phó, ta nguyện ý đi. Ta cũng nguyện ý. Còn có ta. Sở hữu Đại Phu sôi nổi tỏ thái độ, đều đồng ý đến tiền tuyến đương quân y. Mã bà bà cùng hoắc nguyên mới vừa đối diện, đáy mắt đều có chút kích động thật tốt quá, thời gian dài như vậy, hẳn là đủ để thu phục hạ vượt qua. Hảo, chúng ta sẽ không không khẩu hứa hẹn các ngươi, bổn đem hiện tại liền đi chuẩn bị khế ước, ký xuống khế ước sau, chúng ta chính là người một nhà, lúc trước thập khiển xóa bỏ toàn bộ. Hoắc Nguyên mới vừa cao hứng cực kỳ, ông dư cửu điềm bước nhanh rời đi quân trướng. Đại phu nhóm vốn dĩ cũng tưởng mở miệng lập khế ước, nhưng lại sợ hãi Hoắc tướng quân đa tâm, này sẽ Hoắc tướng quân chủ động nói ra, bọn họ ngược lại có chút hổ thẹn cảm thấy chính mình này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Nhưng là ngắn ngủi hổ thẹn qua đi, bọn họ liền gấp không chờ nổi vây quanh mã bà bà, truy vấn khi nào có thể học tập khâu lại thuật. Hoắc tướng quân rộng lượng thản nhiên đương nhiên sẽ không quên, cùng lắm thì ngày sau ở tiền tuyến cần cù chăm chỉ nhiều cứu mấy cái binh lính là được rồi. Mã bà bà biết bọn họ ham học hỏi như khác, nhưng là cũng không có vội vã nhất nhất giải thích bọn họ vấn đề, mà là làm cho bọn họ bình tĩnh lại, đem vấn đề đều quy nạp tinh giản một chút, chờ hạ chính thức giảng bài thời điểm hỏi lại. Cũng không biết quân địch khi nào lại sẽ tái phạm, cần thiết muốn ở ngắn nhất thời gian giáo hội bọn họ càng nhiều cấp cứu bản lĩnh, thời gian liền có vẻ di đủ trân quý, lộn xộn là tuyệt đối không được. Từ đại phu nhóm quân trướng sau khi rời khỏi đây, mã bà bà đem dư cửu điềm từ hoắc nguyên mới vừa nơi nào đoạt lại đây. Hai thầy trò hảo một trận thương lượng sau, mã bà bà làm bọn lính chuyên môn chuẩn bị một cái giảng bài quân trướng, bên trong bày giảng dị cái bàn ghế dựa, còn làm hậu cần binh chuyên môn cho bọn hắn dịch hảo chút động vật da thịt. Ngay sau đó, nàng liền đem chữa bệnh đội cùng Trịnh Châu Đại Phu nhóm đều tụ tập tới rồi giảng bài quân trướng. Chữa bệnh đội cùng Trịnh Châu Đại Phu phân biệt ở cái bàn hai bên, mã bà bà ở cái bàn đỉnh đầu đứng, bên cạnh là cái ghế, dư cửu điềm đang đứng ở trên ghế cùng nàng song song mà đứng. Chữa bệnh đội không rõ nguyên do, nhìn Trịnh Châu Đại Phu ánh mắt đều còn có chút kinh thường khiêu khích. Nhưng là Trịnh Châu Đại Phu nhóm nhìn bọn họ ánh mắt hoàn toàn bất đồng, cực nóng như là muốn đem bọn họ thiêu giống nhau. Bọn họ trước sau hoàn toàn bất đồng thái độ, làm chữa bệnh đội các thiếu niên có chút không thể hiểu được. Từ giờ trở đi, cái này quân trướng người đều là người một nhà. Bọn người đến đông đủ, mã bà bà sắc mặt trịnh trọng bắt đầu nói chính sự. Mới vừa nghe được câu đầu tiên, chữa bệnh đội thiếu niên đều ngây ngẩn cả người, mã bà bà là có ý tứ gì? Bọn họ mới không cần cùng này đàn tự cho là đúng lão thất phu đương cái gì người một nhà. Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là các ngươi sư đệ, các ngươi muốn dốc hết sức lực giúp bọn hắn mau chóng học được khâu lại thuật. Mã bà bà chỉ vào trịnh châu đại phu nhóm, nhìn phía chữa bệnh đội dặn dò. Nháy mắt, chữa bệnh đội các thiếu niên trong mắt đều mau trừng ra tới. Cái gì? Sư phó nói trịnh châu đại phu là bọn họ sư đệ. Chương 150 bọn họ trước sau biến hóa. Lớn như vậy nhất định là tưởng thâu sư học nghệ. So sánh với các thiếu niên kinh ngạc, Trịnh Châu Đại Phu nhóm càng có rất nhiều gấp không chờ nổi, ánh mắt thỉnh thoảng nắm hướng trên bàn tàn phá da thịt, phỏng đoán chúng nó sử dụng. Sư phó, liền bọn họ như vậy tự cho là đúng người, có thể cam tâm làm chúng ta sư đệ. Lan Bình đánh giá Đại Phu nhóm sắc mặt, không thể tin tưởng trung mang theo một chút châm chọc. Nghe vậy, Đại Phu nhóm cũng không có chút nào không cao hứng, ngược lại đầy mặt tươi cười. Có Đại Phu chạy nhanh giải thích đến, Tiểu Sư Huynh nói chính là, lúc trước là chúng ta trùng chân bó gối tâm tồn thành kiến, nhưng là hiện tại chúng ta đã gặp qua sư phó bản lĩnh, trong lòng chỉ có khâm phục lại vô mặt khác. Hà Đại Phu tiếp ra, đúng vậy, chúng ta ngày sau nhất định hiểu ý hoài khiêm tốn, hảo hảo cùng sư phó học bản lĩnh. Lan Bình đề phòng đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, nhìn phía mã bà bà, sư phó, bọn họ trước sau biến hóa lớn như vậy, nhất định là tưởng thâu sư học nghệ, về sau hảo dựa bổn sự này kiếm càng nhiều mũi lương tâm tiền. Sư phó, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị bọn họ mê hoặc hắn nói không chút khách khí có thể nói là trước mặt mọi người đánh một đám đại phu mặt tưởng bước ra bọn họ chân thật sắc mặt đại phu nhóm hai mặt nhìn nhau thần sắc đều có hơi hơi xấu hổ không trách lang bình như vậy đề phòng thật sự là lúc trước bọn họ lời nói việc làm quá mức cao ngạo vô lễ bình ca ca bọn họ lúc trước là thực không có lễ phép nhưng là hiện tại bọn họ thiệt tình muốn làm sư phó đồ đệ vừa mới cha còn cùng bọn họ ký cái kia cái gì khế ước bọn họ là phải học được bản lĩnh đi tiền tuyến đương quân y đâu dư cửu điềm dương khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang thế đại phu nhóm giải thích. Lan Bình kinh ngạc cực kỳ, nhìn phía đại phu nhóm, bọn họ chịu ra tiền tuyến đương quân y. Đại phu nhóm liên tục theo dư cửu điềm cùng nhau gật đầu. Mã bà bà thanh khụ hai tiếng bổ sung nói, bọn họ lúc trước là người nào không quan trọng, chỉ cần là hiện tại cùng hoắc gia quân một lòng người, kia đều là người một nhà. Hiện tại tiền tuyến không có kham dùng quân y, trừ bỏ bọn họ, chính là lão bà tử cũng là muốn thay phiên đi đảm đương quân y kỳ thật ta cảm thấy các ngươi cũng là có thể đi rèn luyện một phen, không những có thể nhanh chóng tinh tiến y thuật, cũng có thể vì hoắc gia quân ra một phần lực. Bất quá các ngươi tuy là ta đồ đệ, nhưng là ta lại làm không được các ngươi chủ. Hôm nay trở về các ngươi liền cùng cha mẹ thương nghị một chút, nếu nguyện ý tùy lão bà tử đi tiền tuyến, mỗi năm sẽ có hai ngàn lượng bạc thù lao, còn sẽ có triều đình ngợi khen. Sớm một ngày trở hoắc tướng quân lui địch, hạ càng bá tánh liền có thể sớm một ngày an cư lạc nghiệp chúng ta cũng liền không cần ở bôn ba lưu ly. Mỗi năm hai ngàn lượng bạc. Còn có triều đình ngợi khen. Chữa bệnh đội thiếu niên một trận xôn xao, đây là bọn họ cả nhà cả đời cũng tránh không đến tiền cùng vinh quang. Trịnh Châu Thành ôm dịch bọn họ đều không sợ, ra tiền tuyến lại có cái gì nhưng do dự, chẳng qua sư phó nói rất đúng, vẫn là phải hảo hảo thuyết phục cha mẹ mới là. Biết nguyên do sao, chữa bệnh đội thiếu niên lại xem Trịnh Châu Thành đại phu liền thuận mắt nhiều. Nghe nói mã bà bà cùng chữa bệnh đội người cũng sẽ thay phiên đi tiền tuyến, đại phu nhóm đối bọn họ khâm phục lại mảnh trướng một phen, cận tồn kia ti dãy dụa lắc lư cũng không còn sót lại chút gì. Thấy một phòng người đều tâm tề, mã bà bà trở lại chuyện chính, nhìn chữa bệnh đội các thiếu niên nói, các ngươi khâu lại thuật cùng cấp cứu học thức tuy rằng đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng là hà đại phu bọn họ rốt cuộc làm nghề y nhiều năm, vô luận là y thuật vẫn là kinh nghiệm đều không phải các ngươi có thể so sánh nghĩ cho nên ngươi ngày thường các ngươi đối bọn họ cũng muốn giống đối đại vi sư giống nhau nơi chốn kính trọng. Thấy chữa bệnh đội thiếu niên sôi nổi gật đầu, nàng mới nói tiếp, các ngươi chi gian nhưng nhị ba người một tổ, cho nhau giáo thụ đối phương, như vậy có thể tiết kiệm được không ít thời gian tới. Nói xong mã bà bà liền mở ra trên bàn hồng thuốc, các loại y giới công cụ lộ ra tới, lộ ra lạnh băng hàng quang, mỗi liếc mắt một cái đều tinh xảo tuyệt luân. Đại phu nhóm không tự chủ được duỗi dài cổ, đôi mắt dính vào mặt trên, tò mò, kinh ngạc cảm thán nghi hoặc cũ thành một cổ mãnh liệt hỏa đồng thời phục ra hướng mã bà bà đây là cái gì hòm thuốc bọn họ đều có nhưng là mỗi người hòm thuốc cơ hồ đều là đại đồng tiểu dị bọn họ có mã bà bà hòm thuốc đều có chính là mã bà bà có bọn họ lại thấy sở không thấy các ngươi trước nhìn xem này những khí giới quen thuộc quen thuộc cầm nắm cảm mã bà bà đem khí giới lấy ra tới phân phát tới rồi đại phu trong tay đại phu nhóm thành kính kích động tiếp nhận khí giới lạnh lẽo xúc cảm làm cho bọn họ nhịn không được tâm sinh kính sợ. Xảo đoạt thiên công đồ vật, một lần nữa khơi dậy bọn họ đáy lòng chỗ sâu trong đối y thuật thăm dò khác cầu dục. Tới, điềm bảo, ngươi trước cho bọn hắn làm mẫu một lần khâu lại thuật, toàn lễ ngươi tới phụ trợ điềm bảo. Chờ đại phu nhóm đều xem qua, mã bà bà lúc này mới thu hồi tới, đem khâu lại khí giới đưa cho dư cửu điềm, đầy mặt từ ái kiêu ngạo tươi cười. Chữa bệnh đội các thiếu niên ánh mắt cũng là tràn đầy ngạo kiều đại phu nhóm đồng thời nuốt đem nước miếng, trong ánh mắt che kín chờ mong. Các ngươi liền đứng ở nơi này quan kháng, không được phát ra bất luận cái gì thanh âm. Liền ở đại gia tập trung tinh thần nhìn dư cửu điềm thời điểm, quân trướng ngoại truyện tới Hoắc Nguyên mới vừa đè thấp thanh âm. Mọi người theo bản năng trông ra, chỉ thấy Hoắc Nguyên mới vừa đem một đám quân y đều mang theo lại đây, giờ phút này đem quân trướng cửa vây kín mít. Chỉ nhìn thoáng qua, đại gia liền chạy nhanh thu hồi ánh mắt, lại lần nữa chờ mong nhìn dư cửu điềm. Dư cửu điềm triều đại gia mỉm cười ngọt ngào cười, sau đó liền rất nghiêm túc bắt đầu giới thiệu trong tay khí cụ. Cái này là cầm châm khí út, cái này công công chính là khâu lại phải dùng châm châm lạp. Xem như vậy kẹp, sau đó như vậy, như vậy. Điên nói, đại gia liền nhìn đến dư cửu điềm tay ngắn nhỏ cầm không quá phối hợp khí giới, bắt đầu thành thạo ở tan vỡ da thịt thượng xe chỉ luồng kim. Dư toàn lễ cầm kéo phối hợp ăn ý cho nàng cắt đầu sợi. Vì không nhìn sót cửu chất hai người động tác, tất cả mọi người duỗi dài cổ ngừng lại rồi hô hấp quân trướng bên ngoài quân y nhóm bởi vì thương thế còn không có hảo hành động cũng không phải thực nhanh nhẹn vốn đang không tình nguyện lại đây này sẽ bọn họ vốn dĩ che lại cái mông tay toàn bộ đồng thời bưng kính khiếp sợ đến trật khớp miệng tướng quân không cho phép bọn họ phát ra âm thanh nhưng là an tĩnh trong không khí toàn bộ là bọn họ gào rống bọn họ cũng không rõ ràng tiểu nha đầu trong tay đang làm gì nhưng là bọn họ đem trịnh châu đại phu nhóm đối tiểu nha đầu nghiêm túc cùng sùng bái xem rõ ràng. Có thể nghĩ, tiểu nha đầu đang ở thi triển cái gì ghê gớm y thuật. Quân y nhóm trước kia ở quân doanh diễu võ dương oai chính mình thật là xuẩn tới rồi ra, quân trướng mỗi người y thuật đều viễn siêu với bọn họ, nhưng là trên dưới đều đối hoắc gia quân hữu hảo hòa khí, thâm đến bọn lính nhân tâm. Bọn họ lúc trước rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, thế nhưng đem hoắc gia quân trên dưới đắc tội cái quan. Về sau nhật tử, chỉ sợ là kẹp chặt cái đuôi can sự đều là việc khó. Không đến một chén trà nhỏ, dư cửu điềm liền thành công đem da thịt khâu lại tinh tế, một trương da thịt ở đại phu nhóm trong tay truyền lại quan kháng, thủng thức kinh ngạc cảm thán một tiếng cao hơn một tiếng. Được rồi sư phó, điềm bảo nhiệm vụ hoàn thành lạp, điềm bảo muốn đi ra ngoài chơi. Dư cửu điềm vừa nói vừa thật cẩn thận từ trên ghế trượt xuống dưới, làm bộ muốn đi ra ngoài. Nàng chính là dùng để kích thích đại phu nhóm tức giận phấn đấu công cụ người, phát huy xong rồi liền vạn sự đại cát. Còn chưa tới cửa, quân y nhóm liền vội không ngừng cấp tiểu nha. Đầu làm lộ. Duy độc đại phu hành ở cửa ngăn chặn dư cửu điềm. Chương 151 cho ta chuẩn bị một con khoái mã nếu không ta bóp chết nàng. Ngươi muốn làm gì? Dư cửu điềm theo bản năng ngẩng đầu, nhìn hắn nhăn lại tiểu mày. Quân trướng nghị luận thanh âm lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người động tác nhất trí bắn về phía đại phu đại phu kỳ thật là bởi vì kinh quá lợi hại nhất thời quên mất nhường đường, này sẽ bị mọi người như hổ rình mồi nhìn chăm chằm chân mềm nhũng thế nhưng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Dư cửu điềm sợ tới mức nhảy khai vài bước né tránh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đại phu ngay từ đầu cảm thấy mất mặt cực kỳ, hận không thể ngay tại chỗ bỏ chạy, nhưng thực mau trong đầu linh quan chợt lóe, ngay sau đó lộ ra một bộ thành tâm ăn năn bộ dáng, tiểu thư, ngày hôm qua là lão phu không đúng, không nên, không nên như vậy đối với ngươi tức giận, lão phu thành tâm tưởng ngươi nhận lỗi, còn thỉnh ngươi tha thứ lão phu lỗ mãn vô tri. Hắn trong lòng kỳ thật tràn ngập không cam lòng, bởi vì trước mắt cái này nha đầu, chính mình tay phỏng chừng là muốn phế đi, nhưng là hiện tại là ở hoắc nguyên mới vừa mí mắt phía dưới, hắn lại có thể thế nào? Dù sao đã ném mặt, đơn giản thảo cái hảo bán cái ngoan. Quân y nhóm đều đồng thời trừng lớn mắt, đại phu như vậy kiêu ngạo kiêu ngạo người, thế nhưng chịu hướng tiểu nha đầu quỳ xuống. Ngươi cánh tay sư phó có thể chữa khỏi, còn có thể tiếp tục đương đại phu. Dư cửu điềm nhìn chầm chầm đại phu cánh tay liếc mắt một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo ném xuống một câu, sau đó liền từ đại phu bên người vui sướng đi ra ngoài. Nàng nhớ tới ngày hôm qua còn có chút lòng còn sợ hãi, một chút đều không nghĩ tiếp thu cái này hư lão nhân xin lỗi. Sư phó nói quân y nhóm cũng còn muốn tiếp tục cấp tam quân xuất lực, đại cục trước mặt cảm xúc cá nhân hiện bé nhỏ không đáng kể. Trị hết hắn tay, làm hắn xuất lực nhiều trị mấy cái binh lính thúc thúc mới là vật tẩn kỳ dụng. Đại phu sửng sốt, ngay sau đó kích động nhìn phía quân trướng mã bà bà, đáy mắt sinh ra hy vọng, bà bà, cầu ngươi cứu cứu kẻ hèn tay. Hắn biết chính mình cánh tay đã bị hoắc nguyên mới vừa bóc gãy, đứt tay cho dù hảo cũng chỉ có thể làm đơn giản động tác, nhưng tiểu nha đầu nói mã bà bà có thể trị hảo hắn, hắn còn có thể tiếp tục đương đại phu. Không ngừng là hắn, trịnh châu đại phu nhóm cùng chữa bệnh đội cũng động tác nhất trí nhìn phía mã bà bà, ánh mắt tôn sùng cực nóng. Nối xương bọn họ nhiều ít biết một chút, nhưng là muốn cho đứt tay khôi phục như lúc ban đầu còn có thể tiếp tục đương đại phu, vậy không bổn sự này. Sư phó đến tột cùng còn có cái gì là sẽ không? Mã bà bà đáy mắt hơi lóe, nhìn phía dư cửu điềm đầy sinh lực bóng dáng, thanh khụ một tiếng đối đại phu nói, người người này tâm tư gian nịnh, cứu cũng là tai họa. Nói xong nàng liền thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu cấp đại phu nhóm giảng giải khâu lại thuộc yếu lĩnh căn bản không để ý tới cửa quỳ đại phu nàng nối xương trình độ làm đại phu hàng ngày tự gánh vác là không thành vấn đề nhưng là làm hắn khôi phục như lúc ban đầu còn muốn làm nghề y cứu người kia còn chưa kịp bất quá điềm bảo đã nói nàng có thể cứu kia nàng liền nhất định có thể cứu nhưng đại phu mấy năm nay mang theo quân y ở tiền tuyến làm nhiều việc ác dễ dàng liền cứu hắn đó là không có khả năng nghe vậy đại phu sắc mặt lập tức biến xanh trắng ngay từ đầu hắn cho rằng chính mình tay không cứu trừ bỏ phẫn nộ không cam lòng rốt cuộc không có mặt khác ý tưởng. Nhưng là hiện tại gặp được hy vọng, nhưng là lại với không tới, loại này nửa vời cảm giác làm hắn cả người khó chịu. Quân trướng người thực mau liền đắm chìm tới rồi học tập giữa, không có người lại để ý tới bên ngoài hết thảy. Đại phu quỳ gối cửa, không biết rốt cuộc có nên hay không lên. Quân y nhóm vẻ mặt kinh thường nhìn đại phu, giống nhìn một cái chó rơi xuống nước. Nếu không phải từ trước hắn suối dục đi đầu, bọn họ cũng không đến mức cưỡi tam quân tướng sĩ cổ tác oai tác phúc, cuối cùng một phát không thể vãn hồi. Cũng may bọn họ chỉ là bị đánh mấy quân côn, còn có làm lại từ đầu cơ hội. Vừa rồi mã bà bà lập trường đã thực rõ ràng, bọn họ nếu là lại cùng đại phu có liên quan, nói không chừng sẽ liên lụy chính mình. Thực mau quân y nhóm đã bị quân trướng tình cảnh hấp dẫn, sôi nổi duỗi dài cổ tể tới rồi quân trướng cửa trong triều xem. Người một nhiều, đại phu đã bị tể đến thất điên bác đảo, còn bị hung hăng dẫm mấy đá bất đắc dĩ, đại phu đành phải chạy nhanh bò dậy, tránh đi đám người. Đứt tay ẩn ẩn làm đau, lúc trước đối chính mình à A Du nịnh hót những người đó cũng đối mã bà bà xua như xua vịt, đại phu trong lòng oán hận trong nháy mắt bành trướng mấy chục phiên. Nếu là lại tiếp tục ở quân doanh đãi đi xuống, chờ đợi chính mình khẳng định là vô chừng mực nhục nhã cùng tra tấn. Cần thiết đến thoát đi quân doanh. Đại phu quét một vòng quân doanh hoàn cảnh, ánh mắt dừng hình ảnh ở cùng tiểu binh lính chơi nhảy ô dư cửu điềm trên người hắn đáy mắt hiện lên một tia âm hiểm, bước nhanh triều dư cửu điềm đi qua đi. Vừa mới chuẩn bị lên ngựa vào thành hoắc nguyên mới vừa, rất xa thấy đại phu triều dư cửu điềm di động, nhảy bén ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm, không kịp tự hỏi hắn liền xoay người xuống ngựa, tiếp nhận tấp dưới trong tay đại đao liền vội vàng buông qua đi. Dư cửu điềm đang bị tiểu binh lính vụng về nhảy ô tư thế đậu cười ha ha, ngay sau đó liền cảm thấy cổ đau xót, nháy mắt thở không nổi tới. Tiểu binh lính cảm thấy được dị thường vội vàng xoay người, phát hiện đại phu đang dùng tay trái gắt gao phản bóp lấy dư cửu điềm cổ, tiểu nha đầu đầy mặt đỏ bừng, thống khổ dùng tay nhỏ thủ sẵn hắn tay. Cho ta chuẩn bị một con khoái mã, nếu không ta bóp chết nàng. Đại phu hồng mắt đối binh lính trống, khẩn trương nhìn chung quanh, phát hiện hoắc nguyên mới vừa cầm đại đao bước nhanh lại đây, dọa hắn một dùng sức, dư cửu điềm hai chân nháy mắt treo không. Buông ra điềm bảo, bằng không lão tử muốn ngươi mệnh. Hoắc Nguyên mới vừa thấy tiểu nha đầu mãn nhãn sợ hãi nhìn chính mình, ngày thường trắng nõn khuôn mặt nhỏ đã hồng lấy máu. Quân trướng người nghe được động tĩnh, sôi nổi chạy ra tới. Mã bà bà nhìn thấy dư cửu điềm bị đại phu bắt cóc, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa ngất xỉu, bị đồng dạng sốt ruột dư toàn lễ chạy nhanh nâng trụ. Đừng động ta, mau đi cứu điềm bảo. Mã bà bà duỗi tay sốt lên dư toàn lễ, vội vàng nói đến. Dư toàn lễ chân cẳng cũng có chút nhũng ra, ngã đụng phải chạy tiến lên. Buông ra tiểu sư tỷ đối một cái hài tử động thủ, ngươi còn có phải hay không người? Chữa bệnh đội thiếu niên sôi nổi tiếng lên đem đại phu vây quanh lên, sốt ruột gào rống. Đại phu hoảng đã hoang mang lo sợ, thủ hạ lại trọng vài phần, các ngươi đều cút ngay, bằng không ta hiện tại liền phải nàng mệnh, liền tính ta đã chết, có tướng quân tiểu thư làm bạn, cũng đáng. Dư cửu điềm nghẹn học ra đầu lưỡi, nàng cảm thấy dây tiếp theo chính mình liền sẽ tắt thở. Nàng nhìn nghĩa phụ, trong ánh mắt cầu sinh dục theo nước mắt vàng dụa ra tới thật vất vả tìm được rồi người nhà, thật vất vả tìm về đời trước hạnh phúc vui sướng, nàng không muốn chết. Nghe hắn, đều tản ra. Hoắc Nguyên mới vừa cả người túc sát, triều chữa bệnh đội cao giọng quát, lại ngăn trở đang muốn tiến lên cấp dưới. Chữa bệnh đội nghe lời tản ra, thật nhiều nhát gan thiếu nữ đều ô ô khóc lên, cầu xin ngươi buông ra tiểu sư tỷ, ngươi muốn cái gì chúng ta cho ngươi là được. Ngươi cũng thanh đao ném. Cho ta dắt một con khoái mã lại đây, chỉ cần phóng ta rời đi, ta liền thả nàng đại phu hung thần ác sát gào rống nói. Dù sao chính mình tay cũng phế đi, về sau chỉ sợ cũng sinh tồn gian nan, nếu trốn không thoát, hắn cũng muốn kéo dư cửu điềm đệm lưng. Chương 152 này tiểu nha đầu mệnh còn rất đáng giá. Sinh sợ hãi người khác đánh lén, hắn giam cầm dư cửu điềm dịch tới rồi. Một cái quân trướng chỗ dựa lưng vào. Mã bà bà nhìn dư cửu điềm trừng phình phình trong mắt cùng vịt chân ngắn nhỏ, kêu trên một tiếng sụi lơ trên mặt đất, tầng kim chi cùng hoa thanh chảy nước mắt nâng ở nàng hiện tại ngươi tay chặt đứt, đối chúng ta cũng vô dụng đồ, ngươi muốn chạy, bổn tạm chấp nhận thả ngươi đi đi. Hoắc Nguyên mới vừa bức bách chính mình bình tĩnh lại, bắt tay đại đao vứt rất xa, ngươi trước buông ra điềm bảo mảy may, ta lập tức liền cho ngươi chuẩn bị khoái mã. Nhưng nếu ngươi thất thủ hại chết bổn đem nghĩa nữ, bổn đem định đem ngươi bầm thay vạn đoạn, liên quan người nhà của ngươi tộc nhân bổn đem cũng sẽ không bỏ qua, còn sẽ đem tổ tiên của ngươi cuộc mồ quốc xác, làm ngươi làm thị tội nhân thiên cổ hắn ánh mắt như có như không nhìn mắt chiếu cố dư cửu điềm tiểu binh lính vốn dĩ tự trách đến đỏ hốc mắt tiểu binh lính ánh mắt hơi giật mình theo sau như là nhớ tới cái gì lặng lẽ tránh đi hoắc nguyên mới vừa nói làm đại phu ánh mắt lập loè trong lòng khủng hoảng hắn biết hoắc nguyên mới vừa nhất định là nói được thì làm được làm hắn đã chết cũng không dám đến âm tàu địa phủ thấy thì tổ tiên nghĩ đến đây trong tay hắn theo bản năng lỏng vài phần cụ 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 dư cửu điềm bỗng nhiên sặc cụ một trận thống khổ nước mắt và nước mũi giàn dùa. Gần chết sợ hãi bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp ức chế. Lão tử không sợ. Đại phu nhìn Hoắc Nguyên mới vừa phía sau đề phòng binh lính, kinh hoảng thất thố chữa bệnh đội, còn có sụi lơ trên mặt đất mã bà bà, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lão tử không sợ, chết đã đến nơi lão tử còn có cái gì hảo bận tâm. Lão tử thay đổi chủ ý, trừ bỏ khoái mã, các ngươi tất cả mọi người tự đoạn tay phải, lại cấp lão tử chuẩn bị một ngàn lượng bạc, lão tử mới có thể thả dư cửu điềm, nếu không không bàn nữa. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này tiểu nha đầu mệnh còn rất đáng giá. Bọn họ phế đi chính mình tay, cũng muốn làm cho bọn họ cũng nếm thử này thống khổ tư vị. Hắn nhìn chầm chầm hoắc nguyên mới vừa âm ngoan cười nói, họ hoắc là ngươi thân thủ phế đi lão tử tay, ngươi trước mang cái đầu, trước chặt đứt chính mình tay phải, sau đó lại đem bọn họ tay đều nhất nhất bóp gãy, mau. Biên nói, hắn lại uy hiếp đem dư cửu điềm cổ họng khấu khẩn đại phu vô lễ yêu cầu làm tất cả mọi người phẫn nộ rồi, nhưng là nhìn dư cửu điềm thẳng trận trắng mắt, đại gia lại đi theo một trận hít thở không thông. Hoắc Nguyên mới vừa chỉ cảm thấy ngực đánh úp lại chưa từng có buồn, tựa như chính mình cũng bị bưng kín miệng mũi, không thở nổi. Bởi vì tiểu nha đầu chính chảy nước mắt gian nan đối chính mình so khẩu hình, nghĩa phụ, không cần. Cầm đao tới. Hoắc Nguyên mới vừa trầm giọng triều cấp dưới phân phó. Từ hổ sắc mặt thương tiếc, không thể a à tướng quân. Hoắc Nguyên mới vừa không có ngôn ngữ trực tiếp rút ra hắn đại đao, cao cao dơ lên hướng tới chính mình tay phải chặt bỏ đi. Không cần A tướng quân. Phục. Một tiếng lưỡi dao sắc bén xuyên qua thân thể thanh âm vang lên, tất cả mọi người dọa nhắm hai mắt lại. Dư cửu điềm cảm thấy giam cầm chính mình nhẹ buông tay, chính mình không trọng ném tới trên mặt đất. Một giọt, hai giọt. Mảnh một trận ho khan sau, nàng cảm giác có chất lỏng tích ở trên mặt, một cổ mùi máu tươi chui vào mũi nội nàng không có thời gian suy nghĩ chính mình trên mặt là cái gì, rơi xuống đất trước tiên liền vội vàng nhìn phía Hoắc Nguyên Cương. Vừa rồi nàng nhìn đến nghĩa phụ phải vì nàng đứt tay. Ánh mắt mới vừa bắt giữ qua đi, nàng tiểu thân mình đã bị người vớt bế lên tới, ngay sau đó lọc vào một cái to rộng ấm áp ôm ấp. Điềm bảo, ngươi cảm giác thế nào? Hoắc Nguyên mới vừa khắc chế trong mắt lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt rơi xuống dư cửu điềm trên cổ vệt đỏ, nháy mắt tràn ra sát ý. Dư Cửu Điềm không có trả lời vấn đề, mà là biên ho khang biên tìm kiếm Hoắc Nguyên mới vừa hai tay. Một con ôm chính mình, còn có một con đang ở kiểm tra chính mình cổ, một đạo không cạn đau thương thình lình xuất hiện ở nàng mi mắt. Nghĩa phụ, ngươi bị thương. Khụ khụ. Nàng kinh hô ngồi thẳng tiểu thân mình, một kích động lại ho khang một trận. Hoắc Nguyên mới vừa chạy nhanh nhẹ theo nàng bối, không có việc gì, không có việc gì. Những người khác cũng sôi nổi phản ứng lại đây, mở mắt, thấy điềm bảo bị hoắc tướng quân cứu, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Lại xem đại phu, chính kề sát quân trướng, đôi mắt không thể tin tưởng trừng đến đại đại nhìn chính mình trước ngực. Nhìn kỹ mới có thể thấy rõ, nơi đó có một cây đao từ sau lưng xỏ xuyên qua hắn trái tim. Nguyên lai like là có người từ quân trướng bên trong xuống tay đánh lén đại phu. Phải biết rằng quân trướng rất dày, muốn sự rất lớn kính mới có thể xỏ xuyên qua quân trướng vải dệt, nhưng là đại phu lại ôm điềm bảo, kính quá lớn lại sẽ bị thương nàng này sau lưng đánh lén người nhất định là cứu cấp nắm chắc chừng mực. Ai cũng không biết, quân trướng sau lưng tiểu binh lính chính đại hãng đầm đìa sụi lơ trên mặt đất bò không đứng dậy. Điềm bảo. Mã bà bà lão đảo bị tần kim chi cùng hoa thanh nâng lại đây, thanh âm rung lợi hại. Sư phó khụ cụ khụ, điềm bảo không có việc gì, khụ cụ Nghĩa phụ bị thương, cụ khụ khụ. Dư cửu điềm lại lo lắng hoắc nguyên mới vừa miệng vết thương, lại lo lắng sư phó thân thể, một số ruột liền ho khan cái không ngừng mã bà bà mắt thấy hoắc nguyên mới vừa thương cũng không có trở ngại duỗi tay đem dư cửu điềm thân mình kéo vào trong lòng ngực thanh âm nức nở nói điềm bảo là sư phó hại ngươi sư phó nếu là đáp ứng cho hắn trị tay hắn liền sẽ không như vậy cực đoan sư phó thiếu chút nữa hại chết ngươi a à. dư cửu điềm chạy nhanh đằng ra tay ngắn nhỏ vỗ nhẹ nàng khụ khụ không trách sư phó là cái này lão nhân chính mình quá xấu rồi điềm bảo không có việc gì không thương tâm ngao sư phó khụ khụ vốn dĩ thanh thúy nải âm trở nên có chút khàn khàn. Mã bà bà ngẩng đầu vội vàng đè lại nàng cái miệng nhỏ, ngươi ít hầu định là bị thương, đừng nói chuyện. Phục. Một bóng người xông lên trước, đối với còn không có tắt thở đại phu lại thọc một đao. Mọi người đều hoảng sợ, ngay sau đó khiếp sợ vọng qua đi. Thế nhưng là dư toàn lễ. Dư toàn lễ trong tay nắm chui đao, cả người đều đang run rẩy, trừng mắt đại phu hai mắt lộ ra điên cuồng. Thiếu chút nữa, Điềm bảo thiếu chút nữa đã bị người này hại chết. Vừa rồi kia một màn làm hắn cảm thấy thật sâu vô lực cùng sợ hãi, so với lúc trước ở tàu gia cửa, nhìn nho nhỏ một đoàn bị bạo phơi gần chết thời điểm càng sâu. Cái này đại phu, chết thượng 100 hồi đô không đủ bình ổn hắn hận ý. Mã bà bà kinh ngạc nghẹn ngào thanh đều dừng lại, dư toàn lễ ngày thường nhất ôn nhuận thiện lương, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bởi vì điềm bảo phát điên giết người. Nhưng là giờ khắc này nàng từ thiếu niên này trên người thấy được tâm huyết cùng trọng tình giết hảo. Tần Kim Chi hai tròng mắt giống như ngưng kết, như thế nào cũng không tin ngày thường xem chính mình liếc mắt một cái đều sẽ mặt đỏ thiếu niên, thế nhưng sẽ bên vực người mình đến tận đây. Này một cái chớp mắt, nàng trong lòng giống như có thứ gì trần ai lạc định. Đại phu tuy rằng đáy mắt có nồng đậm không cam lòng, nhưng vẫn là vô lực cúi thấp đầu xuống, hoàn toàn nuốt khí. Cậu năm phụ. Dư cửu điềm lông mi thượng treo nước mắt, triều dư toàn lễ vẫy tay. Tuy rằng đã trải qua một hồi sống còn, nhưng là nàng lại cảm nhận được nồng đậm tình yêu. Đã không có sợ hãi, chỉ có cảm ơn. Dư toàn lễ bừng tỉnh hoàng hồn, lúc này mới buông lỏng ra đao, ngã đụng phải quỳ một gối tới rồi dư cửu điềm bên người, đáy mắt có dày nặng ướt ác. Hắn còn chưa nói cái gì, đã bị dư cửu điềm tay ngắn nhỏ ôm lấy an ủi, cậu không sợ, điềm bảo chính là tiểu phúc tinh, sẽ không có việc gì. Chương 153 chỉ có hắn là duy nhất một cái bị người nhà mê choáng đưa tới. Dư toàn lễ nước mắt lập tức hạ xuống, ông điềm bảo khóc giống cái hài tử tần kim chi đứng ở một bên nhìn cũng không tự chủ được mặt nổi lên nước mắt công thanh quan tâm dò hỏi điềm bảo yết hầu có đau hay không chữa bệnh đội các thiếu niên cũng đều xông tới một năm miệng mười quan tâm không gián đoạn ấm áp dư cửu điềm dư cửu điềm trong lòng trướng ê ẩm hạnh phúc vừa rồi sợ hãi cùng đau đớn đều biến bé nhỏ không đáng kể lên Hoắc nguyên mới vừa nhìn chúng tin phủng nguyệt tiểu nha đầu thoạt nhìn tựa hồ không có gì bản in cả trang báo cả người lúc này mới lỏng xuống dưới, phân phó đem đại phu thi thể chôn, liền che lại cánh tay thượng miệng vết thương xoay người rời đi. Dư cửu điềm rất tưởng đuổi theo kiểm tra nghĩa phụ thương, nhưng là lại muốn an ủi dư toàn lễ cùng mã bà bà, còn phải không ngừng đáp lại các thiếu niên quan tâm, nho nhỏ thân mình hận không thể phân thành vài cánh. Khó khăn đại gia từ vừa rồi mạo hiểm phục hồi tinh thần lại, mã bà bà cường đánh lên tinh thần mang theo liên can người tiếp tục đi học tập khâu lại thuật dư cửu điềm tắt cầm khâu lại công cụ cằn nhằn đi tới hoắc nguyên mới vừa quân trướng nàng cái này nghĩa phụ cùng đại cử phụ giống nhau kiên cường cương nghị nhưng là đại cửu phụ tốt xấu có đại cửu mẫu đau lòng tuy rằng sư phó bọn họ cùng các tướng sĩ đều quan tâm nghĩa phụ nhưng là bọn họ hiện tại muốn giành giật từng giây làm càng chuyện quan trọng các tướng sĩ liền càng không cần phải nói đều là tranh tranh con người sắt đá ngày thường chịu điểm tiểu thương cái nào không phải kháng kháng liền đi qua nghĩa phụ thương bọn họ khẳng định không để bụng Nghĩa phụ nói không chừng đều sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Quả nhiên, chờ dư cửu điềm tới rồi quân trướng, Hoắc nguyên chính trực dùng không biết nơi nào xả tới mảnh vải chuẩn bị băng bó cánh tay thượng miệng vết thương. Nghĩa phụ, điềm bảo tới giúp ngươi. Dư cửu điềm thấy thế, chạy nhanh lộc cục tiến lên, ngăn trở Hoắc nguyên mới vừa, nghĩa phụ ngồi ở đây. Tay ngắn nhỏ không khỏi phân trần đem vẻ mặt lăng Hoắc nguyên mới vừa kéo đến trên ghế ngồi xuống, nhìn đến hắn một lóng tay lớn lên miệng vết thương sau, nhìn hắn kinh hô đến, nghĩa phụ. Nếu quân trướng cái kia binh lính tiểu ca ca lại muộn điểm xuống tay, nghĩa phụ có thể hay không thật sự liền đứt tay. Hoắc Nguyên mới vừa trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhàng cùng trấn an, không có việc gì, nghĩa phụ thân thể đáy hảo, điểm này thượng căn bản không tính cái gì. Xác thật, trên người đau thương tùy tiện kéo một cái ra tới đều so cái này đại, xác thật không đáng giá nhắc tới. Hô hô hô. Dư cửu điềm phòng lên quay hàm cấp Hoắc Nguyên mới vừa hô hô, nhất định rất đau rất đau đi nghĩa phụ đều là vì điềm bảo, điềm bảo trưởng thành nhất định sẽ hiếu kính nghĩa phụ, cấp nghĩa phụ dưỡng lão. Khuôn mặt nhỏ thượng nhưng nghiêm túc nhưng trịnh trọng, mắt to đều là đau lòng. Lúc trước nàng cho rằng Hoắc Nguyên mới vừa thu chính mình vì nghĩa nữ là tình thế cấp bách hạ bất đắc dĩ, càng là vì đối sư phó trả giá có một công đạo hồi quỷ, nhưng là hôm nay nàng thấy được, nghĩa phụ là thiệt tình đem nàng trở thành chính mình nữ nhi. Nàng lúc ban đầu đồng ý đương tướng quân nghĩa nữ, gần nhất là tán thành Hoắc Nguyên mới vừa làm người, thứ hai trộn lẫn một chút hư vinh. Nhưng từ giờ khắc này bắt đầu nàng đem hoác nguyên mới vừa trở thành thuần túy người nhà. Cùng bà ngoại, sư phó, cậu giống nhau người nhà. Hoác nguyên mới vừa sắc mặt hơi giật mình, tùy ý đáy mắt một mảnh nhu hòa, hảo, thật tốt, nghĩa phụ có khuê nữ dưỡng lão. Dư cửu điềm khẽ cười một cái chớp mắt, sau đó lập tức bản nổi lên khuôn mặt nhỏ, nghĩa phụ, điềm bảo tới cấp ngươi khâu lại miệng vết thương, ngươi không cần chịu đựng út, đau có thể khóc nhẹ nhìn Hoắc Nguyên mới vừa không nhịn được mà bật cười, Dư Cửu Điềm lại nghiêm túc tỏ vẻ đau khóc nhè không mất mặt. Ở nhà người trước mặt, có thể không cần mọi chuyện kiên cường. Nhìn cho chính mình khâu lại điềm bảo, Hoắc Nguyên mới vừa lại có chút hoảng hốt. Không thể nói tới vì cái gì, kia nghiêm túc mắt nhỏ, cái mũi nhỏ đều làm hắn có loại mặt danh quen thuộc cảm. Hoắc Nguyên mới vừa như là nghĩ tới cái gì, nhưng là theo sau lại bay nhanh cười khổ phủ định. Khi người nhà sắc mặt hắn lại không phải không biết, hắn kia số khổ thê nhi chỉ sợ đã sớm bị tra tấn mất mạng, khi người nhà cũng không biết sống hay chết. Nhưng là nếu kia người nhà còn dám sống tạm hậu thế, hắn nhất định phải thân thủ giết bọn họ thế hắn số khổ thê nhi báo thù. Lúc trước, hắn bị mê choáng đưa lên trưng binh xe đẩy tay, chờ đến tỉnh lại, đã tới rồi biên thùy tiền tuyến. Chung quanh đều là cùng hắn giống nhau bị đưa tới tòng quân nam nhân. Cao thấp mập ốm, từ 12 tuổi đến 65 tuổi, muôn hình muôn vẻ, mỗi người mờ mịt khẩn trương bọn họ hoặc là là bởi vì trong nhà không có nam đinh hoặc là chính là trong nhà không ăn không uống tuy rằng có bất đắc dĩ nhưng là phần lớn là chính mình biết được cũng đồng ý chỉ có hắn là duy nhất một cái bị người nhà mê choáng đưa tới tỉnh lại trước tiên hắn muốn chạy trốn bởi vì hắn nhớ mong hắn nhược thê hắn ấu nữ chính là còn không có chạy ra mười trượng đã bị binh lính bắt một đống đòn hiểm lúc sau hắn biết chính mình trở về không được ngày hôm sau quân đội vội vàng cho mỗi cá nhân tắt cái bánh bột bắt cùng một phen dính huyết đại đao liền đem mọi người đuổi ra doanh trướng bên ngoài liền thân áo giáp cũng chưa phát bọn họ đã bị bách dơ trong tay không biết từ cái nào thi thể trong tay nhặt về tới đại đao thượng chiến trường đều là thôn hán không có người biết võ công đều là bằng vào nồng hậu cầu sinh dục ở địch nhân vó ngựa cùng đại đao hạ cầu sinh đệ nhất trượng cửu tử nhất sinh đã trở lại chính là tiền tuyến chiến sự lại không có cuối Hoắc Nguyên mới vừa ngày ngày đêm đêm nhớ mong hắn thê nữ, không có hắn, các nàng liền sống sót đều khó. Nghe nói vị cập phó tướng, mới có thể có một lần về nhà thăm người thân cơ hội, Hoắc Nguyên mới vừa tựa như bắt được cứu mạng rơm rạ, liều mạng giết địch lập công. Nhoáng lên ba năm, Hoắc Nguyên mới từ tiểu binh một đường làm được tướng quân, chính là hắn rốt cuộc tìm không thấy hắn thê nữ. Hắn hận hạ càng thượng vị giả tầm thường vô đức, cũng hận này thiên hạ rất nhiều vết thương bất bình, từ hắn có quyền, căn bản không đem chính mình sinh tử để vào mắt, cho nên người khác không dám dán ngôn hắn tới nói, người khác không dám hành sự hắn nghĩa vô phản cố xông vào đằng trước. Hắn ý đồ dùng bản thân chi lực, phá tan hạ càng trước mắt chướng khí mù mịt. Chính là sự thật ở lần lượt đánh hắn mặt. Muốn tới quân lương bạc lại cái dạng gì? Đưa tới quân lương một nửa lương thực một nửa bùng xa. Giá cao tiền mua tới binh khí ngựa, nhiều đều là phá thiết lão mã. Này cũng liền thôi, ngay cả bảo đảm tánh mạng quân y cũng là các nơi đưa tới có lệ bọn họ du y tán lan. Nếu hắn là cái vô danh tiểu tốt cũng liền thôi, vô pháp thay đổi thế cục, chết trận xa trường cũng coi như toàn đại nghĩa. Nhưng đã hắn trưởng quyền, liền phải dùng này quyền thế tam quân huynh để cùng hạ càng bá tánh tranh một tranh. Tranh một tranh an bình, tranh một tranh công đạo. Hảo, nghĩa phụ, ngươi nhìn xem điềm bảo phùng có được không? Dư cửu điềm vương tay nhỏ ở hoắc nguyên mới vừa trước mắt quơ quơ, đầy mặt đều là tiểu kiêu ngạo. Hoắc nguyên mới vừa lấy lại tinh thần nhìn chỉnh tề miệng vết thương lộ ra kinh diễm biểu tình điềm bảo còn tuổi nhỏ là có thể đem khâu lại thuật hoàn thành như thế hảo những cái đó lão đại phu học cả đời y khâu lại thuật nhất định không làm khó được bọn họ dư cửu điềm mắt to lóe lóe điềm bảo lúc trước cũng cùng sư phó học thật nhiều thiên đâu Hoắc nguyên mới vừa dơ dơ lên mi ngươi như vậy tiểu sao không được bọn họ ngón tay linh hoạt mấy ngày học thành đã ghê gớm khi bọn họ nói không chừng này sẽ đã học xong đi, chúng ta đi xem. Nói xong hắn liền triệu dư cửu điềm vương ngón tay nhỏ, dư cửu điềm mắt to hiện lên một tia chột dạ. Chương 154 nói trái lương tâm nói thật ra tấn lương tâm A. Khâu lại thuật sao có thể. Mấy ngày học cấp tốc. Nhớ trước đây nàng phùng quả nho da phùng đôi mắt đều tái rồi, mới luyện liền ra tới này thuần bếp lò kim kỹ thuật. Này song tay ngắn nhỏ chỉ phát huy trừ bỏ nàng 10 chi năm sáu bản lĩnh, bất quá ở cổ đại cũng đủ dùng nàng nói như vậy chẳng qua là vì phối hợp thiên tài ngôn luận, gián sát nàng như vậy tiểu liền hiểu như vậy nhiều y thuật sự thật. Chính là như vậy thực lực, thật sự có chút ngược người khác. Làm sao vậy điềm bảo? Hoắc Nguyên mới vừa khó hiểu Triều Dư Cửu điềm nguế một cái ngón tay nhỏ, mau, nghĩa phụ dắt ngươi đi xem bọn họ học tập thành quả. Út! Dư Cửu điềm chớp mở mắt đế chột dạ, lộc cục tiến lên cầm Hoắc Nguyên mới vừa ngón tay, ngưỡng khuôn mặt nhỏ dặn dò, nghĩa phụ, sư phó nói điềm bảo là thiên tài, cho nên điềm bảo lợi hại là bình thường. Ngươi cũng không thể bởi vì điềm bảo quá lợi hại liền trách cứ lão đại phu nhóm Úc. Bằng không bọn họ một sốt ruột, khẳng định càng học không hảo. Hoắc Nguyên mới vừa ánh mắt ngẩn ra, ngay sau đó lãng cười ra tiếng, hảo hảo hảo, bọn họ không bằng điềm bảo thông tuệ, nghĩa phụ nhất định sẽ không lấy điềm bảo tới yêu cầu bọn họ. Hắn như thế nào có thể không biết, điềm bảo bổn ý là muốn thay đám kia đại phu khuyên, nhưng không nghĩ tới tiểu nha đầu thế nhưng đối chính mình như vậy có tự mình hiểu lấy không có làm người chán ghét kiêu ngạo, ngược lại tự tin bằng phẳng đáng yêu. Dư cửu điểm lúc này mới yên tâm đi theo Hoắc Nguyên vừa tới tới rồi giảng bài quân trướng. Sư phó đã không có dạy học, đang ngồi ở trên ghế nhéo mày nhìn chầm chầm một đám người. Mấy cái đại phu nhóm đang ở mọi người chú một lễ cùng giám sát hạ, khẩn trương khâu lại da thịt. Vốn dĩ tiện tay hạ vụng về, thấy Hoắc Nguyên mới vừa tiến vào quan kháng, bọn họ cái tráng đều toát ra mồ hôi, không phải đem da thịt câu hư, chính là nửa ngày đánh không hảo kết mỗi cái đại phu trong lòng đều nhéo một phen buồn bực, hận không thể đem dư cửu điềm tay ngắn nhỏ kéo qua đến xem, rốt cuộc cùng bọn họ có gì bất đồng. Dư cửu điềm khâu lại thời điểm, mỗi cái công cụ giống như đều bị giao cho linh hồn, cực ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tới rồi bọn họ trong tay liền biến thành nghịch tử, như thế nào đều đùa nghịch không thuận. Khó khăn khâu lại hảo, đại phu nhóm ngượng ngùng đem da thịt nằm xoài trên trong tay cấp mọi người xem. Nhìn đến thành quả, không chỉ có mã bà bà mày ninh thành kết, chữa bệnh đội các thiếu niên cũng là vẻ mặt táo bón. Ngay cả chút nào không hiểu y thuật hoắc nguyên mới vừa nhìn đều tưởng lắc đầu, nhưng là nghĩ dư cửu điềm dặn dò, vẫn là tận lực nhìn xuống. Đại phu nhóm biết chính mình học không tốt, nhưng là nhìn đến mã bà bà biểu tình, tự mình hoài nghi càng nghiêm trọng. Thấp thỏm nhìn phía hoắc nguyên mới vừa, thấy hắn cũng không không khỏe biểu tình, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Mã bà bà, bọn họ học như thế nào? Hoắc nguyên mới vừa tiến lên dò hỏi mã bà bà. Mã bà bà trong lòng thở dài, đứng dậy đem ra thịt đệ một khối cấp hoắc nguyên mới vừa, tướng quân xem, như thế tiến độ, chỉ sợ còn phải học cái 10 ngày nửa tháng. Hoắc nguyên mới vừa cẩn thận đánh giá một phen, còn không tồi. Hắn đầu lưỡi một cái nguyên lành, đem giống thứ gì cấp nuốt trở vào. Xác thật không tồi đâu, sao điềm bảo lúc trước học thời điểm phùng khá hơn nhiều. Dư cửu điềm tiến lên nhìn phùng tốt da thịt, nghiêm trang nhăn lại tiểu lông mày, lần đầu tiên là có thể phùng thành như vậy, nếu là luyện nửa mấy ngày, có phải hay không liền vượt qua điềm bảo A? Không được, điềm bảo cũng muốn nỗ lực học tập, bằng không các ngươi vượt qua điềm bảo, điềm bảo liền không xứng làm sư phó quan môn đệ tử. Vừa dứt sau, dư cửu điềm nội tâm nhịn không được run rẩy nói trái lương tâm lời nói cũng thật ra tấn lương tâm nột. Bất quá cổ vũ là tốt nhất thúc đẩy lực, trước mắt cũng không phải là đã kích lão đại phu nhóm tự tin thời điểm. Đại phu nhóm vốn là xấu hổ thêm ủ rũ cục đuôi, nghe xong điềm bảo nói, nháy mắt đáy mắt đều sáng một lần thật sự này thật sự sao ngươi lần đầu tiên phùng hảo có đại phu nhảy nhót hỏi đến hài tử là sẽ không gạt người điềm bảo nói rất đúng rốt cuộc bọn họ là lần đầu tiên làm tin tưởng lần thứ hai bọn họ liền sẽ làm càng tốt mã bà bà một lời khó nói hết nhìn nhìn đại phu nhóm khôi phục tự tin thần sắc lại nhìn phía chính mình không chút nào mặt đỏ tiểu đồ nhi chỉ có thể gom lại trên mặt biểu tình phối hợp điềm bảo nói rất đúng lần đầu tiên cùng này đó xa lạ khí giới tiếp xúc, có thể phùng thành như vậy không tính quá kém, nhưng là các ngươi muốn cần thêm luyện tập, mau chóng thượng thủ. Rốt cuộc không có quá nhiều thời gian cho chúng ta lãng phí. Hoắc Nguyên mới vừa gật đầu bổ sung, hiện giờ quân địch yêu cầu trù bị quân lương, cho nên cái này mùa đông hẳn là sẽ không tới phạm, nhưng là bổn đem chuẩn bị nhân cơ hội chủ động tiến công, nhanh chóng đem bọn họ chạy về hang ổ. Cho nên đại gia còn phải nhanh một chút học được khâu lại thuật, còn có cấp cứu phương pháp mới là. Đại phu nhóm thần sắc trở nên có vài phần túc mục, tự nhiên Minh Bạch Hoắc Nguyên mới vừa lời nói gấp các tính, sôi nổi tỏ vẻ sẽ gia tăng luyện tập. Mấy ngày kế tiếp, đại phu nhóm xác thật có chút tiến bộ, tuy rằng vẫn là không có chữa bệnh đội người khâu lại tinh tế, nhưng là ít nhất có thể người bảo lãnh cầm máu mạng sống. Một thác đầu, được mã bà bà kiến nghị, Hoắc Nguyên mới vừa làm thủ hạ vào núi đốn củi cắt dây đằng, làm ra không ít cán, dùng để ở trên chiến trường vận chuyển người bệnh. Quân y kia đầu cũng không làm cho bọn họ nhàn rỗi, mã bà bà làm chữa bệnh đội mang theo bọn họ học như thế nào khẩn cấp cầm máu cứu hộ, quân y nhóm kiến thức đại phu nhóm nghiêm túc thái độ, tự nhiên cũng không dám chậm trễ, sôi nổi mão đủ kính đi theo học. Ngày này, dư cửu điềm đang ở trên mặt đất giáo tiểu binh lính biết chữ, tiểu binh lính kêu người nghịch ngợm, mới vừa mãn 14 tuổi, lúc ấy chính là hắn từ quân trướng thứ chết đại phu cứu dư cửu điềm. Người nghịch ngợm là là cái không nơi nương tựa thiếu niên, từ lần trước được điềm bảo giữ gìn, hắn liền đem điềm bảo coi như muội muội đau. Lần trước bởi vì chính mình sơ sẩy thiếu chút nữa làm điềm bảo bị hại, hắn trong lòng ấy nấy khó an, vốn dĩ ngượng ngùng tái kiến điềm bảo, không nghĩ tới điềm bảo chỉ nghĩ làm hắn bồi chơi, không chỉ có dạy hắn viết chữ, còn đem chính mình thích nhất thịt khô phân cho hắn ăn. Hoắc tướng quân cũng cũng không có trách cứ hắn, chỉ nói hắn này hai ngày muốn đi tới đi lui với Trịnh Châu Thành cùng quân doanh, làm hắn cần phải muốn một tất cũng không rời bảo vệ tốt điềm bảo người nghịch ngợm chỉ cho là tướng quân cho hắn lập công chuộc tội cơ hội thề sẽ lấy mệnh che chở điềm bảo an nguy điềm bảo quân doanh cửa đột nhiên ngừng một chiếc xe ngựa có người vội vàng triều dư cửu điềm chạy tới người nghịch ngợm một cái giật mình hô đạn đứng lên duỗi tay liền đem điềm bảo bế lên tới lui về phía sau vài bước một bộ toàn thân đề phòng bộ dáng dư cửu điềm đột nhiên bị bế lên tới chỉ cảm thấy tầm mắt cùng đầu nhỏ một trận hỗn loạn người nghịch ngợm ca ca không phải người xấu hắn là điềm bảo đại cửu phụ dư toàn trung thân thể chuyển biến tốt lần này là thật vất vả mới nói phục khương phong hoa ra tới tiếp điềm bảo hồi thôn hắn hồi lâu chưa thấy được ngoại tôn nữ nhìn thấy tiểu nha đầu vốn dĩ cả người đều cao hứng phấn chấn không nghĩ tới lại bị một cái tiểu binh lính đương tặc giống nhau đề phòng nháy mắt có chút không vui tiến lên hai bước mở ra tay điềm bảo sư phó của ngươi đâu như thế nào là một cái xa là tiểu tử chiếu cố ngươi hắn không phát giác chính mình xem người nghịch ngợm ánh mắt rất giống thấy cũng nhà hắn cải trắng heo. Đại cử phụ, sư phó chính vội vàng mang đại phu nhóm học tập đâu. Cái này là người nghịch ngợm ca, người nghịch ngợm ca đối điềm bảo thực hảo thực hảo đắc. Dư cửu điềm chạy nhanh triều dư toàn trung múa may tay ngắn nhỏ lấy kỳ an. Ủi. Chương 155, Điềm Bảo hôm nay chúng ta là tới đón ngươi hồi thôn. Người nghịch ngợm ca thấy Điềm Bảo đối người tới thái độ, lúc này mới cả người buông lỏng, nhìn dư toàn trung đối chính mình không lắm hữu hảo thái độ, xấu hổ gãi gãi đầu, đúng vậy, xin lỗi, tướng quân công đạo ta phải hảo hảo bảo hộ điềm bảo, cho nên ta mới. Đại cửu phụ, ngươi không nên trách người nghịch ngợm ca ca, là nghĩa phụ nhất định làm người nghịch ngợm ca ca hảo hảo bảo hộ điềm bảo, bằng không liền phải đánh hắn quân côn, người nghịch ngợm ca ca mới như vậy khẩn trương. Dư cửu điềm chạy nhanh tiếp nhận lời nói. Sợ thành thật hàm hậu người nghịch ngợm ca ca đem lần trước nàng thiếu chút nữa bị đại phu bóp chết sự tình nói ra. Nàng hiện tại bình yên vô sự, không nghĩ làm người nhà quá mức nhọc lòng điềm bảo muội muội dư toàn trung vừa mới chuẩn bị báo cho điềm bảo không cần cùng người nhà bên ngoài khác phái đi thân cận quá dư toàn nghĩa mang theo gia hòa gia hưng từ trong xe ngựa ra tới dư cửu điềm thật lâu không cùng gia hòa gia hưng chơi cũng cao hứng điên rồi cô nhộng từ dư toàn trung trong ngực lưu xuống dưới vui sướng triều bọn họ chạy tới tam tiểu chỉ vừa thấy mặt liền tới rồi cái hùng ôm nắm tay nhảy nhót người nghịch ngợm ca ba ba theo tới dư cửu điềm bên người. Dư toàn trung tay còn không có ôm nóng hổi, cháu ngoại gái liền chạy, trong lòng một trận trống trải, thấy người nghịch ngợm ca theo đuôi diễn xuất càng không mừng, hiện tại điềm bảo có chúng ta chiếu cố, ngươi nên làm gì làm gì đi thôi. Người nghịch ngợm ca sắc mặt ngượng ngùng, nhưng là ngữ khí lại rất kiên định, tướng quân phân phó, làm ta một tấc cũng không rời bảo hộ điềm bảo, đây là người nghịch ngợm nên làm sự. Dư toàn trung có chút ngữ kết, lại không thể nói ra cái gì phản bác nói tới hoắc tướng quân dù sao cũng là hảo ý tiểu tử này cũng là tuân thủ thượng lệnh chọn không làm lỗi tới nhưng là này quân doanh đều là người một nhà cái này tiểu binh lính vừa rồi phản ứng không khỏi có chút quá mức giống như thực sự có người nào sẽ hại điềm bảo giống nhau điềm bảo hôm nay chúng ta là tới đón ngươi hồi thôn dư toàn nghĩa nhìn tam tiểu chỉ vui vẻ bộ dáng trên mặt cũng cười thoải mái dư cửu điềm nhảy ngừng một cái chớp mắt ngay sau đó nhảy càng cao thật tốt quá điềm bảo có thể về nhà có thể nhìn đến bà ngoại. Quân doanh mỗi người đều đối nàng thật hảo, nhưng là nàng vẫn là tưởng về nhà, hiện tại sư phó đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, nàng có thể yên tâm hồi thôn đương bà ngoại cái đuôi nhỏ. Khi nói chuyện, Mã bà bà cùng Dư Toàn Lễ Tần Kim Chi ba người nghe tiếng từ quân trướng đi ra. Dư Toàn Lễ vẻ mặt vui sướng đón nhận trước, đại ca, tứ ca. Hết thảy đều thu thập sẵn sàng sao? Tân Vân công phòng ốc so với chúng ta gia như thế nào? này một đường không có chỗ ở cố định nghe được người nhà rốt cuộc đem yên ổn chỗ thu thập ra tới hắn đôi mắt hận không thể bay đến ô sơn thôn coi một chút dư toàn trung rốt cuộc lộ ra tươi cười ngươi có thể cùng chúng ta trở về trụ thượng một đêm chính mình chính mắt nhìn một cái ngày mai ta lại đưa ngươi lại đây đi nói xong hắn cùng dư toàn lễ cùng đồng thời nhìn phía mã bà bà mã bà bà vẻ mặt cực kỳ hâm mộ gật gật đầu đừng nói toàn lễ lão bà tử ta đều muốn đi nhìn một cái nên trở về nhìn một cái hảo hảo cảm thụ một chút da ấm áp, lại hồi quân doanh ngược lại sẽ càng thêm kiên định. Ai không nghĩ vĩnh viễn yên ổn? Có muốn bảo hộ đồ vật, chỉ biết càng thêm dùng sức đi tới. Nghe vậy, dư toàn lễ cao hứng điên rồi, sư phó, ngươi cũng cùng chúng ta trở về ở một đêm được không? Mã bà bà cười lắc lắc đầu, không được, lão bà tử sợ đi trở về liền không nghĩ trở ra. Lại nói nếu là mỗi người đều về nhà, thật vất vả ổn định quân tâm liền tan, đến lúc đó tưởng lại tổ kiến lên, đã có thể khó khăn. Nàng nói thực tầm thường, nhưng là vài người nghe đều cảm thấy có chút chua xót khó nhịn. Đặc biệt là dư cửu điềm, nghe vành mắt đều đỏ. Tuổi xế chiều lão nhân nhất niệm gia đồ an ổn, nhưng sư phó lại vì gia quốc đại nghĩa sinh sôi chặt đức chính mình tư nhân niệm tưởng. Dư cửu điềm vẻ mặt kiên định đối mã bà bà nói, sư phó, điềm bảo cho ngươi kiến tạo một cái cùng dương liễu thôn giống nhau như đúc gia chờ ngươi trở về trụ. Mã bà bà nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng cười, hảo 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 điềm bảo còn nhớ rõ sư phó gia trưởng bộ dáng gì sao nàng cũng không có đương hồi sự ba tuổi hài tử chỉ sợ liền nàng sân trong như thế nào đều đã quên điềm bảo dù cho trí nhớ lại hảo lại như thế nào kiến ra giống nhau như đúc phòng ở bất quá tiểu nha đầu hiếu tâm làm nàng thập phần động dung dư cửu điềm đương nhiên nhớ rõ mã bà bà tiểu viện liền ở nàng trong đầu trang một chuyện một vật đều rõ ràng thực nhưng là nàng hiện tại không thể nói nói ra sẽ chỉ làm sư phó tâm sinh tưởng niệm Sư phó, điềm bảo nhất định sẽ làm được, liền tính điềm bảo làm không được, có sư phó giúp nghĩa phụ, địch nhân nhất định sẽ bị đã đảo, đến lúc đó chúng ta liền có thể hồi nguyên lai thôn, sư phó liền có thể hồi nguyên lai gia nha. Dư cửu điềm tưởng cấp sư phó một kinh hỷ. Mã bà bà ý cười càng sâu, điềm bảo nói rất đúng, địch nhân nhất định sẽ bị đuổi ra hạ càng, đến lúc đó chúng ta đều có thể trở lại chính mình gia. Cũng không biết đến lúc đó sân sẽ bị hủy thành bộ dáng gì, nhưng là chỉ cần nàng còn có phúc khí sống đến kia một ngày, tu sửa thành nguyên lai bộ dáng định là không có vấn đề. Tần Kim Chi nghe bọn họ liền trò chuyện về nhà sự tình, trên mặt hiện lên một tia hâm mộ cùng cô đơn. cho dù hạ càng thái bình, nàng cũng hồi không được cái kia gia. thiên hạ to lớn, thế nhưng không có nàng an cư lạc nghiệp chỗ. Kim, Kim Chi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về nhìn xem. dư toàn lễ nhảy bén bắt giữ tới rồi Tần Kim Chi cô đơn, có chút nói lắp mở miệng. Hắn này một mở miệng, ánh mắt mọi người bá rơi xuống bọn họ hai người trên người. Tần Kim Chi lấy lại tinh thần, nháy mắt mặt đỏ, ta liền không đi, ta muốn ở chỗ này bồi sư phó. Nàng không phải đồ ngốc, tự nhiên Minh Bạch Dư Toàn lễ ý tứ trong lời nói. Này đoạn thời gian ở chung, nàng Minh Bạch Dư Toàn lễ có bao nhiêu hảo, dư gia cũng là nàng tâm sinh hướng tới chỗ. Chính mình là cái bé gái mồ côi, muốn cái gì không có gì, không xứng với dư gia muôn vàng vạn hảo lại nói gia quốc chưa định, nàng vô tâm tư tình nhi nữ, chỉ nghĩ đi theo mã bà bà học y thuật, vì hoắc gia quân hiến một phần mỏng lực. Nếu, nếu nàng có thể từ trước tuyến tồn tại trở về, lại bằng vào y thuật cho chính mình kiếm một phần của hồi môn, khi đó nếu dư toàn lễ còn chưa cưới. Mã bà bà vỗ vỗ tần kim chi tay, ngươi cùng toàn lễ đều là hảo hài tử, trước mắt tuy gia quốc bất an, nhưng các ngươi hiện tại đều là hoắc gia quân chỗ xuất lực, sau này chỉ biết càng thêm hiểu nhau tương tích đến lúc đó nếu các ngươi lại. Sư phó, ngươi, ngươi không cần lại lấy Kim Chi nói giỡn, Kim Chi một lòng chỉ nghĩ tùy sư phó cấp hoác gia quân xuất lực, mặt khác, mặt khác tạm thời không dám làm hắn tưởng. Nói xong, tần Kim Chi liền đỏ mặt chạy về quân trướng. Nhìn nàng giấu đầu lòi đuôi bóng dáng, mã bà bà cười lắc lắc đầu. Dư toàn lễ đáy mắt hơi hơi tối sầm lại, ngay sau đó tràn ra kiên định, xoay người đối dư toàn trung nói, đại ca, ta hôm nay liền không quay về, ngươi cấp nương nói, liền nói lão ngũ muốn tùy hoắc gia quân cùng nhau chinh chiến. Nhi tử trở về thời điểm, sẽ, sẽ đem vinh quang cùng con dâu cùng nhau mang về tới. Nói xong hắn liền quyết tuyệt xoay người, đuổi kịp tầng kim chi bước chân. Dư toàn trung phát ra một trận lan cười, hảo, đại ca ca nương chờ ngươi cấp dư gia làm vẻ vang mang con dâu trở về. Hoắc tướng quân nơi đó từ mã bà bà cấp mang tin, dư cửu điềm yên tâm đi theo dư toàn trung lên xe ngựa. Dư toàn trung còn không có lên xe ngựa, không nghĩ tới người nghịch ngợm trước nhảy lên xe ngựa ngồi ở lái xe vị, điềm bảo cậu ngươi lên xe ngồi xong, ta tới lái xe đi. Chương 156 hồi tân thôn. Dư Toàn Trung ngẩn ra, kinh ngạc. Nói, như thế nào, ngươi còn muốn một tấc cũng không rời theo tới nhà của chúng ta không thành. Người nghịch ngợm vẻ mặt vô tội, điềm bảo cậu, tướng quân không có phát lệnh phía trước, người nghịch ngợm liền phải một tấc cũng không rời thủ điềm bảo, bằng không chính là cãi lời quân lệnh. Trở về nhà tự nhiên có chúng ta bảo hộ nàng, có thể xảy ra chuyện gì? Lại nói ngươi cùng trở về, nhà của chúng ta nhưng không địa phương cho ngươi trụ. Dư Toàn Trung có chút vô ngữ, cho dù tướng quân có lệnh, cũng không cần khoa trương đến nước này đi. Người nghịch ngợm sẽ không quấy rầy các ngươi, người nghịch ngợm liền ở trong sân tùy tiện tìm cái gốc là có thể ngủ. Người nghịch ngợm vẫn là vẻ mặt thành thật vô tội, trước kia hành quân đánh giặc, khó được thời điểm, mùa đông chính hàng thiên, bọn họ bọc quân y cỏ tranh tại giả ngoại cũng ngủ quá giác, hiện tại thời tiết, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể đối phó mấy buổi tối. Đại cửu phụ, người nghịch ngợm ca cứu điềm bảo, ngươi làm người nghịch ngợm ca cùng chúng ta cùng nhau về đi. Dư cửu điềm vốn dĩ đã ở trong xe ngồi xong, nghe được bên ngoài đối thoại, nhịn không được xốc lên xe ngựa mành thế người nghịch ngợm ca giải thích. Dư toàn trung ngẩn ra, thực mau liền bắt giữ tới rồi trọng điểm, hắn cứu ngươi. Ngươi ở quân doanh gặp được nguy hiểm. Sao lại thế này? Dư cửu điềm biết không thể gạt được, đành phải ăn ngay nói thật, đem mấy ngày trước gặp được sự tình nhất nhất cấp dư toàn trung giao đế. Nghe được điềm bảo bị đại phu bóp lấy cổ, dư toàn trung dư toàn nghĩa cũng có chút hô hấp không thuận, đầy bụng tự trách. Vốn dĩ cho rằng điềm bảo ở quân doanh, có hắc tướng quân cùng mã bà bà ở, sẽ so trong thôn an toàn, không nghĩ tới thế nhưng gặp được loại này kẻ xấu. Cũng may hắc tướng quân nguyện ý vì điềm bảo xả thân, cũng mệt cái này tiểu binh. Khó trách vừa rồi hắn phản ứng lớn như vậy, nguyên lai là tao ngộ hung hiểm sau sinh ra ứng kích phản ứng. Dư Toàn Trung nhìn về phía tiểu binh, có chút xấu hổ ấy nấy, chính mình vừa rồi không rõ nguyên do, còn như vậy đối điềm bảo ân nhân cứu mạng nói chuyện, thật sự là không nên. Đại cửu phụ, về nhà sau ngươi có thể hay không không cần nói cho bà ngoại, ta sợ bà ngoại lo lắng. Dư cửu điềm nhỏ giọng cùng Dư Toàn Trung thương lượng, mắt to đều là cầu xin. Dư Toàn Trung gật gật đầu, nhìn điềm bảo lại vui mừng lại đau lòng. Lớn như vậy hài tử, cho dù là va phải đập phải đều hận không thể ở cha mẹ trong lòng ngực lăn lộn khóc nháo cầu an ủi chính là điềm bảo gặp được sống còn sự tình vì không cho người nhà lo lắng thế nhưng hiểu được gạt bọn họ thật là hiểu chuyện làm người đau lòng thấy dư toàn trung gật đầu dư cửu điềm lúc này mới yên lòng ngoan ngoãn ngồi trở lại trong xe dư toàn nghĩa đau lòng đem nàng ôm ở trong lòng ngực từ trong túi móc ra mấy cái giả quả mộng đậu nàng vui vẻ gia hòa gia hưng cũng vây quanh ở bên người nàng gấp không chờ nổi đem bọn họ bắt được quắc quắc lấy ra tới cấp dư cửu điềm chơi, lại đem dư cửu điềm dọa chi oa gọi bậy. Vui chơi thanh lập tức từ trong xe ngựa tràn đầy ra tới, đem vừa mới ủ dột đánh vỡ chút. Cảm ơn ngươi cứu điềm bảo, vừa mới là ta không biết rõ trạng huống, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Ngươi đi vào bồi điềm bảo ngồi xe ngựa đi, ta tới lái xe. Biết được sự tình tiền căn hậu quả, dư toàn trung đối tiểu binh lính thái độ 180 độ đại chuyển biến, hòa khí làm người nghịch ngợm đi trong xe ngồi. Như thế nào làm cho Điềm Bảo ân nhân cứu mạng lái xe?" Người nghịch ngợm vẻ mặt thản nhiên lắc lắc đầu, "Không có việc gì, ta là đại lão gia, sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ trí khí." Trong xe ngựa địa phương hẹp, ta liền ngồi ở bên ngoài cùng đại ca ngươi cùng nhau lái xe. Dư Toàn Trung trong lòng một nhận định đối phương, người cũng ngay thẳng hào khí, không ở biệt nữ, "Hành, vậy ngươi cùng ta cùng nhau lái xe, vừa vặn cho ta nói một chút các ngươi tiền tuyến đánh giặc sự tình." Quân doanh đến Ô Sơn thôn chỉ có hơn 20 dặm đường xe ngựa một đường hoang thanh tiếu ngữ, hơn nửa canh giờ liền vào thôn. Tiếng thôn, dư cửu điềm liền gấp không chờ nổi từ cửa sổ xe dò ra đầu, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, qua, nơi này khi nào nhiều ra tới một cái sườn núi lộ. Dư toàn trung một bên cẩn thận lái xe hạ sườn núi, một bên tự hào nói, đây chính là bà ngoại mang theo thôn dân mở ra tới, chính là vì phương tiện ra thôn. Lấy nương tài cán trí tuệ, nếu là thân là nam nhi thân, nhất định sẽ có thành tựu lớn. Dư cửu điềm sợ ngây người, khó trách nàng đợi vài ngày đều không thấy người nhà tới đón nguyên lai thời gian này bà ngoại là ở mang theo thôn dân khẩn thôn lộ khi nói chuyện xe ngựa đã đi tới đồng ruộng thôn lộ đem đồng ruộng một phân thành hai hai bên đều là đang ở lao động thôn dân đang ở dùng một lê xới đất thấy dư toàn trung lái xe thôn lộ các thôn dân đều đứng thẳng thân thể chào hỏi toàn trung ca nhanh như vậy liền đem điềm bảo tiếp đã trở lại đúng vậy người trong nhà đều chờ thấy điềm bảo không dám chậm trễ ha ha cũng không phải là sao, hương thẩm này sẽ phỏng chừng còn ở cửa nhìn đâu. Một đường lại đây, dư cửu điềm thấy hơn phân nửa đồng ruộng đều bị phiên tân, bước tiếp theo nên điểm khoai tây. Bà ngoại tiếp nàng trở về cũng là tính nhật tử. Điểm khoai tây phía trước, nàng muốn đem không gian khoa học kỹ thuật đất đen lấy ra trộn lẫn ở thổ địa, như vậy mới có thể làm khoai tây nhanh chóng sinh trưởng ra tới. Rất nhanh xe ngựa liền đến trong thôn. Điềm bảo. Khương Phong Hoa thanh âm không xa không gần truyền đến, Dư cửu điềm tìm theo tiếng vọng qua đi, chi gian lão thái thái chính đầy mặt kích động bước nhanh đi tới. Tô Tú Nương cũng theo ở phía sau, dư toàn nhân cùng dư toàn hiếu từ một cái trong viện chui ra tới, muốn may tay nhìn xung quanh lại đây. Bởi vì địa hình chặt chẽ, nơi này phòng ở giữa lưng vào bồn địa một tầng một tầng trình nửa vây quanh xây lên tới, mỗi nhà mỗi hộ đều là láng giềng mà chỗ, ngày thường chỉ sợ là chủ nhân ở trong sân ho khang một tiếng. Tây gia đều có thể nghe thấy. Dư gia liền ở bị vây quanh nhất mặt một loạt cái thứ tư sân, ly đồng ruộng gần nhất, ly thôn lộ cũng không xa. Bà ngoại, đại cửu mẫu, nhị cậu, tam cậu, dư cửu điềm nửa cái thân mình đều dò ra cửa sổ xe, hưng phấn múa may tay ngắn nhỏ, thanh thúy cao giọng kêu gọi. Nàng này một kêu, toàn bộ bồn địa đều nổi lên hồi âm, dư toàn nhân cùng dư toàn hiếu cũng không bình tĩnh, đón ra tới. Không ngừng là bọn họ, rất nhiều thôn hộ trong nhà cũng đều ra tới vừa thấy đến tột cùng. Trịnh mẫu ông Hoài Ân từ cái thứ nhất tiểu viện tử đi ra, theo sát đệ nhị hộ ở Chu Xương Thịnh một nhà cũng ra tới, cười ha hả nhìn lại đây. Đệ tam gia là trương lão thái một nhà, trước kia liền tâm tâm niệm niệm tưởng cùng Khương Phong Hoa trụ lưỡng cách vách tường, lần này một lần nữa an bài phòng ở thời điểm thật đúng là trụ tới rồi một chỗ. M. Xe ngựa ở trịnh gia cửa mới đình ổn, một đám người đều xông tới, dư cửu điềm mới vừa đi đến xe ngựa bên ngoài, Khương Phong Hoa tay liền duỗi lại đây. Dư Cửu Điềm lập tức giống bạch tuộc giống nhau gắt gao ôm nàng cổ, Điềm Bảo muốn chết bà ngoại. Trịnh Mẫu ôm Hoài Ân dạy hắn kêu Điềm Bảo tỷ tỷ, Hạ Đan Mai cười sờ sờ dư cửu điềm đầu, Trương lão thái nhẹ nhéo nhéo dư cửu điềm khuôn mặt nhỏ, dư cửu điềm đối mỗi người đều đáp lại đầy đủ, Thúy Thanh kêu người cười mắt cong cong, chọc đại gia hỏa càng hiếm lạ nàng. Chờ Điềm Bảo từng cái kêu người tiếp đón qua đi, Khương Phong Hoa liền chạy nhanh đem nàng ôm trở về nhà. Dư gia mấy huynh đệ đều khẩn bước đi theo lão thái thái phía sau thỉnh thoảng duỗi tay cùng dư cửu Điềm hổ động. Tới rồi dư gia cổng lớn sau, dư cửu Điềm gấp không chờ nổi triều trong viện xem đi vào. Chương 157 cái này sân. Thật lớn. Cái này sân. Thật lớn. Khương Phong Hoa ôm nàng tiến sân lúc sau, dư toàn nhân liền cao hứng cấp dư cửu Điềm giới thiệu khai, Điềm bảo, nơi này chính là toàn bộ Ô Sơn thôn lớn nhất sân, lúc trước là trong thôn lý chính phòng ở, lý chính con cháu hưng thịnh, cho nên sân cái cũng. Đại đáng tiếc. Đáng tiếc lần này bạo loạn, liền cái hương khói cũng chưa lưu lại. Đáng tiếc phòng ở tuy rằng đại, lại vẫn cứ không đủ chúng ta dư gia trụ, điềm bảo vẫn là đến cùng bà ngoại trụ cùng nhau, bất quá lần này chúng ta không cần ở nhà chính ngủ ngăn cách, có nhĩ phòng ở. Khương Phong Hoa tiếp nhận dư toàn nhân nói, cười tủng tiễn sao đem điềm bảo ôm một cái vào dựa gần nhà chính nhĩ phòng, cũng quay đầu lại khẩn dư toàn nhân liếc mắt một cái. Dư toàn nhân thu được lão thái thái cảnh kỳ, chạy nhanh nhấp khẩn miệng, duỗi tay đánh đánh miệng mình. Loại này toàn thôn hủy diệt thảm thiết, hạ càng khai quốc tới nay chưa từng có phát sinh quá, nói ra liền sẽ làm nhân tâm tình trầm trọng. Điềm bảo bị tiếp trở về là vui vẻ sự, chính mình thật không nên nói ra mất hứng. Tiến phòng, dư cửu điềm lập tức bị khăn trải giường hấp dẫn ánh mắt, thế nhưng là toái hoa khăn trải giường, tựa như tiểu hoa giải khai mãn giường, xem một cái khiến cho nhân tâm tình cực hảo. Nàng vọng tiếng khương phong hoa trong mắt, mắt to đựng đầy ngôi sao, bà ngoại, Điềm Bảo rất thích chúng ta giường. Nhìn tiểu cháu gái chờ mong ánh mắt, Khương Phong Hoa không nói hai lời liền kéo nàng tiểu giày vải, chuẩn bị đem nàng phóng tới trên giường. Dơ dơ, Điềm Bảo quần áo dơ dơ, không cần làm dơ khăn trải giường. Không tìm được dư cửu Điềm không chịu xuống dưới, ngược lại đem Khương Phong Hoa ôm gắt gao. Tô Tú Nương trong mắt ập lên nồng đậm sủng nịch, thiên lạc Điềm Bảo mới như vậy tiểu, thế nhưng liền biết ái sạch sẽ. Tiểu nha đầu cùng tiểu tử thúi chính là không giống nhau. Trương nãi nãi lại không tán đồng, cũng không phải là mỗi người tiểu nha đầu đều có thể cùng điềm bảo so. Nàng sờ soạn một chút điềm bảo tay nhỏ, mãn nhãn đều lộ ra thích. Ai, điềm bảo vì cái gì muốn như vậy thông minh hiểu chuyện, nàng kia hai cái thiết con khỉ giống nhau tôn tử khẳng định là không xứng với tiểu nha đầu được. Tốt xấu hiện tại trụ lưỡng cách vách tường, khi trường làm hai cái tôn tử đi theo điềm bảo ở bên nhau hỗn chơi, nói không chừng cũng có thể bị mang thông minh hiểu chuyện chút đâu. Cứ như vậy ở mọi người vây quanh hạ, dư cửu điềm đem tân gia nhìn cái biến. Phòng ốc xây dựng cơ bản cùng ở Phú Bảo Thôn thời điểm không sai biệt lắm, nhà chính ở chính giữa, hai bên lại cắt có bốn cái nghỉ phòng, chính là mỗi gian phòng đều thực chặt chẽ, bày một chiếc giường cùng một cái đơn giản tủ sau, liền không thừa bao lớn không gian, hai ba cá nhân tiến vào liền có vẻ rất là chen chúc. Bất quá so với ở trong sơn động người ai người phô tể phô, kia tốt không phải nhỏ tí tẹo. Tám gian nghỉ phòng, trừ bỏ nhất bên cạnh một gian phòng bếp, mặt khác đều là ngủ phòng lớn nhất một gian tự nhiên để lại cho dư toàn trung một nhà bốn người, mặt khác bốn cái huynh đệ cũng không cần lại tể, mỗi người đều có chính mình phòng, tuy rằng không lớn, nhưng là lại là khó được tư mật không gian. Lúc trước nhìn đến phòng này, vui vẻ nhất liền thuộc dư gia huynh đệ mấy cái, bọn họ đều già đầu rồi, đã sớm tưởng có cái chính mình một tất vuông nơi. Đặc biệt là lão nhị dư toàn hiếu, hắn ngày thường thích đọc sách viết chữ, có đôi khi ban đêm nghiền ngẫm từng chữ một hứng thú chính cao, lại không thể không đi ngủ, đơn giản là không nghĩ bởi vì chính mình ảnh hưởng huynh đệ ngủ. Hiện tại hảo, cho dù hắn tưởng theo đèn đến nửa đêm, cũng sẽ không ảnh hưởng bất luận kẻ nào. Lão ngủ phòng ở cùng phòng bếp mặt đối mặt, hắn lần này không có trở về, Khương Phong Hoa trong lòng có chút mất mát. Nhưng là nghe Dư Toàn Trung nói hắn lý tưởng khát vọng, lão thái thái lại cảm thấy vui mừng cực kỳ. Bọn nhỏ nên từ nàng cánh chim hạ đi ra, đi một mình đối mặt mưa gió, chờ đến bọn họ mài dũa ra mũi nhọn, nàng trăm năm về sau, dư gia cũng có diễn chính người. Còn có cái kia kim chi cô nương, nếu lão ngũ thật sự có thể đem người lĩnh hội dư gia làm con dâu, kia cũng là dư gia phúc khí, chỉ xem bọn nhỏ tạo hóa. Lão ngũ tuy không có trở về, nhưng là dư toàn trung lại từ quân doanh mang về tới một cái khách quý, nói là hoác nguyên mới vừa phái cấp dư cửu điềm bên người hộ vệ, chuyên môn công đạo muốn một tấc cũng không rời bảo hộ điềm bảo. Tuy rằng là hộ vệ, nhưng là Khương Phong Hoa cũng sẽ không đem hắn đương hạ nhân, lập tức khiến cho lão tứ đem cấp dư cửu điềm chuẩn bị thịt khô lấy ra tới chiêu đãi người nghịch ngợm còn làm tô tú nương đi cho hắn vọt nước sôi đường trứng gà trương lão thái thấy người nghịch ngợm so với chính mình đại tôn tử cũng không lớn mấy tuổi thế nhưng liền đi tham gia quân ngũ càng là lôi kéo người nghịch ngợm một hồi hỏi han ân cần người nghịch ngợm lại quân doanh bên trong đối đều là nam nhân mọi người đều tùy tiện ngày thường bị thương đau mới có thể bị quan tâm hai câu dư gia cùng trương gia ôn hòa tinh tế quan tâm hữu hảo là hắn chưa từng có cảm thụ quá trong lúc nhất thời, hắn cảm động lại ấy nấy khó an, chính mình là tới bên người bảo hộ đi ăn mán khác, dư gia chính là đem hắn đương cái cấp dưới sai sử cũng là có thể, chính là bọn họ lại đại hắn như thân nhân, người nghịch ngợm trong lòng càng thêm kiên định, chẳng sợ tướng quân không có hạ lệnh, hắn cũng muốn dùng sinh mệnh bảo hộ điềm bảo, mới không làm thất vọng gia nhân này đại hắn hảo. tô tú nương cùng dư toàn nghĩa đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, sấn cái này khoảng cách, khương phong hoa mang theo điềm bảo đi xem một nhà đồng ruộng người nghịch ngợm không xa không gần đi theo tổ tôn hai phía sau. Bà ngoại, nhiều như vậy đồng ruộng đều là chúng ta. Dư cửu điềm nhìn dựa gần mười mấy mẫu ruộng tốt, kinh trừng lớn mắt. Hơn nửa này đó điền thế nhưng đều lê hảo. Đại cửu phụ cùng nhị cậu bị thương, trong nhà hiện tại chỉ có tam cậu tứ cửu phụ hai cái sức lao động, không có khả năng như vậy đoạn thời gian liền phiên chỉnh xong nhiều như vậy mà. Đúng vậy, đồng ruộng đều là căn cứ trong nhà nhân khẩu phân, này khối là trong thôn tốt nhất ruộng tốt, phân đến chúng ta dư gia trên đầu cũng là toàn thôn đồng ý. Hơn nữa này khối điền là chu gia gia cùng tiền gia gia mang theo toàn thôn sức lao động ưu tiên cho chúng ta phiên chỉnh ra tới. Khương Phong Hoa cười cùng dư cửu điềm giải thích, chính mình trong lòng cũng là vui mừng vô cùng, này một đường lao tâm lao lực mang theo toàn thôn lên đường, cũng coi như rơi xuống cái hảo. Thật tốt nha, bà ngoại đối trong thôn thúc thúc thẩm thẩm các gia gia nải nải hảo, bọn họ cũng đối dư gia hảo. Đây là bà ngoại giáo điềm bảo nhân tâm đổi lấy nhân tâm. Dư cửu điềm cũng thay bà ngoại vui vẻ, lấy ra mấy viên cứt chuột, đồng lòng thôn cái nồi này cháo là càng ngao càng thơm, nàng cũng muốn thêm đem hảo củi lửa mới là. Nói xong nàng liền triều Khương Phong Hoa mở ra tiểu tay ngắn, làm lão thái thái ôm nàng, phương tiện nói nhỏ. Cũng không phải đề phòng người nghịch ngợm ca, chẳng qua có một số việc quá mơ hồ, càng ít người biết càng tốt. Thì thầm một phen lúc sau, Khương Phong Hoa minh bạch dư cửu điềm ý tứ, tuy rằng vẫn là thực kinh ngạc, nhưng là so sánh với từ trước đã bình tĩnh rất nhiều, thậm chí thực mau liền cấp dư cửu điềm trong miệng đất đen tìm hảo minh lộ. Nơi này ruộng tốt gần 500 mẫu, này đó khoai tây gieo đi, không chỉ có có thể giải quyết mùa đông quân lương, đại gia hỏa qua mùa đông lương thực cũng đều vậy là đủ rồi. Khương Phong Hoa nói ra muốn thay tam quân loại quân lương thời điểm, thôn danh nhóm không có người có câu oán hận. Trước cuộc khoai tây hạt giống là dư gia mang theo quân đội đào đến, bọn họ có thể ở ô sơn thôn tạm thời yên ổn xuống dưới, cũng là vì có hoắc tướng quân làm chủ lấy khương phong hoa nói tới nói bọn họ cần cù chăm chỉ loại quân lương cũng là vì hạ càng thu phục quốc thổ ra lực tương lai quân công chương thượng bọn họ đều là phải nhớ một công dư gia cơm chiều là khác hẳn với bình thường náo nhiệt không chỉ có người trong nhà tề tụ ngay cả chu gia trương gia cùng trịnh gia đều bưng nhà mình xào tốt đồ ăn lại đây xem náo nhiệt một bữa cơm ăn đến trăng lên giữa trời mới tính xong việc sáng sớm hôm sau dư gia chu gia liền bắt đầu từng nhà kêu người đem tất cả mọi người gom lại một khối nghị sự Chương 158 dư gia đây. Là đưa người tốt đương ra nghiện tới. Thực mau, đồng lòng thôn tất cả mọi người tụ tập tới rồi dư cửa nhà đồng ruộng, nhìn phía dư cửa nhà Khương Phong Hoa chu tiền ba người. Bọn họ biết, dư gia đây là muốn nói loại khoai tây sự tình. Đối với lương thực, đại gia là nhất để bụng, chỉ chờ bọn họ ba người ra lệnh một tiếng, liền lập tức đi bận việc gieo giống. Hôm nay đem đại gia triệu tập đến một chỗ, là vì mang đại gia đi trên núi đào đất đen. Khương Phong Hoa nói thẳng nói ra mục đích Thông dân từng cái đều sắc mặt mờ mịt, đào đất đen Đây là muốn làm gì? Trong đất thổ không phải đã phiên hảo sao? Hẳn là trực tiếp gieo giống, còn mất công làm gì? Khương Phong Hoa biết đại gia hỏa nghi vấn, chạy nhanh giải thích nói Nơi này thổ chất cằn củi, nếu chúng ta trực tiếp gieo giống Muốn tới mùa đông mới có thể thu hoạch một vụ, lại còn có không biết sản lượng như thế nào Nhưng là ta biết trong núi có một loại đất đen, tính chất phi thường phì nhiêu nếu là chúng ta tưởng ở mùa đông tiến đến khi thu hoạch hai ra cần thiết đem loại này đất đen trộn lẫn sái đến đồng ruộng cho nên mỗi nhà ra hai ba cái sức lao động mang lên công cụ chúng ta hôm nay liền lên núi đào đất đen nghe đến đó các thôn dân cũng coi như minh bạch khương phong hoa hứa hẹn cấp tướng quân hai tháng là có thể thu hoạch lương thực chính là dựa cái này đất đen cùng đồng ruộng đánh cả đời giao tế bọn họ còn trước nay chưa từng nghe qua có cái gì có thể giúp lương cao sản đất đen thật sự có như vậy thần kỳ đồ vật còn tại sao mấu chốt là có thể tìm được sao tuy rằng trong lòng có các loại nghi vấn nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn tin tưởng khương phong hoa sự tình gõ định sau mỗi nhà chỉ chừa một hai cái người nhà ở trong nhà lo liệu việc nhà còn lại người đều đi theo dư gia thượng sau núi dư toàn trung thân thể còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ cho nên bị khương phong hoa ấn ở trong nhà lão thái thái làm người nghịch ngợm dùng sọt cổng dư cửu điềm đi theo nàng phía sau Vốn dĩ thôn dân cho rằng lên núi sẽ mạng vô mục một hồi loạn đào, rốt cuộc bùng đất đầy khắp núi đồi đều là, ai biết đất đen ở đâu cái xó xỉnh giác. Nhưng là Khương Phong Hoa đi đầu dẫn đường, đi rồi đại khái hai ba đường núi mới dừng lại tới. Mọi người lúc này mới đã nhận ra một chỗ cây cối thưa thớt đất ướt. Khương Phong Hoa cùng dư cửu điềm ám phía nhìn nhau liếc mắt một cái, ý bảo một cái thôn dân khai đào. Thôn dân mão đủ kính, một khai cuộc đi xuống, bổn hẳn là nước bùng kết cấu thổ chất lại rất là mềm xốp thực nhẹ nhàng liền nhảy ra phía dưới bùn đất. Bùng đất trình hắc màu xám, ướt ác đầy đủ lại mềm xốp xa hoạt, không hiểu người cũng có thể nhìn ra cùng bình thường thổ chất khác hẳn bất đồng. Chính là nó, đại gia bắt đầu đào đi, đào xong liền sái đến nhà mình đồng ruộng đi, một mẫu đất trộn lẫn 200 cân cái này đất đen liền cũng đủ. Khương Phong Hoa nháy mắt vui mừng ra mặt, hết thảy đều cùng điềm bảo miêu tả một cái bộ dáng. Giờ khắc này, dư cửu điềm trong lòng động dung tràn đầy, cái này khoa học kỹ thuật đất đen là nàng dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu ra tới, tuy rằng không có ở phía sau hiện đại khởi đến tác dụng, nhưng là trước mắt lại là có thể an ban định quốc mấu chốt nơi, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. bận việc suốt ba bốn thiên, các gia các hộ trong đất đều trộn lẫn rắc lên đất đen, khương phong hoa lúc này mới nói cho đại gia hỏa có thể bắt đầu loại khoai tây. lại bận việc mấy ngày, khoai tây hạt giống đều bị rải vào trong đất, toàn bộ đồng lòng thôn người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra chỉ trù bị qua mùa đông. Nhưng người trong thôn phát hiện, dư gia mang theo chu trương trịnh tam gia này hai ngày vẫn là không có nghỉ ngơi tới ý tứ, không ngờ lại ở triền núi trên đỉnh bận việc lên. Dựa theo khương lão thái thái trí tuệ, thôn danh nhóm theo bản năng cảm thấy bọn họ khẳng định là ở cân nhắc cái gì chuyện tốt. Như vậy tưởng tượng, các thôn dân không chịu ngồi yên, khiên lên cái quốc khai cuộc liền lên núi sườn núi. Khương thẩm, chu thúc, mệt mỏi vài ngày các ngươi sao không nghỉ một chút chạy nơi này tới đào đất là muốn làm cái gì? Đúng rồi, này thổ chất chẳng lẽ còn có thể loại lương? Các thôn dân một bên nghi hoặc, một bên đi theo mấy nhà phía sau hỗ trợ giúp đỡ đào đất. Khương Phong Hoa cũng không cất giấu, này trên sườn núi thổ chất xác thật chẳng ra gì, nhưng là lớn như vậy như vậy bình thản địa, cũng không thể không duyên cớ lãng phí. Chúng ta là chuẩn bị khai hoang ra tới, xem có thể hay không đủ loại thảo dược, cũng có thể cấp tiền tuyến cung cầu. Cái này là điềm bảo lần trước xem thôn thời điểm liền nói ra gần nhất khương phong hoa cũng cân nhắc ra tới tiền tuyến trừ bỏ lương thực không đủ thảo dược tất nhiên cũng là thiếu đến trong núi ngắt lấy cũng là như muối bỏ biển nếu có thể loại thành công không những có thể cung cấp tiền tuyến còn có thể bán được các địa vực dược phòng cũng có thể có thể vì trong nhà thêm một phần tiền lời vốn dĩ cho rằng lại có cái gì cao sản lương kết quả thế nhưng là loại thảo dược cùng lại đây hỗ trợ các thôn dân đều có chút tiết kính lương thực miễn phí cung cấp cấp hoắc gia quân cũng liền thôi hiện tại còn nhọc lòng cấp hoác gia quân chủng thảo dược. Dư gia đây là đưa người tốt đương ra nghiện tới. Tuy rằng biết hoác gia quân liên quan đến hạ càng tồn vong, nhưng là các thôn dân lại không nghĩ lại bạch lao tâm cố sức, rốt cuộc hoác tướng quân đều không có mở miệng làm cho bọn họ loại dược liệu. Rốt cuộc là chính mình tìm tới môn tới tìm hiểu, các thôn dân cũng không hảo làm nữa ra liền rời đi, căng gia đầu đi theo dư chu trương mấy nhà làm tới rồi chạng vạn. Khương Phong Hoa như thế nào sẽ nhìn không ra tới người trong thôn ý tưởng, nhưng là cũng không có trách cứ tâm tư. Loại thảo dược sự tình không có ở trong thông thông truyền, chính là vì tránh cho xuất hiện loại này tình hình, rốt cuộc thường nhân đều thích làm có thể lập tức nhìn thấy ít lợi sự tình, đối với cố sức không thấy được lấy lòng sự tình đều là lựa chọn bỏ qua. Quân dược thật không có quân lương như vậy cấp, Điềm Bảo nói, hoắc tướng quân lần trước đem toàn bộ Trịnh Châu thành dược phòng dược đều sưu tập tới rồi quân doanh, cũng đủ dùng một cái đông. So sánh với dưới, Trịnh Châu thành hiện tại tầm thường dùng dược ngược lại thành nhu cầu cấp bách nếu này phê thảo dược có thể loại thành công cũng là một cái kỳ ngộ bà ngoại cái này là thảo dược hạt giống mặt trên có tên úc chỉ cần phân khối rắc đi liền có thể lạp buổi tối người một nhà đều rửa mặt ăn sau dư cửu điềm từ không gian lấy ra mười mấy loại thường dùng thảo dược hạt giống khương phong hoa nhìn một đống giấy dai bao trên mặt hơi hơi kinh ngạc nhiều như vậy dư cửu điềm nằm ở khương phong hoa trên đùi cẳng chân nhàn nhã giá nổi lên chân bắt chéo bà ngoại điềm bảo nơi này còn có rất nhiều rất nhiều đâu, chờ này đó loại sống, điềm bảo lại cho ngươi lấy. Dược quầy thảo dược hạt giống đâu chỉ trăm loại. Khương Phong hoa sủng nịch vuốt ve dư cửu điềm Long xù xù đầu, ngươi nhất định là ông trời phái tới cứu vớt hạ càng tiểu phúc tinh. Trước kia nàng cho rằng điềm bảo chỉ là dư gia phúc tinh, chính là này một đường đi tới điềm bảo nha đầu bản lĩnh càng lúc càng lớn, người chung quanh cùng sự đều ở đi theo được lợi. Dư cửu điềm đông đưa gót chân nhỏ dừng dừng, không có bà ngoại, Điềm Bảo còn không biết ở nơi nào đâu. Nàng là có chút mơ hồ bản lĩnh ở trên người, nhưng là không có dư da cái này cản tránh gió, chỉ sợ đã sớm. Khương Phong Hoa nhẹ nhàng dán dán dư cửu điềm mềm mại khuôn mặt nhỏ, không nói gì, trong lòng cũng đã bắt đầu tưởng nên như thế nào cấp này đó hạt giống quá cái minh lộ. Ngày kế cơm sáng qua đi, Khương Phong Hoa mấy nhà chuẩn bị theo thường lệ đi trên sườn núi khai hoang, mới ra môn, liền nhìn đến thôn trên đường rất xa tới một đội binh mã chương 159 thật tốt quá điềm bảo có hai cái da. Vó ngựa thanh âm rất lớn, thực mau liền hấp dẫn toàn bộ thôn chú ý, các thôn dân đều ngắm nhìn triều thôn ven đường tụ tập. Lại đây, chờ quân đội lại đi gần một ít, là có thể rõ ràng nhìn đến cầm đầu chính là mang mặt nạ hoắc nguyên cương. hoắc tướng quân, hoắc tướng quân, thôn dân hai mặt nhìn nhau gian nháy mắt thần thái phi dương. Rất xa liền bắt đầu tiếp đón Hoác Nguyên Cương. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Dư Toàn Nghĩa trong lòng ngực Dư Cửu Điềm hưng phấn triều hoắc nguyên mới vừa múa may tay nhỏ, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều phi dương kích động. Con ngựa chạy tới gần lúc sau, hoắc nguyên mới vừa phi thân xuống ngựa, bước nhanh lại đây triều Dư Cửu Điềm mở ra hai tay, Điềm bảo. Tới nghĩa phụ ôm. Tuy rằng cách mặt nạ, căn bản thấy không rõ hắn biểu tình, nhưng là hắn quanh thân khí tràn đều ở thuyết minh đối Điềm bảo yêu thương. Dư Cửu Điềm một cái trương cánh tay, đã tới rồi hoắc nguyên mới vừa trong lòng ngực đôi tay phủng hắn mặt nạ làm nũng Nghĩa phụ, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Như thế nào đều không tới xem Điềm Bảo. Có phải hay không đem Điềm Bảo đều quên quan lạc? Xác thật, Điềm Bảo từ quân doanh trở về đã có tiểu 10 ngày, trở về phía trước Hoắc Nguyên mới vừa liền rời đi quân doanh ba bốn thiên, thời gian dài như vậy cũng không biết nghĩa phụ đi làm gì. Hoắc Nguyên mới vừa cười vang cười, nghĩa phụ đã quên ai cũng sẽ không quên Điềm Bảo. Nói xong hắn nhìn phía khương phong hoa, hiện giờ Trịnh Châu thành đã bắt đầu khôi phục ngày xưa sinh lợi thương nhân mua bán cũng đều làm lên, Thả Trịnh Châu tạm thời còn không có phái trú thái thú tiến đến quản hạt, bổn sắp sửa quản hạt đã có thái thú lại đây nhâm mệnh mới thôi. Vì phương tiện quản hạt trong thành trật tự, bổn đêm đã ở trong thành đông giao kiến phủ, chính là nguyên thái thú phủ đệ, bất quá biển hiệu tạm thời đổi thành định quốc hầu phủ. Kế tiếp bổn tạm chấp nhận muốn tạm thời ở bên trong thành, quân doanh cũng muốn vào thành đến Trịnh Châu luyện binh doanh, các ngươi nếu có việc, có thể trực tiếp đến định quốc hầu phủ tìm bổn đêm. Hắn nói xong, Dư cửu điềm mới ngộ đạo, nguyên lai nghĩa phụ lại là đến trong thành kiến phủ đi. Người trong thôn nghe vậy trong lòng cũng một trận kiên định, hoắc nguyên mới vừa có thể tạm cư trịnh châu, thuyết minh cái này mùa đông không cần lại lo lắng chiến loạn vấn đề, cuối cùng là có thể quá đoạn kiên định nhật tử. Khương Phong Hoa tiến lên một bước cười nói, tướng quân mệt nhọc, chạy nhanh vào nhà ngồi xuống uống miếng nước nói nữa đi. Dư cửu điềm cũng liên tục phụ họa, nghĩa phụ đi xem chúng ta nhà mới, nhưng đại nhưng lớn. Hoắc Nguyên mới vừa cười cạo cạo dư cửu điềm cái mũi, hảo, điềm bảo mang nghĩa phụ đi xem các ngươi nhà mới, chờ Trịnh Châu thành dàn xếp hảo, nghĩa phụ liền mang ngươi trở về thành gia nhìn xem. Đến lúc đó điềm bảo tưởng hồi thôn liền hồi thôn, muốn đi trong thành trụ cũng có thể, được không? Dư cửu điềm cao hứng ở Hắc Nguyên mới vừa trong lòng ngực bắn ra bắn ra, da, thật tốt quá, điềm bảo có hai cái da, ta đây có thể mang đại ca ca nhị ca ca đi trong thành trong nhà làm khách sao? Không thành vấn đề, làm đại ca ca nhị ca ca trụ nơi đó mỗi ngày bồi điềm bảo đều có thể. Khi nói chuyện, một đám người đã tới rồi dư gia sân, trịnh quân mang theo quân đội ở trịnh gia cửa hầu, phương tiện cùng người nhà tâm sự chuyện riêng tư. Mặt khác thôn dân cũng không có đi, đều ở dư cửa nhà vây quanh. Khương Phong Hoa mang sang tới một hồ thủy, không có chén trà trực tiếp đưa tới Hoắc Nguyên mới vừa trong tay, tướng quân, uống trước nước miếng đi. Hoắc Nguyên mới vừa ngẩn ra, động dung gật gật đầu, cảm ơn Khương Thẩm nói xong liền dỗi ấm trà miệng ừng ực ừng ực uống lên mấy mồm to tô tú nương mang theo dư gia huynh để đi cấp quân đội binh lính đoan thủy phân khác tướng quân tới hảo tỉnh chúng ta đến quân doanh đi báo tin hôm trước chúng ta đã đem toàn bộ khoai tây đều gieo không có gì bất ngờ xảy ra hơn một tháng sau liền sẽ thu hoạch đến lúc đó chúng ta liền đi cấp tướng quân báo tin vui khương phong hoa hỉ khí dương dương nói hoắc nguyên mới vừa đáy mắt cũng một mảnh không khí vui mừng hảo rất tốt hôm nay bổn đem cũng là đặc biệt tới nói cho các ngươi một chuyện tốt. Lúc trước mã bà bà dẫn dắt chữa bệnh đội cứu vất trịnh châu thành ôn dịch, không phải bạch xuất lực khí, lúc ấy từ bổn đem làm chủ, làm tám phần dư giả nhân gia đều đào ôn dịch tiền khám bệnh. Mấy ngày nay bổn đem gần nhất là đi kiến phủ đệ, thứ hai lần này vào thành đem tiền khám bệnh cũng toàn bộ thu trở về. Chữa bệnh đội lần này ra rất lớn sức lực, lúc ấy bổn đem cũng nói, mỗi người đều sẽ được đến một bút tiền khám bệnh bạc chữa bệnh đội bọn nhỏ nói bọn họ hiện giờ ở quân doanh ăn uống không lo mỗi người để lại một lượng bạc tử bàn thân mặt khác làm bổn đem đại lao toàn bộ đưa đến cha mẹ trong tay hoắc nguyên mới vừa nói xong sở hữu thôn dân đều khiếp sợ ngay người đặc biệt là chữa bệnh đội các thiếu niên người nhà đồng thời thành thạch điêu bọn họ hài tử tiền đồ lúc này mới cùng mã bà bà học y bao lâu a à, thế nhưng là có thể tránh đến tiền khám bệnh bạc vốn tưởng rằng bọn nhỏ đi trịnh châu thành mạo hiểm là không ràng buộc không nghĩ tới thế nhưng quanh co có chuyện tốt như vậy buông xuống. Dứt lời, Hoắc Nguyên mới vừa liền đem danh sách đem ra, bên người phó tướng chạy nhanh từ trong lòng ngực lấy ra một sấp thật dày ngân phiếu. Mọi người đôi mắt đều xem thẳng, phải biết rằng, ngân phiếu nhỏ nhất mặt tráng cũng là năm lượng một trương, chẳng lẽ mỗi người có thể được đến năm lượng bạc tiền khám bệnh không thành. Hoa Thanh, Lan Bình Y đồ tiền khám bệnh là một người 200 lượng. Hộ lý đội tiền khám bệnh là một người 150 lượng còn có chính là y từ, mỗi người có 100 lượng bạc. Hoắc Nguyên mới vừa cao giọng niệm xong, phía dưới an tĩnh châm rơi có thể nghe. Chữa bệnh đội mọi người trong nhà đâu? Như thế nào không có người ra tới lãnh tiền? Lại không ra lãnh tiền, bổn đêm đã có thể toàn bộ mang về sung làm quân lương. Hoắc Nguyên mới vừa đáy mắt mang theo ý cười hỏi. Tại tại tại, tướng quân, ta, ta chính là Hoa Thanh Nương. Ngay sau đó một cái phụ nhân kích động đi ra, đáy mắt đều là không thể tin tưởng. Hoắc Nguyên mới vừa dò hỏi chứng thực vài câu, liền ý bảo bên người thuộc hạ cho nàng lấy ngân phiếu. Hoa Thanh Nương tiếp nhận ngân phiếu, nhìn mặt trên mặt tráng, bước chân như là đạp lên đám mây giống nhau. Thấy thế, chữa bệnh đội người nhà sôi nổi ra tới, bài đội đem tiền khám bệnh bạc lãnh tới rồi tay. M. Thiên A, ta cả đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc A. Hiện tại này mùa màng, có thể ăn cơm no đều là chuyện tốt, bọn họ thật là hảo phúc khí, đi theo mã bà bà kiếm lời nhiều như vậy tiền. Bọn họ cần phải hảo hảo cảm tạ dư gia điềm bảo nha đầu, nếu không phải điềm bảo nha đầu cất mã bà bà nói kia phiên lời nói, bọn họ nào có cơ hội này. Phía dưới thôn dân hâm mộ đôi mắt đều đỏ, lời nói khó tránh khỏi có vài phần toan, nhưng là cũng đều không có gì ý xấu. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đi theo dư gia cũng là dính quan, ít nhất hiện tại mỗi người đều có trụ địa phương, còn có thể có miễn phí hạt giống cùng lương thực. Nghĩa phụ, điềm bảo đâu? điềm bảo có sao? Dư cửu điềm nhìn mọi người đem tiền đều lãnh, mắt trong mông nhìn phía Hoắc Nguyên Cương. Hoắc Nguyên mới vừa mắt mang ý cười, điềm bảo công lao lớn nhất, thiếu ai cũng không có thể thiếu ngươi. Hắn nói xong, bên người cấp dưới liền đem thật dày một sấp ngân phiếu đưa tới điềm bảo trong tay, này 5.000 lượng ngân phiếu, là cho điềm bảo tiền khám bệnh. Nghe thấy cái này con số mọi người hít hà một hơi, 5.000 lượng. Vốn dĩ bọn họ cho rằng chữa bệnh đội tiền khám bệnh đã đủ nhiều, không nghĩ tới còn không bằng dư gia điềm bảo một cái ngón út đầu. Chương 160 này 5.000 lượng là dư gia nên được. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là mọi người cũng đều minh bạch, nếu không phải điềm bảo nghĩ ra ôm dịch bệnh phương, đừng nói chữa bệnh đội có thể kiếm được tiền khám bệnh, nói không chừng chờ ôm dịch lan tràn đến không thể vãn hồi, bọn họ đều có. Khả năng bị nhiễm. Này 5.000 lượng là dư gia nên được. Nhiều như vậy oa. Điềm bảo thật là lợi hại a. À dư cửu điềm hưng phấn chụp nổi lên tay nhỏ, nàng rốt cuộc cấp trong nhà sáng tạo thực chất tính thu vào. Dư gia huynh đệ đều bị kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn dư cửu điềm, này bảo bối ngoại tôn nữ quả thực chính là cây rụng tiền được không? Chạy nạn trước liền gián tiếp cấp trong nhà kiếm lời không ít bạc, không nghĩ tới lần này lợi hại hơn. Khương Phong Hoa trên mặt còn tính bình tĩnh, nhưng là tiếp nhận ngân phiếu thời điểm, tay vẫn là rất nhỏ run rẩy. Bà ngoại, về sau điềm bảo cùng đại ca ca nhị ca ca có phải hay không muốn ăn cái gì đều có thể nha. Dư cửu điềm Mỹ tư tư nhìn Khương Phong Hoa, nàng này cũng coi như bằng bản lĩnh ăn cơm đi hì hì. Cô Tú Nương ánh mắt quán trách sủng nịch, chỉ cần thân thể cho phép, ngươi về sau muốn ăn cái gì đại cửu mẫu liền cho ngươi làm cái gì. Tiểu nha đầu vô luận chuyện gì đều nghĩ gia hòa gia hưng, nếu là cánh tay đủ trường, nàng hận không thể đem bầu trời ngôi sao hái xuống cho nàng. Gia gia, mùi muội thật là lợi hại mùi mùi thật là lợi hại. Gia hòa gia hưng vây quanh ở dư toàn trung chân biên, bái dư cửu điềm gót chân nhỏ lại nhảy lại nhảy. Trừ bỏ đưa tiền khám bệnh, bổn đem còn muốn tới báo cho các ngươi một khác sự kiện. Hiện giờ quân lương sung túc, đến lúc đó đồng lòng thôn lương thu đi lên, bổn sẽ dựa theo ngô giá cả năm văn cân tới thu mua, sẽ không lấy không. ở mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, khoác nguyên mới vừa lại tuyên cáo mặt khác một việc. Lần này thu đi lên tiền khám bệnh dị thường sung túc trừ bỏ cấp mã bà bà Tam Thành, dư lại hoàn toàn cũng đủ chống đỡ quân đội đánh cái 3 bốn năm trượng. Chỉ cần quân phí sung túc, hoác gia quân sẽ không chiếm bá tánh tiện nghi. Vả lại lần này dư gia công lao đại quá xuất sắc, được đến thù lao cũng quá mức phong phú, cho dù đồng lòng thôn người một đường mưa gió cộng tế đi tới, cũng khó bảo toàn không có người đỏ mắt ghen ghét. Dư gia được đại lợi, kéo bên người người đi theo thơm lây, mới là cân bằng phương pháp. Thật sự, không phải miễn phí cung cấp quân đội tướng quân muốn ấn năm văn một cân thu ân bổn đem từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh thiên a kia kia hai trăm cân không phải có một lượng bạc tử khoai tây mẫu sản nhưng có ngàn cân nộp chúng ta mỗi nhà đều có mười mấy mẫu đất chẳng phải là mỗi nhà đều có thể bán đến năm sáu mươi lượng bạc đúng vậy khương thẩm nói khoai tây hơn một tháng là có thể thu hoạch cũng chính là qua không bao lâu chúng ta từng nhà không chỉ có có lương qua mùa đông còn có thể có không ít tồn bạc nha hoắc nguyên mới vừa mang đến đệ nhị điều tin tức trực tiếp làm mọi người cao hứng điên rồi trong đám người một mảnh sôi trào cái kia đừng nhìn dư gia đỏ mắt thôn dân cũng vội từ ác liệt tư tưởng chung bức ra ra tới kịp thời ngăn tổn hại dư gia ăn thịt bọn họ cũng có thể uống đến canh thịt vạn không thể lại có kia không tốt ý tưởng hảo tin tức đã thông cáo đại gia không có gì sự liền đều tan đi tướng quân còn có chuyện riêng tư muốn cùng dư gia nói có cấp dưới đúng lúc ra tới đem đám người đều phân phát thôn dân nhóm ước gì hoắc nguyên mới vừa cùng dư gia quan hệ thân hậu cũng không quấy rầy vô cùng cao hứng từng người về nhà bọn người đi rồi khương phong hoa chạy nhanh đem hoắc nguyên mới vừa thỉnh tới rồi nhà chính ngồi xuống nói chuyện tướng quân ta còn có một khác chuyện báo cho muốn nhờ gần nhất hai ngày này chúng ta đang chuẩn bị đem trên sườn núi đất bằng khai khẩn thí loại dược liệu không những có thể cấp trong quân cung dược còn có thể ở bộ mặt thành phố lưu thông nếu là hiệu quả tốt lời nói nói không chừng còn có thể làm trịnh châu thành dược liệu giá cả giáng xuống, đến lúc đó không chỉ có thôn dân có thể loại dược bán tiền, còn có thể làm trịnh châu dân chúng mỗi người để mắc bệnh, đây chính là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt. Khương Phong Hoa vừa nói vừa nhìn đến Hoắc Nguyên mới vừa ánh mắt trở nên kích động, đừng nói hắn, nàng chính mình đều cảm thấy cái này ý tưởng thật sự quá mức to lớn lớn mạnh. Nhìn Hoắc Nguyên mới vừa trong lòng ngực ngoan ngoãn đối chính mình chớp mắt to tiểu cháu gái, Khương Phong Hoa cảm thấy trên vai mặt danh nhiều chút gánh nặng. Này đó ý tưởng đều là buổi tối tiểu cháu gái tránh ở trong chăn cùng chính mình nói. Nhìn như không chút để ý đồng ngôn trĩ ngữ, nhưng là những câu chứa đầy huệ quốc lợi dân hoành viễn khát vọng. Có đôi khi nàng đều cảm thấy điềm bảo đầu thai đến nàng cái kia đáng thương nữ nhi trong bụng khi, đều không có uống canh mạnh bà. Hoắc Nguyên mới vừa mãn nhãn lau mắt mà nhìn, Khương Thẩm có thể có loại này kinh mới viễn lự, bổn đem thật là bội phục, chẳng qua loại dược cùng bình thường lương thực đại bất đồng, mỗi loại dược liệu đều các có sinh trưởng hoàn cảnh cùng tập tính, thả dược liệu hạt giống cũng khó được. Xưa nay đại phu cho rằng đào tạo dược liệu đều tiêu phí không ít tinh lực, cùng loại lương thực giống nhau loại dược liệu có thể nói lịch cổ tới nay tuyệt vô cận hữu. Nhưng là Khương Thẩm cùng Mã Bà Bà đều là trăm năm khó gặp thần nhân, nếu có thể thực thi hành động, tất nhiên là có chút biện pháp, bổn đem nhất định toàn lực duy trì. Chính là không biết này dược liệu hạt giống từ đâu mà đến. Nhưng yêu cầu bổn đem hỗ trợ đi các nơi tìm mua. Mỗi người đều biết dược liệu so lương thực đáng giá, nếu thật sự như vậy hảo loại, cử quốc trên dưới nông hộ đã sớm loại dược liệu thu lợi, nói không chừng dược liệu so lương thực còn tiện nghi, người trong nước cũng không đến mức khinh thường bệnh ăn không nổi dược. Khương Phong Hoa vội gật đầu, chính là yêu cầu tướng quân hỗ trợ, bất quá không phải làm tướng quân đi tìm bán. Dược liệu hạt giống chúng ta có, đều là từ trước điềm bảo mang theo toàn lễ lên núi tìm thấy, tướng quân cũng biết chút, điềm bảo trên người lây dính phúc trạch thâm hậu, đi theo nàng luôn là có thu hoạch ngoài ý muốn chính là chúng ta thân hậu người cảm thấy đây là phúc khí, nhưng là khó bảo toàn sẽ không có lòng xấu xa người lấy cái này làm văn. Cho nên mã bà bà mới có thể khẩn cầu tướng quân che chở điềm bảo. Cho nên này đó hạt giống, ta tưởng thỉnh tướng quân cho nó quá cái minh lộ. Dư cửu điềm trong lòng khoan khoái, hoảng không tự biết hoảng chân nhỏ, có bà ngoại cùng nghĩa phụ ở, nàng mơ hồ phúc khí luôn là sẽ bị hợp lý hóa. Hoắc Nguyên mới vừa ánh mắt hơi chấn, liên tục đồng ý, Khương Thẩm yên tâm, hôm nay bổn tương lai chuyện thứ ba chính là cấp dư gia đưa dược loại nói xong hắn cùng khương phong hoa đối diện gật đầu thuận tiện xoa xoa trong lòng ngực tiểu nha đầu đầu nhẹ giọng nói thiên đại sự đều có nghĩa phụ cho ngươi bọc ngươi nghĩ đến cái gì liền cấp bà ngoại nói không cần sợ hãi bên có lẽ ông trời làm hắn ở nắm quyền thời điểm gặp được điềm bảo cùng dư gia vận mệnh chú định chắc chắn có an bài dược loại sự tình có lạc định khương phong hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra vội vàng đứng dậy chuẩn bị làm tô tú nương chuẩn bị đồ ăn, tiếp đón Hoắc Nguyên mới vừa ăn cơm. Hoắc Nguyên mới vừa lại lắc đầu, Khương Thẩm, đem quân doanh dời đến luyện binh doanh cũng yêu cầu thời gian, ta liền không nhiều lắm để lại. Cái này là điềm bảo dư lại tiền khám bệnh, ngươi thu hảo chớ kêu người khác biết được. Biên nói, Hoắc Nguyên mới từ trong lòng ngực lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho Khương Phong Hoa, sau vừa mới tiền khám bệnh nhìn còn muốn nhiều. Khương Phong Hoa cùng Dư Cửu Điềm đều ngây ngẩn cả người, tiền khám bệnh không phải đã cho sao? Như thế nào còn có nhiều như vậy? Hoắc Nguyên mới vừa đôi mắt mang theo ý cười giải thích, lần này tiền khám bệnh phi thường phong phú, nguyên bản thuộc về điềm bảo còn hẳn là càng nhiều, nhưng là mã bà bà cùng điềm bảo đều đại nghĩa, đem bảy thành tiền khám bệnh đều cho Hoắc gia quân. So sánh với dưới, điểm này tiền khám bệnh thực sự không nhiều lắm, nhưng là ở thôn dân trong mắt đây là cự phú, nếu ta vừa mới cùng nhau lấy ra tới, vô luận dư gia công lao bao lớn, cũng sẽ trở thành mọi người đảo mắt đối tượng